Nay hủy kèo đi nhậu hết hả anh Đăng? Sao em? Nay hủy kèo đi nhậu hả? Đi làm không? Trời ơi, từ ngày em quen biết em mà anh không biết nhậu hay không, không biết nhậu rồi chủ nhật hả? Thông cảm đi anh ơi. Hello mấy chị. Từ miếng son luôn. Cái mặt, cái mép. Cho em đánh chút son nha mấy chị, cái mặt em nó tái dữ lắm rồi. Tái hơn thịt bò tái rồi. Nó tái. Mặc áo đỏ không cô? Mặc áo đỏ nó cũng không làm nổi lên được cái mặt. Hello chị Hầu Hương. Chờ hết mấy chị. Hello hello hello. Chào chị Kim Hiền. Chúc chị Kim Hiền nó mới sức khỏe nha. Không biết bữa chị Kim Hiền có vô không? Chưa vô thì nay vô thì chúc lại nha. Chào chị Thư Phùng. Hello chị Hà. Trời ơi. Hàng đóng không kịp cho mấy chị kìa chứ nên nó lên trễ chứ. Tính hồi trưa like cho mấy chị đó mà cũng không kịp luôn. Đóng không kịp mà giờ còn đi hàng tùm lum tùm le cho mấy chị nè. Hello cho Ngô Đậm. Hello hello. Hello chị Ngô Đậm. Nó không kịp đi hàng, nó không đóng hàng không kịp luôn á chứ. Kịp là em đây sớm mấy chị, thấy còn cần vận chuyển hàng cho mấy chị để giờ vận chuyển hàng mấy chị. Đây gần như là 97% là đi hàng cho mấy chị, còn vài kiện đóng kịp sót lại nha. Có gì mai em báo phí sao không mấy chị chứ. Giờ hết kịp rồi, hết kịp rồi. Rồi chào chị Lâm Ngân, chào mấy chị. Tối nay thì trời ơi nó mà tái mặt em nó tái lắm chị Lý ơi. Tính nói gì quên mất tiêu mấy chị à. Tối nay nhiều hàng lắm mấy chị. Tùm lum mặt hàng hết. Sáng giờ bạn mua vàng thấy không? Trời ơi thấy không? Đâu có đeo gì đâu. Sáng giờ bạn mua vàng. Đóng hàng cho mấy chị muốn chết. Người ta ngày dưới thần tài người ta đi mua vàng. Còn tụi em làm muốn sắc mặt cho mấy chị nên để dành thời gian cho mấy chị đi mua vàng ấy chứ. Mấy chị mua vàng ấy chứ. Còn em đâu có thời gian đâu mua vàng mấy chị, có tiền đâu mua vàng. Nên bán lan cho mấy chị kiếm tiền lương chứ tiền đâu mua vàng. Nay có Damari. Damari đẹp lắm nha. Damari sớm tại đóng không kịp luôn á. Nó đó em đóng không có kịp mấy chị nhân viên đóng không kịp, khoảng 97% là đã đi hàng hết cho mấy chị rồi. Khoảng còn 3% nữa nha. 3% nữa. Đóng 2 ngày đó, gửi 2 ngày không kịp đó mấy chị, gửi 2 ngày không kịp. Năm mới rực đỏ. Chị Ngô Đậm ăn Tết lớn không? Tối nay có mũ nữ nha chị Chi Bi ơi. Tối nay em lên hai dòng mũ nữ cho mấy chị, đặc biệt là có một cái dòng mũ nữ mà là mong tháng 4, đó là vũ nữ hoàng hậu, nên là em lên thời điểm này cho mấy chị là tháng 4, là kịp tháng 4 để làm bông cho mấy chị luôn, nên là phải lên sớm thời điểm này thôi chứ mình lên trễ là mấy chị làm bông không kịp làm bông tháng 4 á. Em nói chung là nhiều lắm mấy chị, tùm lum hết trơn á. Đặc biệt là hôm nay có một cái dòng Hiroshi mà đang vào hoa, cây đẹp có mấy chục ngàn cây à. Dạ rất là chị Thư Phụng ơi. Đúng rồi, ước một lần trúng game. Nào qua game tặng cho này cho mấy chị. Giờ vô trễ xíu. Không cảm mấy chị ơi, không cảm. Em lựa cho mấy chị cái cây này nha. Trồng thang. Có mình cô Nhận Lan sớm nè. Tại cô Trần Loan cô hối quá là phải làm kịp cho cô Trần Loan chứ không. Tại cô hối quá nè. Damari đỏ. Giờ không biết luôn á. Nó nằm tùm lum hết trơn luôn. Không biết là có đỏ, có vàng, có cam gì không biết. Cứ thấy có cây là bốc lên bán cho mấy chị. Thế thật sự là hàng nó xuống nó nằm lợn sàn ầu hết. Không có chỗ để luôn. Cũng không có thời gian mà ra hàng để coi có màu gì cho mấy chị. Giờ là em thấy cái gì là em bốc lên bán cho mấy chị luôn á nha. Nó nhiều mặt hàng lắm. Lên trễ mấy chị cũng không cảm hộ em. Qua cái em là tặng cho mấy chị cái cây Damari. Damari lưỡi cam mà biết rồi. Damari là hoa thơm thì khỏi nói rồi. Giờ giới thiệu hoài nhiều khi khách nào đã biết chơi dòng này, đã chơi từng chơi dòng này thì mấy chị biết đặc tính của nó. Còn khách nào chưa có từng mua dòng này thì em giới thiệu sơ luôn nha. Cái Damari này á, nó thuộc họ Dendrolong, nguồn gốc của nó. Bông nó bền, mấy chị chơi trung bình khoảng 2 tháng rưỡi cho đến 3 tháng. Nó thuộc họ cánh sáp và bông của nó là bông chùm. Và bông của nó làm bông từ ở dưới gốc lên. Từ dưới gốc lên chứ không nhất thiết ở trên đỉnh ngọn như thế này nha mấy chị ơi. Như ví dụ như nó sẽ làm dài thân cho mấy chị. Đặc biệt là cái dòng này cây nó ưa nắng rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn nha. Xíu sẽ lên cho mấy chị. Mấy chị chưa nhận cây ráng đợi em xíu mấy chị. Trời ơi đóng hàng không có kịp. Tình mấy tình yêu ơi. Cho mấy chị coi thử một số. Đa phần Damari nó có mấy tông màu.
vàng, cam rồi đỏ cho mấy chị. Để em một xí xí nha. Damori, Damori, em lên cho mấy chị coi số. Nè, nó làm bông như thế này nè mấy chị. Nhớ là giờ chia sẻ like nha, tặng cho cái Damori á. Em tặng cho cái Damori đó cho mấy chị. Có 200 cây này như ta nó giá từ 200 đến 220 một cây mấy chị. Giá Damori á, tại vì cây thân ít thân nghèo á, nó có giá từ 200 đến 220 một cây, một xíu sẽ bán đồng giá cho mấy chị luôn. Nè, nó làm bông từ thân lên, nó không cần quá nhiều thân đâu mấy chị, chỉ cần một thân chủ đạo của mình, cây trưởng thành là nó làm bông nhiều cho mấy chị rồi. Dòng này nó cũng dễ chăm. Hiện tại cái dòng này tụi em có thể trồng bằng thang lên, mấy chị chơi rất là khỏe luôn. Đó, nó có mấy những tông màu này đẹp cho mấy chị luôn nha. Damori, nó làm bông hoa thơm nghe khách, hoa thơm nha. Nó có một cái điểm nhấn ở cái đầu lưỡi của nó rất là đẹp cho mấy chị, rất là đẹp. Có mấy cây hả? Này thấy gì chứ? Like like cho mấy chị chứ. Em có khoảng mấy cây, 10 mười mấy cây gì đó mới chơi, không đủ xí răng nữa. Đầu năm Damori không có nhiều. Đầu năm thật sự những cây làm bông không có nhiều mấy chị. Những cái cây này em lên cho mấy chị đa phần cây nụ không à. Chứ hiện tại giờ nó đang làm lá. Mấy chị thấy không? Lâu lâu khoảng tầm nửa tháng hoặc là tháng là mấy chị thấy em là có bán Damori cho mấy chị là đó là mà bán bông luôn. Đó là lý do tại sao em hay bán, biết sao không? Thì nó làm bông quanh năm nên là khi nào có bông là bốc ra bán không mấy chị, khi nào có bông là bốc ra bán chứ nó không nhất thiết phải theo cái mùa nào hết nha. Nên nó là lúc nào có bông để mấy chị chơi, nên là mấy chị chưa từng chị nào đã chơi rồi hoặc là đã chơi dòng Damori nào thì mấy chị chơi thử nha, chơi thử mấy chị biết là tính của nó. Thôi tặng nha, thôi tặng thôi, anh chị vào xem like chia sẻ ủng hộ em với, tặng cho cây này nha. Cây xịn sò mấy chị, 200-220 á. Cây hiện tại cây giống như cái này là cái cây này giá 220. Hello chị Thục, hello chị Thục nè, nó nhiều lắm, có trầm rồng đỏ, có vũ nữ ơi, có cát, có rác, rồi có tùm lum tùm lê hết mấy chị ơi. Bò tùm lum, rồi ben soda cam cũng có, ben vàng cũng có. Rồi hôm nay em có thằng rau que về cho mấy chị. Hôm trước á, anh chị nào mà không chốt được rau que thì hôm nay có được khoảng tầm được 2 sọt, khoảng được ba mấy 40 cây á, 2 sọt không qua mấy 40 cây lên lại bây giờ vừa mới trở lên cho mấy chị nha. Chị Long Nguyễn ơi, xíu chốt Long Nguyễn ơi. Xíu em lựa đầu la em lựa cây đẹp cho mấy chị, chốt mấy chị nha. Khoảng ít hơn mười mấy cây gì đó mấy chị. Đầu năm đầu tháng không có nhiều. Thấy khoe hàng cho mấy chị chứ không có nhiều. Tùm lum mấy xíu em sẽ có cái gì em bóc lên cho mấy chị nha, tại vì không khuôn hàng. À hôm nay có gốc hồ điệp nữa kìa, gốc vòi cao luôn, có những cây với nhú, có những cây hai cỡ hai găng tay em cũng có hàng cho mấy chị luôn nha. Đó, tặng cây này cho mấy chị nha. Panda không có hàng, Panda chắc đợi ít hôm, Panda chắc phải đợi ổn định khoảng tầm nửa tháng nữa nha mấy chị thì mới có được, thì tụi em mới có Panda bán cho mấy chị. Có vũ nữ cam lửa chứ, trời cây đẹp dữ lắm nha. Xíu xíu sẽ có giá mềm. Rồi, bắt đầu cập nhật được cây boss tầng quà game mấy chị nè. Bắt đầu cập nhật cây boss tầng quà game. Em cho mấy chị 2 phút nữa đó em tặng quà game. Thì em tranh thủ, thì giờ em vô live trễ. Cho 2 phút nữa đó cho mấy chị khách mới vô. Mấy chị chia sẻ đi, em cập nhật lần nha cho mấy chị nha. 2 phút, tranh thủ nha. Khách mới vô. Cái này là mấy chị biết sao không? Em cập nhật luôn lượt chia sẻ lượt bình luận của mấy chị, nên là anh chị nào comment nhiều em thấy có cơ hội, giống như là mấy chị comment nhiều có cơ hội trúng nhiều sao mấy chị, nó giống như vậy. Tại vì hệ thống máy nó lựa chứ em cũng không có lựa. Đây, hệ thống máy nó lựa, không em không có lựa. Cho mấy chị 2 phút đó nha. Và có ship ra Thái Bình, em ship có toàn quốc hết cho mấy chị, trừ những anh chị nào khu vực ở trong vùng dịch Covid thì không ship được. Còn anh chị nào thoải mái Bắc Trung Nam thì em cũng đều có ship hết cho mấy chị nha. Nhớ là những anh chị nào ở khu vực Covid thì khoan không mua hàng nha mấy chị, khoan không mua hàng. Còn anh chị không có nằm trong khu vực cách ly thì mấy chị mua thoải mái, shipper vẫn ship hàng đến tận nhà cho mấy chị luôn nha. Rồi tranh thủ nha, chuẩn bị em quay cho boss cho mấy chị tặng quà game nha. Cây này nha là cây cao mà rễ bám rất là khỏe, trồng bằng cỏ thông chứ không phải trồng xơ dừa nha. Trồng bằng cỏ thông chứ không phải trồng xơ dừa đâu mấy chị. Trồng bằng than chứ không phải là xơ dừa, rất là xịn sò cho mấy chị. Cây nó khỏe và hiện tại thấy cây hiện tại đang có nở cho mấy chị chứ đang làm nụ nè. Chứ đang làm nụ nữa đó mấy chị. Damori nha. Đó. Nên mấy chị sẽ thấy trên hồ hoa lan rất là nhiều. Đa phần nó cây sẽ cỡ như thế này, cỡ nhỏ nhỏ thế này, hoặc là cây nó cỡ này nó có làm bông bối cho mấy chị. Cây càng cao thì sau này mấy chị sẽ thấy là nó sẽ làm bông nhiều cho mấy chị. Thích nhất chị game đầu giờ like. Trời ơi, em đầu giờ ra live làm cho xong thủ tục cho mấy chị chứ em không có bắt ép gì mấy chị hết.
nhiều nhà vườn họ chơi giữa giữa lai, nhiều nhà vườn chơi cuối cuối lai, nhiều khi mấy chị không có thời gian, mấy không có thời gian đợi chờ không có hạnh phúc. Bây giờ giờ đợi chờ không có hạnh phúc, ngày xưa người ta nói đợi chờ hạnh phúc, mà bây giờ đợi chờ là thấy là cái gì đâu không à, chứ không có hạnh phúc đâu nổi đâu. Đây rồi em, bây giờ là 8:30 rồi, em cho mấy chị thêm một phút nữa nha, một phút nữa thôi, một phút nữa thôi, một phút nữa thôi em cập nhật cho mấy chị nha, cố gắng bây giờ chịu khó nha. Những cô chú mà thích lan á, của bên tụi con á, mà thích không nổi cũng gắng cố gắng thích lấy lựa những cây đẹp đẹp nha. Khách mới khách cũ gì đều cũng, mấy chị đều cũng đều có cơ hội trúng quà game. Hệ thống cho game là hệ thống máy tabot quay tự động và chọn ra một người ngẫu nhiên trúng quà game cho mấy chị thưởng tặng nha. Sắp được 300 anh chị ơi kìa, sắp được 300 rồi, giờ này anh chị đi ngủ mà sắp được 300. Dendro nhiều lắm, Dendro nhiều lắm, cảm ơn chị Trang Nguyễn. Dendro nhiều lắm, anh chị nào hay theo dõi live bên em mấy chị, hoặc là theo dõi cho vườn em biết, em là em không có vụ mà chơi game ở cuối live, em làm biến lắm mấy chị, em ghét lắm, hoặc là like nhưng mà tặng quà game ở giữa giữa like làm biến cực kỳ. Này hoa nở 2 tháng chưa tàn luôn hả? Cái giống này bền bông lắm, cái giống này anh chị nào chơi rất là bền bông, nó chịu nắng nha, chịu nắng rất là tốt. Rồi chơi game cuối like giữa like mệt lắm mấy chị, nhiều khách, nhiều mấy chị, nhiều anh chị săn like, có những anh chị săn like chờ đợi không nổi, mà cũng có nhiều người họ đợi hay thiệt. Em là em không đợi nổi đâu. Em vậy vô là tranh thủ cho người ta bán hàng, cái mình vô mình hút mình mua luôn chứ ở không đâu mà ngồi đó mà chơi game mấy chị, thiệt luôn á. Em bản thân em đi mua hàng cũng vậy á mấy chị, em là tranh thủ coi cho người ta bán đi, tranh thủ cho người ta chơi game xong bán nhanh mình mua nhanh mình nghỉ nữa, chứ hơi sức nào mà mở cái game coi đâu 3-4 tiếng đồng hồ mệt chết. Rồi bắt đầu cập nhật nha. cập nhật tặng game nha. Chào chị Phương Việt Hằng nha, có hồ đẹp đẹp chị Bích ơi, trời ơi hồ đẹp ngọng luôn á. Ủa cái này bị gì vậy, còn 400 binh game mà nè. Em cập nhật lượt chia sẻ cho mấy chị nha, mới có 296 người 98 người 300 người ấy, 306 người. Cảm ơn mấy chị nhiều, ghê ông được 306 người coi luôn, 306 người coi luôn, cảm ơn mấy chị nhiều. Từ từ nghe, cái máy điện thoại hết pin, sao không ghim vô cái trực tiếp trong cái chui á, cho nó nhanh chứ ghim cái này nó đâu có ăn đấy cái chui đâu. Cái chui thì ghim vô, đưa ra đưa cái chui đó chứ ghim cái này đâu á. Dạ tại vì hàng mới đi cho mấy chị chưa kịp nha. Nè nó đang quay mấy chị, nó đang quay nha, nó đang quay cho mấy chị nha, đợi một xíu lăn lót cho mấy chị. Có nhiều lăn đẹp lắm, nếu mà lăn đẹp thì nói chung là nhiều lăn đẹp lắm, mỗi anh chị có một sở thích, một cái chiêm nghiệm lăn khác nhau. Đối với em thì cái giống đó đẹp, đối với anh chị cái giống đó bình thường, hoặc là nhiều khi em thấy cây lăn nó bình thường mấy chị cảm thấy đẹp, tùy anh chị, tùy mỗi anh chị thưởng thức nha, tùy mỗi anh chị thưởng thức. Nhiều giống lắm, hôm nay chắc cỡ 30-40 cây, nhiều nói chung là khoảng cỡ 20-30 giống mấy chị, 20-30 giống lan. Vẫn như thường lệ rồi, em biết mấy chị rồi, 320 mấy người coi rồi kìa hả. Đây vẫn như thường lệ là em vẫn không ưu tiên anh chị nào hết, cũng không ưu tiên đã người đã thắng gần đây luôn, để cho chia đều cho cơ hội cho mấy chị chưa trúng game, cũng không ưu tiên anh chị nào xe nhiều hết. Qua game là tặng cho mấy chị một cây Damori này. Vậy sớm ngon hết sớm đợi chơi game muốn mỗi mòn không mắc. Em cập nhật cho mấy chị, em quay cho mấy chị là 149 giây nha, cho tại nhiều khách vô coi, nhiều khách chia sẻ cho nó chọn một vòng quay cho mấy chị sẽ lướt qua đều hết tất cả anh chị luôn. 149 giây nha, bắt đầu em cài đặt xong và em quay cho mấy chị đây, từ từ đợi một xíu. Chào chị Hồ Bác nha, hello chị Linh Nguyễn Thị, chào chị Phương Việt Hằng, bắt đầu em cập nhật em quay cho mấy chị nha. Quà game là tặng cho một cây Damugi, không có bao nhiêu tiền hết á, nhưng mà nói chung là nhà vườn tri ân cho mấy chị, có khoảng 220 thôi. Nhà vườn tụi em tri ân cho mấy chị, anh chị ở lai nào cũng vậy, tặng cho mấy chị, cho đi mấy chị, cho anh chị nào nhận lan có vui vui xíu. Nhiều khi anh chị mua hoài không có trúng game, hay là những anh chị nào chưa trước giờ chưa có mua lan lần nào mà trúng game họ cũng có vui. Nói chung là mấy chị nhận được lan, nhận được quà game thì mấy chị có niềm vui, cho đi niềm vui cho mấy chị nha. Hello chị Hà Hạnh Mai Thị Hồng, hôm nay có cát rát rồi chị Hạnh Mai Thị Hồng ơi. Lấy giùm em mấy cây Damori lên trước anh Vàng ơi.
Em lên trước cho mấy chị Damori nha, có ít lắm mấy chị. Khoảng mười mấy 20 cây gì đó. Mình còn anh ba đột biến màu trắng không bé. Cây đó lâu tàn ghê luôn. À lúc trước em bán cây anh ba đột biến hả? Không biết bây giờ có giống không? Để một để ít hôm rảnh em đi vườn xem lại chị Giang ơi. Hôm bữa bán hình như cũng muốn gần hết lâu đó còn. Nhưng mà cây lúc đó thì nó không có đẹp. Lựa cây đẹp nhất bán cho mấy chị rồi. Còn những cây nào mà nó chưa có đẹp thì đang dưỡng lại. Để ít hôm có em bán cho. Có em bán lại cho mấy chị nha. Từ từ lên, nói chung là đợi ông Định lên đủ hết tất cả mặt hàng cho mấy chị hết à. Vô kỳ lâm chứ bây giờ chúng ghen. Chưa bao giờ. Mấy chị điệp khúc chưa bao giờ. Mấy hay với lại điệp khúc là thôi rồi, ta đã xa nhau. Tùm lum tùm le hết, còn điệp khúc gì nữa nè, quên mất tiêu rồi. Thôi rồi, ta đã xa nhau. Chưa bao giờ là những cái câu rất là quen thuộc của mấy chị khi mà mấy chị không trúng ghen. Đúng rồi chị Thương Hùng. Cho đi không mong nhận lại đâu. Nếu mà được nhận lại thì cũng vui. Đáng ra trễ mấy chị, đáng ra trễ em không tính quay game mấy chị đâu. Em sẽ giảm tiền trực tiếp trên từng cây cho mấy chị luôn. Mà thôi, nhiều khách thích chơi game thì em cũng chơi game cho mấy chị luôn. Tại vì nó chơi game nó mắc cũng hơi lâu lâu một xíu. Có cách da beo không em hả? Không có chị Hoàng ơi, không có da beo rồi. Bữa có một cây gì đó, em bán mất tiêu. Cái giống nó công nhận thật sự hiếm thiệt đó chị Hoàng. Lâu lâu em về khoảng 2 đợt, 3 đợt cắt ra da là mới có được một cây, 2 cây thôi. Trang mua Damori đẹp lắm, thơm nữa. Mấy chị chơi Damori, mấy chị đảm bảo mấy chị sẽ ghiền. Cái bông nó cũng không nhỏ, nó to mấy chị. Bông này là bông to mà nó bền bông. Nói chung là mỗi cái cây la nó có một điểm nhấn riêng của mình. Nhận được là vui lắm luôn. Tất nhiên rồi, nhận được vui lắm luôn. Cho đi không mong nhận lại đâu. Đâu rồi, nó quay hơi lâu mấy chị. Tại vì nhiều khách vô coi nên là em sẽ cho cái thời gian nó hơi lâu một xíu, là 149 giây, là nó gần 2 phút mấy, để cho mấy chị cho nó hết, quay hết tất cả các anh chị luôn. Thôi nhiều khi ít giây quá thì nó không quay hết mấy chị, nó không quay, nó chỉ quay một ít thôi. Nên là thôi cố gắng nha, đợi lâu lâu xíu em thông cảm mấy chị. Còn mấy con kia rồi. Nhớ nghe số kỹ nha, ngồi ghế nghe số kỹ. Chị đưa cây lên là nhớ. Nghe số hương để đọc nè. Ai đây? Tích ông. Tích ông ạ. À. Có hay là có giúp em nha. Chị Võ Hồng Huệ, chị Hi Huệ, Hi Hi xém chúng em. Xém chúng nha chị Tích ông. Có hay là có giúp em, anh Tích Ông hay chị Tích Ông gì đó, em quên mất tiêu rồi. Tích Ông nha, anh chị nào thấy tên của Tích Ông thì kéo tên ra giúp em nha. Bắt đầu em đếm từ 1 đến 10 ạ. Tích Ông có hay là có giúp em mình nhận quà game nè. Tích Ông nha. 1 ạ. 2 cho Tích Ông nha. 2. Anh chị nào thấy kéo tên ra giúp em mấy chị. 3 cho Tích Ông nha, nhớ là mình phải chia sẻ công khai giúp em nữa nha. 4. 4 cho Tích Ông. 5 ạ. 5 cho Tích Ông nha. 6 cho Tích Ông. 7. Hồi Nguyễn Hà Lan rút qua đây, lướt qua nữa. 7 cho Tích Ông, bên đó có thấy không Hương? Sao bên đây nó đứng không? Có chưa? Sao bên máy bên chị nó đứng rồi nè. Đây này, đây, đây. Để một xíu nha mấy chị. Ê, Tích Ông có rồi nè. Để một xíu nha, để một xíu có rồi nha mấy chị. Để từ từ nha, để cô có chia sẻ không rồi đó. Để một xíu, không thấy nè. Không có chia sẻ công khai rồi nè. Đây nha, Tích Ông. Không có chia sẻ công khai trên dòng thời gian. Không biết mình có chia sẻ không. Như nãy hiển thị là không thấy chia sẻ. Nên là không có hợp phiếu game, không có hợp lệ nha. Không biết, trời ơi, tiếc quá. Nè, không có chia sẻ, nó hiện lên là Tích Ông có. Nhưng mà thường người chia sẻ nó hiện trước luôn nè mấy chị. Nó sẽ hiện người chia sẻ. Còn này mình không có chia sẻ nha. Không có chia sẻ, không có chia sẻ. Rồi, em bấm lại một lần nữa. Quay lại một lần nữa. Lâu quá. Em chơi game lâu quá. Tích Ông nha, không có chia sẻ.
chung là em cũng không bằng mấy chị lắm. Nói chung là dễ, còn em dễ ẹt chết, có gì làm gì đâu khó. Mấy chị chia sẻ chứ đâu công khai, quay chúng thôi. Nãy là quay em, giờ em quay cho mấy chị 99 giây nha, tại lâu quá, 140 mấy giây quay lâu quá, quay 99 giây nha, chỉnh xuống thấp xuống còn 99 giây cho mấy chị nha. Thôi 89 thôi cho nó nhanh xíu, 89 nha mấy chị ơi, 89 giây nha, 89 giây quay lại lần nữa nha mấy chị, quay lại lần nữa 89 giây nha, bắt đầu quay lại. Tiếc anh tiếc ông quá, nhớ là lần sau mình chia sẻ chế độ công khai giúp em nha, còn cơ hội cho mấy chị đây. Rồi bắt đầu lần quay thứ hai, lần quay thứ hai nha. Còn cơ hội. Trời ơi, chị Lập Nguyễn chưa dứt bả là có kè vả kìa, hết sức không. Hello chị Hồng Thắm, chào anh Hảo luôn à. Đây quay lần thứ hai, 49 giây được rồi hả chị Heo Đất ơi. Nhiều khi 49 giây quay không hết được mấy chị luôn á. Thiệt, 49 quay là giây là quay không hết được mấy chị. 49 giây hay nhiều khách vô coi á. Tamugi đẹp lắm mấy chị, Tamugi đẹp lắm á. Hello Nguyễn Hương Minh nha, giá của nó là 200 đến 220 một cây. Rồi thôi để có mấy cây thôi, bán đồng giá mấy chị 200 ngàn vô rồi, 200 ngàn luôn nha. Coi như like này like thứ ba rồi, em coi như là lì xì cho mấy chị nha. Tại giá nó từ 200 đến 220, em bán mấy chị 200 ngàn để cho bán cho nó đồng giá luôn. Thường coi cây sẽ bán giá nha mấy chị, thôi giờ bán đồng giá luôn cho mấy chị hết 200 ngàn luôn nha. Nhiều khách nó thoát ra vô lại, nói nhỏ này sao nó quay hoài mà chưa thấy ai trúng em. Cố gắng chia sẻ em mấy chị để cho có nó có cơ hội mấy chị trúng cái kêu tên mấy chị là có chia sẻ là cái mấy chị trúng liền luôn á. Cái gì tôi nè chị Kim Phượng. Sao đó? Mấy chị ăn Tết vô mấy chị đổi avatar hết rồi, em nhìn mấy chị là quắc luôn. Em chỉ nhớ avatar anh chị nào còn, mấy chị nào để avatar cũ cũ em còn nhớ. Rồi bây giờ mấy chị ăn Tết vô mấy chị đổi avatar mới hết rồi, không nhớ gì hết luôn. Em tưởng mấy chị khách mới không rồi cái xin địa chỉ của mấy chị rồi mấy chị la làng. Trời ơi nó em chị khách mới anh khách anh chị khách cũ anh khách cũ, mấy chị đổi avatar không nhớ nha. Cẩm Lý cũng đổi avatar luôn nè, không nhớ tóc rối gì đây. Tường Lam, Tường Lam à, có là có giúp em nha. Tường Lam, anh chị nào thấy tên chị Tường Lam có là có giúp em nha. Kiểm tra kim chị Hương, hôm nay nó bị đứng thầm mình nè. Tường Lam có nè, đây một xíu mấy chị Tường Lam có nè. Ui đâu nè, Tường Lam, Tường Lam có chia sẻ công khai phiếu game hợp lệ, nhớ nhắn tin số thời địa chỉ và messenger mai bên em đi hàng cho mình nha. Tường Lam có chia sẻ công khai rồi, ok. Ok, không biết anh hay chị luôn, không biết thì cứ kêu thôi. Tường Lam nha, rồi tặng đó, rồi nhanh nha, nhanh gọn lẹ, rồi bắt đầu bán nha mấy chị, trễ rồi. Tường Lam, chúc mừng Tường Lam, nhớ là mình làm, nhắn tin xuống thời địa chỉ giùm em nha. Khách quần em nhắn tin xuống nè, tặng cho cây này. Dán lên cái lá này nè. Đây, rồi em bắt đầu lên cho cái cây thứ hai. Trời ơi, một cái lùm bự cho bá luôn. Em bán đồng giá 200 ngàn nha, nè, đang vào bông này, mấy chị chơi vivu nha mấy chị, đang là một lùm luôn, giá thể vừa thang vừa phổ thông luôn, sình sờ mấy chị nha. Thôi, nó vẫn một cái điệp khúc cho mấy chị là, thôi rồi ta đã xa nhau, với lại cái gì ta chưa bao giờ. Đây, nè cái này là 200 ngàn nha mấy chị, có mười mấy cây em lên nốt luôn cho mấy chị nha. Cây này tất cả cây đều là đang làm vừa hoa hết cho mấy chị nha, nhớ mà em là cái giống này hoa thơm, mầm ở dưới gốc nó đang lên nữa và nó cực kỳ khỏe cho mấy chị nha. 200 ngàn đồng giá với nhau là 200 ngàn một cây, 200 ngàn mà đang đủ hết rồi đó mấy chị nè. Khi mà mấy chị cái dòng damarin này mấy chị sẽ thấy là khi nó làm bông là nó mọc theo thân như thế này lên cho mấy chị luôn, không phân biệt là thân ít hay thân nhiều, đủ cây nó đủ phát triển cho mấy chị đủ cao thì đủ chiều cao của nó là nó sẽ làm bông dần dần cho mấy chị. Lưỡi đỏ em muốn biết nữa nè, để một khóm này em chưa có lựa, thật sự là nói thật sự với mấy chị là em không có biết lựa
chưa có kịp lựa lưỡi đỏ hoặc là lưỡi lưỡi cam hoặc là lưỡi vàng cho mấy chị, nên là em bóc em bán lộn xộn cho mấy chị nha. Cho chị Mỹ Duyên một cây, chị Mỹ Duyên nè, lên cho em thông tin nha. Cho chị Diễm một cây nè, Diễm Nguyễn một cây. Em bán đồng giá với cho chị Diễm Nguyễn nè, em bán đồng giá với nhau là 200.000, 200.000 một cây hết nha. Những cái cây này thật sự bán từ 220 không à. Diễm Nguyễn một cây. Trời ơi, cho Du Kỳ Lâm cái cây này, cho Du Kỳ Lâm luôn nha. Nè, nó đang làm nụ nè mấy chị. Đang làm nụ đẹp với 200.000 nha. Đây, Du Kỳ Lâm một cây. Em lên cho chị Loan Nguyễn một cây đẹp, chị Loan Nguyễn nè. Chị Loan ơi, một lùm bự luôn nè. Với lại đang làm vòi cho mấy chị hết nha. Đây, ở đây đang làm vòi 200.000, mấy chị chốt hàng lưu ý giùm em, cho em số điện thoại. Em có khoảng mười mấy cây thôi à. Giá từ 200 đến 220 mà em bán cho mấy chị là Loan Nguyễn. Loan Nguyễn 200.000 chị Loan Nguyễn nè. Loan Nguyễn. Loan Nguyễn, Dung Lê một cây cao, chị Dung Lê, ok chị Dung Lê. Dung Lê một cây cao nha, cây cao nữa làm bông. Chung là mấy chị thấy không, nó làm bông chùm hoa thơm nha. Tông màu của nó là trắng lưỡi cam, trắng lưỡi vàng, trắng lưỡi đỏ, trắng vàng, trắng lưỡi vàng cam, cánh cứng dày và hoa thơm. Độ bền bông của nó kéo dài từ 2 tháng, 2 rưỡi, 3 tháng tùy theo mấy chị chăm sóc nha. Đó. Đây cái này em lên cho chị Dung Lê nha. Cho Đặng Hoa một cây Damri lên xuống rồi nè mấy chị thấy không? Nè, nó đang làm bông nè mấy chị. Bông nó to thế này nè. Nè, bông của nó làm bông heo thông lên nha mấy chị. Có bồ hoa nữa cho mấy chị nha. Cái này cho Đặng Hoa một cây nè. Đặng Hoa một cây 200.000 một cây nha. Cho chị Yên Lê một cây nè. Đang có vòi nụ cho mấy chị nha. Yên Lê một cây. Cho em xin số hệ địa chỉ giùm em nha. Mỹ Duyên có thông tin. Duyên Phạm. Oh, hello chị Duyên. Chị Duyên thích nụ lớn nè. Em để chị Duyên nụ lớn. Đây chị Duyên Phạm. Nụ nè, nụ to thế này về sắp nở chị Duyên luôn nha. Cây cao đẹp. Mà giá thể trồng bằng thang với vỏ thông á, là mấy chị chơi không có sợ bị mùa mưa này, chuẩn bị vào đợt mùa mưa này, sau Tết chuẩn bị vô đợt mùa mưa, không có sợ bị hớ nhũng nha. 200.000 Duyên Phạm một cây. Em lên cho chị Thanh Thảo một cây Damori. Này nè, Thanh Thảo một cây Damori nha. Quá đẹp luôn, 200.000 thôi. Thanh Thảo một cây Damori. Em lên cho Phối Phan một cây. Lên số điện thoại giùm em nha Phối Phan ơi. Khách chốt hàng lên số điện thoại, xíu không có số điện thoại em tự động xả đơn nha mấy chị. Lên số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Phối Phan một cây Damori. Phối Phan một cây Damori. Long Nguyễn có thông tin, cảm ơn chị. Uyên Lê có thông tin. Cho chị Hình Viên một cây ạ. Hình Viên một cây Damori. Lấy mặt bông Damori giùm em cho khách coi. Hình Viên một cây Damori nè. Nè cây nó khỏe làm nhiều không? Nhảy con lên cho mấy chị cực khỏe đang làm bờ bông nè. Hình Viên một cây Damori, từ từ để xíu cho mấy chị coi một bông nha. Cho chị Phương Việt Hằng một cây nụ to, ok chị Hằng. 15. Chị Hằng hả? Ok chị. Nè lấy cái cây này giùm em nha chị Phương Việt Hằng ơi. Đây đang làm nụ cho mình nè, ở đây đang có làm nụ nữa. Mấy chị sẽ thấy Damori nè, cái bông nó biến như thế này nè mấy chị. Nhiều khi á là nó cam len như thế này cho mấy chị luôn. Nhiều khi là mấy chị sẽ thấy là tông nó trắng lưỡi cam. Xong một cái đó nó len như thế này cho mấy chị rất là đẹp nha. Đồng giá với nhau là 200.000 một cây. Và em sẽ cho mấy chị coi thử cái mặt bông lại của Damori nè. Damori là dòng đen, nó là dòng đen rô long. Nó phát vào bông từ ở dưới gốc lên như thế này cho mấy chị, vào hoa phát chùm. Cây này là dạng như cây lâu năm, mấy chị trồng á nó hết đợt bông này nó sẽ nhảy đợt bông khác cho mấy chị. Nó làm bông linh thân liên tục. Hoa bền, cánh cứng dày và rất là thơm cho mấy chị, và mùi thơm ngọt rất là dễ chịu cho mấy chị luôn nha. 200.000 một cây, đồng giá với nhau hết cho mấy chị. Nhớ là mấy chị chốt hàng kèm cho nó mấy chị không. Cái khi mà mấy chị chăm cây đủ độ tuổi trưởng thành của nó thì cái cây của nó mới nó chị, dù cái cây của mấy chị một thân hoặc là hai thân đi chăng nữa thì nó vẫn làm bông tốt cho mấy chị nè mấy chị không. Nó làm bông lên cho mấy chị nè. 200.000 một cây nha. Cách chốt hàng kèm thông tin giúp em nha. Cho chị Ngô Đậm một cây lầm đúng không? Ok chị Ngô Đậm nè. Đây Ngô Đậm nè. Ngô Đậm một cây, chị Ngô Đậm nha, đang vào bông chị Ngô Đậm nè. Ngô Đậm một cây 200. Cho chị Nguyễn Thị Huyền một cây, ok chị Huyền nè, chị Huyền nha. Chị Huyền lấy cây này, chị Huyền đang làm nụ to chị luôn nè. Nguyễn Thị Huyền một cây. Nụ nhỏ thì từ từ về mình về chơi tiếp nha. Cho chị Yên Trần một cây nè. Yên Trần một cây lầm luôn nè, đang làm vòi cho mình luôn nha. Yên Trần một cây 180. Damori ra hoa Tết nè. Nay ra hả? Yên Trần 200.000 một cây. Damori ra hoa Tết nay ra kìa, hoài luôn chơi mê luôn. Cảm ơn chị Thục. Cho Xuyên Chu một cây Damori, cho Xuyên Chu nè. Xuyên Chu một cây Damori. Xuyên Chu một cây Damori nha. Cái xe Việt Theo nó đi chưa ta? Xuyên Chu một cây Damori. Cho chị Trần Thị Nguyên một cây Damori nè. Đây nè, trời ơi chị Nguyên ơi. Nè cây cao ghê không? Chị Trần Thị Nguyên nè, răng nhảy vòi chị Nguyên nha. Cây cao rồi chị Nguyên. Trần Thị Nguyên một cây Damori cho mình 200.000. Trần Thị Nguyên, Đặng Hoa có số. Đặng Hoa chút chưa? 200.000 thôi mấy chị. Đặng Hoa có số điện thoại nè, em cảm ơn nè. Phạm Trang, nhớ là cho em xin cái địa chỉ luôn nha. Cây lầm cho chị Phạm Trang nè, đang nhú bồ hoa nha chị Trang ơi. Phạm Trang một cây Damori.
À, Long Nguyễn có thông tin cảm ơn chị cho chị Văn Phan một cây Damori đẹp cho chị nè, vừa cao vừa lầm và hiện tại đang nhú vòi nha chị ơi. Cái này không có nụ to nhưng mà được cái nó nhú vòi, chị về chị chăm từ từ luôn nha chị Trang ơi. Đây, à, Văn Phan chứ quên, Văn Phan cho chị Trinh Kim một cây Damori, chị Trinh Kim nè, cây này là thân mập nha. Cái rất là chân nhìn như thế này bình thường á chị, thường nó ra lá non nó sẽ có lá già dưới gốc cho mình. Đó, ở đây nè, cái này nó đang nhảy vòi cho mình nha. Bên đây nó cũng đang làm vòi luôn nha chị. Trinh Phan một cây Damori. Trinh Kim, voi hình văn một cây Damori cho anh voi hình văn. À, voi hình văn một cây Damori nha. Đây, cho anh voi hình văn một cây Damori. Nhớ là cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha mấy chị ơi. Ở đây đang nhú vòi bông nữa cho mình nè. 200 ngàn một cây nha. 200 ngàn một cây, Thảo Lu chút chưa? Thảo Lu một cây Damori chưa? Thảo Lu một cây Damori, chị Thảo Lu nè, thân cao luôn nha. Nói chung là thân cao thì nó, trên em mấy chị sẽ thấy nó có hai dạng, một loại là thân cao thì nó hơi ít thân xíu, một loại là thân trung mà nó lùng nhiều thân cho mấy chị. Chung là nó sẽ bù qua xét lại cho mấy chị hết nha. Nói chung là cây nó đẹp cho mấy chị khỏe, chủ yếu bán cho mấy chị cây khỏe đẹp và đủ sức ra hoa đang làm bông cho mấy chị để về mấy chị dưỡng cái cây nó đẹp cho mấy chị. À, ok, Dung Lê cái lấy Dung Lê có rồi đúng không? À, cho chị em lấy cái cây này cho chị. À, Ngọc Nguyễn Thị một cây nè, Ngọc Nguyễn Thị một cây, chị Ngọc Nguyễn Thị nha, đang vào bông chị Ngọc Nguyễn Thị nè, 200 ngàn Ngọc Nguyễn Thị. Huỳnh Lộc một cây Damori cho anh Huỳnh Lộc ạ. 27 già đâu ta. Huỳnh Lộc một cây Damori nha, Huỳnh Lộc một cây Damori, lấy mấy cây Damori đó giùm anh. Huỳnh Lộc một cây Damori cho anh Huỳnh Lộc nè, 200 ngàn. Phương Việt Hằng, cảm ơn chị Phương Việt Hằng. Hôm nay có bên xưa nha anh ơi, đợi một xíu em lên bên xưa cho anh Trần Thế Hùng một cây Damori. Ôi anh Hùng ơi, em cho anh cái thân cao này nha. Nó đang làm bông nhiều cho anh Hùng nè, 200 ngàn. Ủa, 220 bán 200 ngàn hết. Dạ bên em không có bao ship nha mấy chị. Mấy chị lưu ý giúp em nha. Nhiều khách mới mua lần đầu bên em á, mấy chị nói là một số nhà vườn họ sẽ bao ship, một số nhà vườn họ không bao ship, tùy theo cái phương thức bán hàng của tùy nhà vườn. Bên em là bán giá chuẩn, giá cây thấp nhất có thể cho mấy chị, bên em không bao ship nha. Mấy chị để ý giùm em, một số nếu mà nhà vườn nào bao ship họ đã cộng tiền ship ở trong trên từng cây đó luôn cho mấy chị luôn rồi, nên là họ mới bao ship. Thật sự ra cái phí ship nó cũng không có bao nhiêu, họ tính ra ví dụ như họ bán cái cây đó cho mấy chị là chuẩn giá của nó là 70 ngàn, thì họ sẽ cước cái cây đó lên là khoảng tầm 80-85 hoặc là 90 ngàn gì đó, thì họ đã cộng luôn cái phần phí ship trong đó cho mấy chị rồi nha. Chứ ít có khi nào nhà vườn họ bao ship lắm mấy chị ơi, tại đa phần á là như bên em bán trước giờ luôn cho mấy chị luôn á, là trước giờ cho mấy chị là không có bao ship nha. Em lên cho chị Diệp Nhơn cái cây này cho chị Diệp Nhơn nha. Hoài Thương, chị cây hoa cầm lúc nãy, ok chị Hoài Thương nè. Hoài Thương ơi, lên số điện thoại giùm em nè. Hoa Damori là mấy chị thấy như thế này nghe đẹp lắm, chị cưng lắm mấy chị ơi. Nó ngọt, cực kỳ ngọt, hoa thơm ngọt nữa. Hoa, cái màu nó ngọt rồi hoa nó thơm lại ngọt cho mấy chị nữa. Em lên cho Ngọc Long Huỳnh một cây nụ to. Ngọc Long Huỳnh một cây nụ to thì em lấy cái cây này cho mình nha, thân cao và đang nụ to. Ở đây nó đang làm nụ cho mình nè. Nhớ rồi mấy chị, cố gắng cho em xin cái số điện thoại địa chỉ đầy đủ đi đi hàng cho mấy chị nha. Cho Lê Tiếp một cây Damori có nụ. Tất nhiên là các cây em sẽ bán cho mấy chị đều có vòi nụ hết nha mấy chị. Đều có vòi nụ hết. Em cảm ơn mấy chị rất là nhiều. Lê Tiếp cho Nguyễn Kim một cây Damori lùm. Lên cho em xin thông tin luôn nha. Nguyễn Kim một cây Damori lùm đang có vòi ha. Lên cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha chị Kim. Ê, anh Kim ơi, khoanh tròn đi, khách chưa có cho số điện thoại. Những anh chị nào mà chưa có số, chưa cho số điện thoại em sẽ khoanh tròn nha. Xíu đợt này cây cao rẻ đẹp hơn đợt trước, cây 220 mà xấu hơn. Nói chung là giá từ 200 đến 220. Em bán giá thấp nhất có thể cho mấy chị luôn. Mà cây đẹp thiệt, nói chung là cây đẹp nha. Cho Nguyễn Hoài Thương có hai chậu rồi, bổ mua 250-22, đau lòng hả chị Hoài Thương. Hoài Thương ơi, cho chị Thu Hà nè. Thu Hà một cây lùm. Chị Hà, chị coi nè, nó nở bông nè mấy chị thấy không? Damori nó có tông vàng, tông cam, tông đỏ, tông màu cam miền cho mấy chị rất đẹp nè. Cho chị Thu Hà một cây Damori nha. Cái này nó tuy nở nhưng ở đây nó còn nụ, chị Thu Hà nha. Nguyễn Thu Hà một cây Damori, cảm ơn chị Kiều Trang nè. Chúc chị Kiều Trang xinh đẹp và đam mới phát tài nha. 200 cho Nguyễn Dương một cây Damori cho mình. Em đã bán bằng giá 200 ngàn. Đây nè, Nguyễn Dương một cây Damori đang lùm, đang có vào 2 cho mình nha. Anh Nguyễn Dương nha, 200 ngàn. Cho anh chị Diệp giờ Nhơn thêm một cây lùm nữa. Chị Diệp Nhơn lấy cây này nha, mập ú quỳ nhiều thân. Với lại đang có vào 2, chị cái cây kia nụ lớn xíu thì lấy cái cây này chơi từ từ sau có bông nha. 200 ngàn ạ. Em lên cho chị Mai Thảo một, Mai Thảo có chưa? Chưa.
Mai Thảo một cây Damori cho chị Mai Thảo, thân cao này nè, nó đang nhú vòi nè chị Thảo, ở đây đang làm vòi, thân ở đây làm vòi. Cái Damori nó lạ lắm mấy chị, là vào bông nó mọc từ ở thân dưới gốc cận gốc lên cho mấy chị luôn nha. Nó à, đúng rồi đó chị Hoài Thương ơi, đúng rồi đó. Nè do chị Mai Thảo một cây Damori 200.000 chị Mai Thảo nha. Rồi đó mấy chị, em còn được một cây này 220 thôi nha. Trời ơi nó ú ì luôn, cho mấy chị còn được một cây cuối cùng. Mấy chị chốt hàng cho em Sơn Tĩnh còn được cây luôn nè, cây thân cao, mặt như cây mía luôn nha. Nó chủ không tới nổi như cây mía đâu nhưng mà nó mập. Bản chất của nó là nó mập nha. À, Hài Thương nhớ mấy chị cố gắng cho em số gọi nè. Đây nó đang làm màu bông cho mấy chị. Ở đây đang nứt vòi một cái thêm một lần nữa. Hai chùm bông, ba chùm bông, bốn chùm bông luôn nè. Ở đây thêm một cái chùm bông đây nữa cho mấy chị luôn nha. Năm luôn nè mấy chị. Cây này tim nó ít thân, ba cây ít ba thân ít thân nha mấy chị, nhưng mà bù lại là cây nó khỏe. Cái rễ nó mấy chị sẽ thấy không, cái bộ rễ nó xanh trắng như thế này là rễ nó tốt. Nó tốt cho mấy chị nha. Với lại là nó đang làm bông cho chị Văn Phan thêm một cây nha. Văn Phan thêm một cây 220. Cảm ơn chị Văn Phan. Cho em Xuân Tinh nha. Rồi, có một cây một thôi đó hả? Em có được một cái cây này nhưng mà nó là cây chậu lớn nha mấy chị. Cây chậu lớn này á nó đắt hơn 100.000, đó chính là cái cây này là 300.000, nó là size lớn. Nó nói chung là nó gấp rưỡi cái cây kia mà nó đang làm nụ nè mấy chị thấy không? Anh chị nào chốt 300 là chốt giúp em 300, chỉ có duy nhất một chậu lớn 300 thôi. Ghi là 300.000 giùm em nha, hết luôn rồi. Hết luôn rồi. Coi coi khách nào nãy giờ không cho số điện thoại Hương để xả ra. À, anh Nguyễn Kim ơi, em hết rồi. Chốt 300 ngàn này, em chốt cái cây này cho chị Diễm Phúc 300 này nha. Diễm Phúc 300. Rồi em có được hai cây Diễm Phúc. Đây em có được một cái cây màu đỏ. Mấy chị ơi có được một cái cây màu đỏ. Cây này nha, em là em nói chung là em không có thích cước giá gì lên, tại vì nó cũng bằng một cái giá cho mấy chị luôn. Anh chị ghi đỏ là ghi đỏ giùm em. Nó em cho nó nhích lên 10.000 cho mấy chị thôi, đỏ thì nó đắt hơn. Ta đỏ còn kêu nó là dòng Damori Fruity nha, tên tiếng Anh của nó là Damori Fruity, hoa thơm. Thường đỏ ít lắm. Cây này là 201 một cây đỏ chị Thu Hà. Đó. Rồi còn được một cái cây đỏ này luôn, nhưng mà cây đỏ này là đỏ cao mà nó làm bờ bông nghèo. Cái cây đỏ này nó sẽ khác với cây đỏ này nha mấy chị. Cây đỏ này là 280.000, đang làm một vòi nè, nó là mấy chị sẽ thấy nè, cây đó 201. Ghi là giá là 208 giúp em nha, một vòi, hai vòi, ba vòi, 4 5 6 7 8 280, ghi là 280 giúp em nha, tại nhiều khi anh chị comment đỏ nó nhảy tùm lum hết á, ghi là 280. Em thấy 280 trước cho chị Phương Việt Hằng nha. Rồi, hết rồi, hết Damori. Cảm ơn mấy chị nhiều nhiều. 280. Bây giờ em sẽ lên cho mấy chị một cái loại lan mà em nói thật sự với mấy chị là cỡ gần nửa năm nay em chưa có bán cái dòng lan này cho mấy chị. Lấy lên cho em Hiroshi. À, cỡ nửa năm nay rồi em chưa bán cái này cho mấy chị nha. 280 đó nha. Nửa năm nay rồi chưa bán cái này cho mấy chị, và hôm nay là em sẽ bán cái này cho mấy chị. Nói chung là em tâm huyết lắm, tại vì cái này là cái cây này á, là cái khi mà em cho mấy chị coi mặt bông á, là cái cây này á là nhà vườn em chụp đăng lên trước hết tất cả cái vườn lan. Thì có một số nhà vườn họ mượn hình bông để đăng lên bán, là cái hình chính gốc của nhà vườn. Hồi một số nhà vườn họ mượn hình bông lên tại vì nó khá là đẹp và nó rất là bền bông. Thằng này nó bền. Đây hiện tại em đang bán, em sẽ hứa với mấy chị là em bán mấy chị giá mềm nhất có thể so với giá thị trường. Em có cây banana chị Trần Khánh Vân. Em có đựng cây banana. Có đựng cây banana. Đẹp, em có cây banana nè. Có đỏ rồi. Đây cây banana này mấy chị cô. Cây banana này là mỗi em bán mà vô có khách đi công tác này hết xả nè. Em cái cây banana này em bán cho mấy chị 170 nha. Nè nó đang làm một vò bông, đang hai vò bông đang nứt cũng khoảng 1 2 3 4 cái mắt nứt nữa. 4 cái mắt nứt nữa nha mấy chị. Hai vò hoa với lại có thêm 4 cái mắt nứt nữa cho mấy chị. Một banana hoa thơm 170.000, 170.000 nha. Chốt hôm nay không có nhưng mà giá rất là cao chị Kim Tiền Nguyễn ơi. Hình viên xã Kadamori 200.000, lấy hình viên ra. Đây. Hình viên số mấy? Có cát ra Đức Chu ơi. Để một xíu xíu nha. Em ra hàng cái em lên cho mấy chị nha. Thảo Lu nè, cho Thảo Lu cái cây banana cho Thảo Lu rồi lên số điện thoại địa chỉ giùm em. Ok, em còn được cây Damori mấy chị chốt không hỏi em luôn đi nha, 200.000. Em lên cho coi lại nha mấy chị. Hình kim thì chưa cho số điện thoại, lấy số lấy ra luôn đi, hình kim á. Ủa cái tay em nó em cũng không biết sao nữa mấy chị. Banana 170.
nó nhức nhức từ cả 10 bữa nay rồi. Cái cây 200.000 lầm một lầm luôn nè, của anh thành viên anh xả ra, anh chị nào chốt chốt giúp em là 200 giùm em nha. 200.000 lấy của hình khiêm gì đó, chị này nãy giờ chị thấy anh đó không cho số điện thoại á. Hình kiên hình khiêm gì đó, nó gần gần đây thôi. Ok chị Thảo luôn nha. Cây banana này lầm ghê không? Cái cây chị Nguyễn Kim. Đúng rồi. Cái này cho chị Minh Hiếu 200.000 nha. Minh Hiếu 200 lên số điện thoại địa chỉ giùm em. Em còn được một cây Damori nữa. Khách không cho số điện thoại em xả đơn. Thôi mất công mình xin mấy chị lâu lắm. Cho lên like luôn cho rồi. Hoặc là mấy chị nào inbox nói em à, một tiếng inbox em giữ cây cho mấy chị nha. Nhiều khi khách chốt không có, mà nhiều khách có thì không lầy lầy lấy ra. Lấy cây đó giùm chị. 33 xả. Cái này 200. Cho em cái thông tin luôn nha chị Minh Hiếu ơi. Rồi em lên cho em còn được một cây Damori nữa nè mấy chị, chốt hộ em luôn nha. Cây quá trời, cái cây này lùm nó mập nè mấy chị. Nè, cái thân này thân là cây này là thân chủ đạo, nó làm bông nhiều cho mấy chị luôn nha. Đây thân này là đang làm, nó thân này là thân chủ đạo đang làm, nó đang nhú vòi cho mấy chị đây. Và cái thân này chủ đạo là thân làm bông nè, cây lùm cho mấy chị nha. À ok Thanh Thảo khách cũ. Ok em nhớ chị Thanh Thảo, chỉ cần mấy chị không đỏ ta đi là em nhớ. Còn số khách nhiều khi khách cũ em á, mà khách đỏ ta nhìn đẹp quá thì không ra. Để quá, có cá tía sau lưng, có chậu cá này nè. Cách chậu này là mèo, cách mèo chị Thanh Nguyễn mà cái chậu mà. Hello chị Nhã Ca Lam, Nhã Ca Lam đi dạy là chưa chị Nhã Ca Lam ơi. Cây này đâu phải của anh Huỳnh Lộc đâu, khác anh Huỳnh Lộc ơi. Mỗi nói chung là nó gần gần giống nhau, đâu phải cây của Huỳnh Lộc, tại em có dán số hết mà. Cây banana này chị nào có chốt, chốt giúp em là 200 ngàn nha. Anh tình yêu ơi, chốt hai hướng lầm nha, hai hướng lầm. Nè, coi nha, có một thân cao chủ đạo làm đầm bông, chị nào có chốt cái banana này chốt giúp em là 200, còn được một cây cho mấy chị nha, 200. Hello chị Hạnh. Nè, có cái chậu này nè, có chậu cáp này, anh chị nào có lấy cáp mèo là chốt mềm 2.5. Này là cáp bắt mèo hàng tem. Thứ hai đi dạy lại nè cưng, chậu mà cũng chết hả? Đi dạy lại có tiền nhiều, còn ở nhà như cũng dạy online vậy mà. Mà chị Nhã Ca Lam thì cần cái gì? Dạy tiếng Anh là tiền không luôn. Dạy tiếng Anh là tiền không luôn, tiền dư sức vô la. Cây này là cây cắt tay em nha, nó là nó nói chung cái màu này nè mấy chị. Em hả, chắc đọc nhầm, chốt có tím đi. Ngọc Nguyễn Thị 2.5, Ngọc Nguyễn Thị 2.5. Rồi từ từ lên cho, nói chung là nhiều lắm, nhiều hàng lắm. Em nãy em nói là em nói lên cái này cho mấy chị cái trước rồi đó. Cây này là em có thể trồng bằng than, trời ơi mấy chị ơi, nó có thể nó trồng bằng than luôn nha, xịn sò mấy chị. Cây này là cái cây Hiroshi mà em là khoảng lập nửa tháng rồi đó. Nửa năm rồi em mới bán lại cái Hiroshi này cho mấy chị xíu. Anh chị cáp đợi em một cáp đi. Giờ em like Tiền Giang nhanh vô. Tân Phú nha, Tân Phú. Xíu lên cá sau mấy chị. Đây, đây là cái cây Hiroshi. Đây là mấy chị thấy hình một hoa quen quen không? Mấy chị thấy một số nhà vườn mượn hình hoa để đăng lên quảng bá. Nói chung là em vẫn cho phép mấy chị nhà vườn, số nhà vườn để mượn hình bông lên bán bình thường nha mấy chị. Em nói chung là nhà vườn em cũng thoải mái, nhà vườn em rất là thoải mái rồi mấy chị. Còn nhiều khi em đăng hình lên là vẫn không có ghi bản, ghi tem, ghi gì hết. Số nhà vườn ghi tên đóng mộc thì ghi các kiểu, em làm biến lắm. Một số anh chị có thể mượn hình hoa thoải mái. Đây, đây là cái thằng Hiroshi này, nó cực kỳ bền bông. Có thể là mấy chị sẽ thấy là ở ngoài nó sẽ nở đẹp hơn ở trong hình rất là nhiều. Em cam đoan mấy chị một điều như vậy. Cái thứ nhất nữa, cái thứ hai mà khi Hiroshi này em cho mấy chị cam đoan mấy chị, khi mà mấy chị chăm á nha, cho cái dù cái thân cho mấy chị nó già đi chăng nữa thì nó tần suất nó làm vong vẫn có mấy chị, nó vẫn làm tần suất nó làm bông đi chăng nữa, làm rất là nhiều, cho cái thân này nó rụng đi hết nó vẫn làm bông mấy chị luôn. Thằng này nó xuyên bông cực kỳ và nó tần suất làm bông của nó rất là nhanh nha, thằng này bền lắm nha mấy chị. Nó là tên chính xác của nó là dòng Hiroshi, thuộc dòng Dendro nắng, giá có giá mềm mấy chị đây. Cây hiện tại là đang vào nụ mà nó mặt ú ầy như cây mía. Rồi đi phân cho mấy chị nè, có phân dưới gốc cho mấy chị luôn. Giá thể trồng bằng than. Ok không? Ok không? Ok thì chốt giúp em là em bán giá mềm nhất có thể cho mấy chị nha. Và cái giá này em sẽ có giá sale gì hết cho mấy chị. 3 cây 180.000, tức là có 60.000 một cây thôi. Và cây này nó đang vào hoa thế này cho mấy chị luôn. Thông thường người ta đã bán hàng lá cho mấy chị 3 cây đó là 200.000 rồi. Em bán hàng vào hoa thế này cho mấy chị 3 cây 180.000, có 60.000 một cây thôi. Hiroshi cho khách ơi, cách còn chỉ ngon. Cách còn nha lên. Em 3 cây. Có đỏ luôn vàng, Thanh Thông Phạm ơi có. Xíu lên cho.
Hiếu lên cho mấy chị nha. Hiroshi giá thể trồng bằng hang nha, khỏe lắm. À, mấy lúc đầu cái cây này lúc đầu nó trồng bằng sơ dừa, sau ra trồng hang cho mấy chị nha, cho nó phát triển tốt nhất có thể cho mấy chị nha. Hiroshi dòng đen ru nắng, cây nó đang làm bông như thế này hết cho mấy chị. Đi combo 3 cây giá là 180.000. Mấy cây này nè đều có đi phân tăng trọng ở dưới gốc hết cho mấy chị nha. Ba cây thế này giá 180 nha. Trần Trinh 3 cây à, Trần Trinh 3 cây. Đi combo giúp em mấy chị. Combo 3 cây nha, em lên cho Tấn Cường Quốc 3 cây nè. Cây nào cũng đang có mùa ha mấy chị mà bền lắm. Mấy chị cơ cỡ 3 tháng hơn, mấy chị 2 tháng hơn mấy chị. Đây nè, Tấn Cường Quốc 3 cây cho mình nha. 3 cây giá 180.000, Tấn Cường Quốc 3 cây. Chợ ship thì cân ký tính tiền nha mấy chị ơi. Tùy cho chị Thanh Thảo 3 cây có vòi nụ chị Thanh Thảo nè. Thanh Thảo 3 cây. Bến Tre thì mai em gửi thì khoảng 2 ba hôm mình nhận được hàng. Đây, nè cái này cho chị Thanh Thảo 3 cây, chị Thanh Thảo nè. Cây mà mập lắm chị Thảo ơi. Dạ còn cát mà để xíu xíu lên mấy chị, chịu khó nha, chịu khó. Chịu nè 3 cây nha, 3 cây giá 180. 3 cây giá 180 nha. Cái này em lên cho chị Thanh Thảo nè, Thanh Thảo 3 cây. Cho Nguyễn Phương Toàn 3 cây Hiroshi. Hiroshi này em cho mấy chị coi là mặt hoa nha. Mặt hoa này là mặt hoa chuẩn nhà vườn em chụp. Cánh của nó là dạng dòng cánh bay. Cánh bay nha mấy chị, và nó dúng lên và viền của nó là viền trắng ở xung quanh cánh. Em cam đoan mấy chị ở ngoài là nó đẹp hơn rất là nhiều. Tên tiếng Anh của nó là dòng Dendro nắng Hiroshi. Bông của nó là màu tím và viền trắng. Hoa nó không có thơm mà được cái nó rất là bền, bông cho mấy chị cực kỳ bền. Nó có điểm nhấn nha. Mấy nó cái này nguồn gốc chính của nó là mấy chị biết lai từ dòng nào không? Nó lai từ dòng Cesaret ra đó. Cesaret ra. À, Hậu Giang thì cũng 2 3 hôm gì đó mấy chị, đóng hàng báo phí thì bắt đầu tính từ ngày đó đi nha. Nguyễn Phương Toàn xuống chưa? Nguyễn Phương Toàn cho em xin thông tin nha, cho anh Đức Chu 2 cây Hiroshi. Đây anh Đức Chu 2 cây nè, nhớ chốt thông đơn giùm em nè. Một cây này có ai vậy? 42 3 cây sao còn nằm đây cây? Mới bắt đây nè, em cho anh Đức Chu 2 cây nha. Anh Đức Chu 2 cây. Em lên cho chị Diệp Nhơn 3 cây Hiroshi. Chị Diệp Nhơn nè, cây mập khỏe nha. Mấy chị coi nè, cây mập khỏe và giá thể. Lúc đầu thì lúc nào cây nào cũng vậy mấy chị. Cây lan bắt đầu, cây lan nào cũng vậy. Lúc đầu nó trồng bằng giá thể sơ dừa, sau ra giá thể thang nè. Cây giá thể thang mấy chị nè. Combo 3 cây có 180 nè mấy chị coi nè. Thêm cây này nữa là 2 cây. Số 2, 3 vậy. Đây em lên cho chị anh Đức Chu 2 cây. Ê, chị cái này cho Diệp Nhơn chú Hoàng, sorry Diệp Nhơn 3 cây chị Diệp Nhơn nè. Combo 3 cây có 180 mấy chị ơi, mà cây đang làm bông luôn. Cây có vồ ha luôn mấy chị, dễ chơi, nắng dễ chơi lắm nha, nắng dễ chơi. À, Ngọc Điểm một xíu lên hàng. Ngọc Điểm hả? Ngọc Điểm hôm nay không có hàng. À, cho chị Lâm Ngân 3 cây gộp đơn chị Lâm Ngân nè. Nè chị Ngon ơi, chị coi nè cái rễ nó khỏe, 3 cây về gộp vô chậu cho nó đẹp mấy chị. Anh chị nào làm biến chơi chậu nhỏ thì mấy chị 3 cây mấy chị ghép vô chậu thế này. 3 cây vô chậu là đẹp rồi, mà 3 cây 3 vòi nữa. Nhưng mà cái sau này nha, cái dòng này vào bông nó sẽ mọc theo nách lá cho mấy chị nha. Vào bông nó sẽ mọc theo nách lá cho mấy chị nha. Đó, 3 cây giá 180.000. Em cái này cho chị Lâm Ngân, cho Hình Lộc một cây Hiroshi gộp đơn. Hình Lộc một cây Hiroshi gộp đơn nha. Hình Lộc một cây Hiroshi gộp đơn. Đâu còn sau còn dư cây nó đó vậy? Anh Đức Chu là 2 cây đúng không? Số mấy? 43. Số 43 mấy cây? 42 mấy cây? 42. Nhéo. 2. Vậy là 42. Hồi nãy là cầm rồi sót lại nè. Đi có 2 cây. À, đi lại 43. Em lộn. 42 3 cây. Lâm Ngân có rồi đúng không? Lâm Ngân rồi. Em lên chị Linh Lê 3 cây nè, Linh Lê 3 cây nha. Combo 3 cây có 180.000 mấy chị ơi. Có 180 à. Đâu còn 180 nha. 3 cây này 180 cho Linh Lê. Một cây này cho Hình Lộc nè. Hình Lộc 27 cây này. Cho chị Dung Lê 3 cây nha. 3 cây có 180 mấy chị ơi. Ok em bóc địa chị cảm ơn Toàn nhiều nè. Hôm nay nhiều lan lắm mấy chị, xíu em sẽ lên cho mấy chị mấy cây. Thôi đủ thể loại hết, cát ráp gì cũng có hàng hết cho mấy chị nha. Nha. Cái này cho chị Dung Lê 3 cây nha. Cho chị Tiết Bạch 3 cây nụ nè. Bông của nó nè mấy chị ơi. Đây nè, bông của nó nè mấy chị. Em đang từ từ em sẽ đọc comment của chị Bích Duyên. Từ từ chị Bích Duyên ơi, nó khổ tâm lắm chị Bích Duyên ơi. À, cái này cho chị Tiết Bạch 3 cây nè. Đang vào nụ chị Tiết Bạch nha. Tiết Bạch 3 cây 180. Cây nó mập như cây mía nè mấy chị coi nè.
ba cây về chịu khó ghép giùm bà mấy chị coi nè, đi phân ở dưới gốc một phân phân tân chậm nè mấy chị không, đi phân ở dưới gốc cho mấy chị. Ba cây này chậm vô một chậu thế này mấy chị, ghép trong chậu phi 35 nha, chứ đừng ghép trong chậu phi 20 hoặc 25, tại vì ghép trong chậu đó sau này nó nhảy con ra nó lầm mất công, mấy chị thay chậu nữa cũng vậy à. Ra cái chậu lớn lớn xíu 35 hoặc 40 40 50 cũng được, size 50 cũng được, từ từ nó lớn lên nha mấy chị. Hiroshi đang đô nắng Hiroshi. À, tiết bạch kem nhung tinh nha, cho chị Lê Ti một combo đẹp. Chị Lê Ti nè, nè Lê Ti chịu không, cây nó mập khỏe như thế này nha, cây ú, cây nào cây nấy nha mấy chị, cây nào cũng làm vòi hết nha. Em còn khoảng được cái này em có khoảng được 30 cây á, 30 cây còn được khoảng 30 cây nữa cho mấy chị nha. Lê Ti à, cho chị Linh Lê một combo, Linh Lê có rồi đúng không? Em đây cho Phúc Lữ một combo 3 cây 180.000, 60.000 một cây rồi nha mấy chị ơi, 3 cây 180 nha. Mấy chị đi combo 3 cây thì mấy chị ghép ghép vô chậu nó đẹp nè. Nè mấy chị coi nè, thấy không? 3 cây nha. 3 cây này em để cho chị Phúc Lữ nha. Phúc Lữ cho em thông tin. Để em coi còn banana không. Ok chị Bích Duyên. Cho Phạm Trang một cây Hiroshi gộp đơn. Phạm Trang một cây bữa nào em rảnh á chị Duyên ơi. Rồi không có rảnh luôn á. À, nhiều lắm chị Dung Phạm ơi. Cho Nguyễn Phúc ba cây đang nụ, cho Nguyễn Phúc nè, đang vừa nụ hết. Cây này em bán đều cho mấy chị là đang vừa nụ hết cho mấy chị. Nguyễn Phúc ba cây uống lại không? Hiểu không? Mập như cây mía. Nguyễn Phúc ba cây cho Nguyễn Phúc nè. Ok chị Tiết Bạch vậy chị cũng cảm ơn chị Tiết Bạch thà ghi vậy mấy chị. Nhiều khi mấy chị đó vào tay không có nhớ. Không có nhớ mấy chị, nhiều khách không nhớ. Thì Nguyễn Phúc ba cây nha. Anh chị nào chốt Hiroshi nữa chốt, cây nó mập như thế này nè. Cây mập ú quầy cho mấy chị và hiện tại đang bồn hoa. Cây lầm dữ lắm lầm nha. Nè mấy chị thấy không, đang phát màu bông cho mấy chị và nó mập. Ba cây chịu khó về ghép vô chậu nha. Ba cây mấy chị ghép vô chậu này nè. Anh ra lấy ok, Nguyễn Phúc ra lấy. Được đúng rồi đó mấy chị, như vậy đi cho em dễ. Dễ mấy chị ơi, dễ nha, dễ phân khách hàng ra đó. Đây. Ok tình yêu. Chị Linh Lê yên tâm đi chị Linh Lê, cây nó mập lắm chị Linh Lê, cây khỏe lắm. Anh chị nào có lấy Hiroshi nữa thì lấy nghe, cho coi là cây nè. Nhớ giùm em nha, cái cây này á là nó sẽ làm bông xuyên suốt theo thân nách lá cho mấy chị nha. Thì cái chu kỳ làm bông của nó hết vòi này, giống như cái cây vòi này gãy nè. Cây này vòi nó gãy nó tức nó gãy ra cái vòi khác cho mấy chị nè. Nó tức nó gãy ra cái vòi khác cho mấy chị. Làm bông mùa hoa quanh năm nó không phân biệt vào mùa nào hết. Đen đô nắng thì nói chung giờ nó cũng dễ chơi mấy chị ơi, nó không có khó gì hết. Đen đô nắng đen đô màu giờ nó cũng vậy. Bông miết thì giá nó cũng thị trường, so với thị trường giá nó cũng mềm vừa với túi tiền mấy chị chơi. Cho chị ba cây này cho chị Thanh Thủy nha. Thanh Thủy ba cây này chị Thanh Thủy nha. Vừa túi tiền nó rẻ đâu có đắt đâu cho mấy chị. Dễ chơi nhất luôn. Giờ thật sự có giờ tùy theo xu hướng khác thôi. Mình cái gì em thấy là đẹp mấy chị chơi quanh hoài là được. Giờ nhiều khi một số anh chị lại thích săn hàng va này kia, nhưng mà đối với anh chị nào có điều kiện nha, đó là sở thích của mọi người. Có điều kiện săn là săn hàng va này kia, cái kiểu nó giá khá đắt đó nha. Khá đắt. Đây cho chị Thảo Nguyễn nè, cho em chờ từ xíu em lên cho mấy chị coi là một bông của nó nha, Hiroshi nha khách ơi. Em đây Thảo Nguyễn ba cây nè. Thảo Nguyễn ba cây nè. Thảo Nguyễn khách mới là số điện thoại giùm em chị Thảo Nguyễn ơi. Ba cây đang vào hoa nè, cây mập úi quầy cho chị Thảo Nguyễn luôn nha. Chị Tiết Bạch đổi lại ba cây mập hả? Ok chị. Em lựa mập maximum như vậy luôn nè. Thảo Nguyễn cho em thông tin nha. Em đây cho chị Tiết Bạch ba cây mập đúng không? Nha. Đây nè chị Tiết Bạch, em đổi lại cho chị ba cây mập cho chị Tiết Bạch luôn nha. Hai cây. Ba cây nè. Em đổi lại cho chị Tiết Bạch nha. Đổi lại ba cây đi cho chị Tiết Bạch nha. Ba cây đó 180 em bán 60.000 cây mới gì? 60.000 một cây, 60.000 một cây. Hello Trung Lê, nay chủ nhật không đi nhậu anh. Đây, nhớ giùm em nha. Lúc đầu á mấy lan nè cũng mấy trang nữa, lúc đầu trồng sơ dừa hết mấy chị, sau chuyển thằng than. Tại vì nếu mà cây con mà mấy chị lúc đầu mấy chị trồng than nó sẽ khó bắt, cây của mấy chị chậm lớn, bắt buộc phải trồng sơ dừa. Nó có nền móng là sơ dừa rồi nó mới lên than, thì cây của mấy chị maximum khỏe luôn. Có vàng đỏ, có vàng lai ben luôn nha chị Hằng ơi. Có em lên chậu nhỏ nhỏ cho mấy chị xíu em lên cho mấy chị chậu lớn luôn nha. Xíu em lên nha. Thì Thảo Nguyễn nhớ cho em xin lại số điện thoại địa chỉ cho chị Thảo Nguyễn nha. Để mình khách mới chú cố gắng cho thông tin nha. Em lên combo nớ rồi cho mấy chị luôn nha. Rồi em lên cái giống khác nha. Lấy ba cây này lại chốt giúp em nha. Ba cây này giá 180.000, mập ú nu và nhiều thân cho mấy chị luôn. Có cây hai hướng trong này nữa nè. Cây này một chậu ra cây là được mấy chị. Cây hai hướng rồi nè. Hướng đều này một chậu ra cây là ok lắm luôn. Này ra chậu phi 16 là đẹp. Ra chậu phi 16 là đẹp nha. Ba cây này giá 180. Anh chị nào có chốt ba cây này chốt 180 giùm em. Hồ đẹp có xíu lên cho.
hồ điệp vòi bông. Có trầm đồng đỏ anh Hoài Đức ơi, mà em chưa biết bà chủ chưa báo giá em nữa. Bận, bận em không có thời gian hỏi giá. Dạ, em vô coi là coi chứ nhắc mới nhớ luôn á, nhắc mới nhớ luôn mấy chị ơi. Có giá đâu? Trầm đồng đỏ kìa. Có gốc hồ điệp, gốc hồ điệp đang vào hoa. Ba gốc là 250.000, gốc to bự xình xò mà em thấy đủ thứ màu hết trơn luôn mấy chị, có vàng, có tím, ớt đỏ cho mấy chị, có tím vàng. Ba cây này cho anh Minh Tăng Lê nha, cảm ơn Minh Tăng Lê. Cho em xin số điện thoại luôn nha anh Minh Tăng Lê ơi. Cho em một combo lùm nữa đi rồi em đây cái kia cho mấy chị, cái giống kia cho mấy chị. Có cây soda kìa, chị Marie Trần Trang. Có mấy cây kìa, em có mấy cây chị Marie Trần Trang ơi. Có luôn, em bán rẻ cho. Có đỏ lưng vàng luôn kìa. Phạm em lên cái cây này cho. Đây nè, mấy cây này em có kìa. Cây này đang 4 màu bông. Có còn có cây 1 mấy chị ơi. 2 cây chứ quên. Đang mua cây, quên cái Ben này nè. Ui, mấy chị ơi, cây này đang 4 màu nụ 250. Ben, ok, cảm ơn chị Thảo. Ok, tình yêu. Cây Ben xưa, hiện tại đang 4 màu 2, cây này có 250 à. 250.000 nụ lớn, chốt chồng này chốt 250 giùm em nha. Ở đây nó đang chuẩn bị nước vòi nữa nè mấy chị ơi. Thân bên đây đang chuẩn bị nước vòi nữa nha. Thân bên đây đang chuẩn bị nước vòi nữa nha mấy chị ơi. Anh chị nào có chốt thì chốt giúp em nha. 250.000 Marie Trần Trang, ok tình yêu. Rồi có cái chậu này nữa nè. Cái chậu này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trời ơi, nó thêm cái kia có 3 vòi thôi hả? Thêm cho em 30 càng đi, em cho mấy chị 10.000 vòi. Thôi thôi nha, chứ thôi em bán đồng giá với 250 mấy chị lại nói nhỏ này bán kỳ. Cho em thêm 30.000 nha, tại cái này nó là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 280.000 bé soda. 280 nha. Chốt chị 200 đi em, chị Trang Tần ơi, mỗi lần chị lên chị trả giá em, tội nghiệp em lắm chị Trang Tần ơi. Thiệt luôn á. Mấy chị là cái ngày hôm nay là mấy chị đi sắm vàng đó mấy chị. 280 chị đã quyên. Mà em không có đi sắm vàng đó là mấy chị biết rồi đó. Đây. Em cho một cái combo Hiroshi đẹp nữa. Rồi cái em sẽ lên cho mấy chị cái cây đỏ lưng vàng này em sẽ tặng cho mấy chị. Anh lấy cho em mấy cái đỏ lưng vàng. Nè, cây này lùm nha. Em cho một cái combo cuối cùng Hiroshi một lùm cho mấy chị luôn, mặt có 180.000. Đang có vòng hoa đẹp cho mấy chị nha. Chịu không? Chịu thì chốt giúp em. Trời ơi nó mặc quá nè. Cái này dạ. Cái này thật sự với mấy chị là một cây ra chậu là đẹp. Tại vì nó đang giả hành nó đang phát rất là nhiều. À, nếu mà ba cây ghép vô chậu thì hơi ép nó quá. Còn cái này thì ba cây cái vô chậu. Cái cây 280 em chốt cái gì Đỗ Uyên rồi nghe mấy chị ơi. Cái này là ba cây 180. Hết Ben rồi chị Nguyễn Cúc ơi. 180 chị Mai Thảo nè. Mai Thảo nè. Mai Thảo, cảm ơn chị Mai Thảo nha. Em lên cái này cho. Anh chị ra hỏi em. Thôi gì mình còn gì đó mà. À em Mai Thảo. Em lên cái đỏ lưng vàng này cho em một con lưng vàng. Em lên cái đỏ lưng vàng này cho mấy chị đi thôi, mấy chị lại đợi hoài em, tội nghiệp mấy chị. Đỏ lưng vàng này á, là đỏ lưng vàng sổ chết nha. Có 100.000 một cây à. Mấy chị coi nè. Hồi sáng cái cô anh chàng cố qua cái cổ ghé em lấy lan, cô nói ồn yến sao cái lô đỏ lưng vàng này của con sao mà cái lá nó sọc nó đậm dữ vậy. Chứ cái cây đỏ lưng vàng nhà cô á là nó không có đỏ băng giống như thế này mấy chị. Xong em lên cáp này anh Đức Chu ơi, tại em có khoảng được mười mấy chậu cá anh Đức Chu. Mà cô nói là cái cây đỏ lưng vàng này nó khác cái cây nhà mình, cái cây nhà cô là cây đỉnh đỏ văng rất là nhiều. Mà đúng thật mấy chị, chỉ có cái lô này của em là được cái cây đỏ lưng vàng là văng nhiều. Đỏ đó nói chung là văng nhiều là sao, ý là cái thằng sọc đỏ thông với lại sọc đỏ lá nó nhiều hơn so với những cái thằng khác. 100.000 một chậu. Đây là mặt bông chuẩn của thằng đỏ lưng vàng nha mấy chị, mặt bông chuẩn của đỏ lưng vàng. Còn nó sổ chớp hay không về tỷ lệ nha, tỷ lệ sổ có nó có cái dòng đỏ lưng vàng nó hay sổ chớp trên thị trường mấy chị thấy không? Những cái cây đỏ lưng vàng thuận á cho sổ chớp thị trường vài tỷ triệu mà. 100.000 một cây đỏ lưng vàng nha, một cây 100.000. Em đi một cặp cho mấy chị tớ hiểu nha, có ít thôi em lên nốt luôn cho mấy chị nha. Một cặp này cho chị Thấm Phạm nè, có 100.000 cây đẹp đây. Cây đỏ lưng vàng này em đem cho chị Yến Trần nha. Nè giống như là cô nói luôn á, cô nhìn cái cây cô qua cô nhìn cô cây cô nói nè. Cái cây này á, là nó cái vân sọc nhiều hơn cái lần này nó sọc nhiều hơn, đậm hơn so với những cây cái lô đỏ lưng vàng trước đây. Trước đây nha mấy chị, 100.000 một cây. Em lên cho chị anh Tuấn Trinh hai cây đỏ lưng vàng cho mình nè. 100.000 một cây đỏ lưng vàng nha.
có 100 ngàn à, 100 ngàn một cây đỏ lưng vàng nha. Tuấn Trinh nè, Tuấn Trinh hai cây đỏ lưng vàng nè, Tuấn Trinh hai cây. À, em lên cho Thiệp Nguyễn hai cây cho em xin số điện thoại luôn nha. Tuấn Trinh hai cây, Thiệp Nguyễn hai cây đỏ lưng vàng cho Thiệp Nguyễn nè. Thiệp Nguyễn hai cây đỏ, đỏ đậm nha, sọc đậm luôn. Mấy chị thử so sánh cái cây đỏ, nếu mà anh chị nào có săn dòng đỏ lưng vàng, mấy chị so sánh thử coi. Cái lô đỏ lưng vàng này đợt này của nhà em nó đỏ đậm viền 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 đậm luôn á nha. Thiệp Nguyễn hai cây, lên cho em xin số điện thoại nha. 100 ngàn một cây, cặp có 200 mà. À, cho chị Nguyễn Thị Thanh Thủy hai cây đỏ lưng vàng ạ. Nguyễn Thị Thanh Thủy nè, hai cây đỏ lưng vàng, một cặp là 200 ngàn nha. Cây nào cây nấy mấy chị thấy không, sọc vân đỏ rất là đậm nha. Đây, 100 ngàn một cây, một cặp có 200 thôi. Xíu lên cáp thôi cho mấy chị ráng ráng nắng nắng lại giúp em nha. Đây, đỏ lưng vàng nè mấy chị thấy không, một cặp nè. Mấy chị sẽ thấy nè, đỏ lưng vàng. Cái lô này nè mấy chị sẽ thấy nè, mấy chị thấy cái cây không? Cho chị Niken một cặp đỏ lưng vàng, chị Niken nè, có chậu treo ok. À, cho Trần Trinh một cặp mập luôn, một lập mập luôn đúng không? Ok Trần Trinh nè, Niken, Niken luôn, Niken một cặp nha, Niken, Niken một cặp, Niken rồi. Bây giờ em lên cho một cặp này cho Trần Trinh nha, Trần Trinh, Susan em chưa có hàng. Voi hình văn một cặp cho anh voi hình văn nè. Ồ anh voi hình văn ơi, nó đậm ghê anh voi hình văn ơi. Voi hình văn một cặp nha, một cặp 200 ngàn. Em lên cho chị anh Tuấn Cường Thành một cặp gộp đơn. Nè mấy chị coi nè, nó đỏ từ gốc lên nè, nên là cái tỷ lệ sổ chớp hay cao lắm mấy chị. Những thân là đỏ đậm viền á, người ta nói là sổ chớp hay cao lắm mấy chị. Nhiều nhà vườn họ, nhiều nhà vườn họ, họ đầu cơ lớn á mấy chị, là họ hay mua những cái lô này họ trữ lại sổ sổ bông á. Trần Trinh một cây thôi hả? Ok Trần Trinh xả một cây ra. Có đơn chưa? Ở nhớ là ok Trần Trinh, cái này cho hình lập một cây đỏ lưng vàng nè, hình lập một cây, hình lập một cây. Đặng Hoa hai cây đỏ lưng vàng, chị Đặng Hoa nè, chị Hoa ơi quá rồi sọc đỏ luôn nè. Đây chỉ có 100 ngàn một cây thôi nha, đây là mật bông chuẩn của đỏ lưng vàng mấy chị, mật bông chuẩn nha, không có sắc xuất khẩu luôn. Còn hay mấy chị sẽ thấy hay thấy sổ đỏ lưng vàng nó sổ xẹt 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 là bình thường nha. Đây cái này cho ai ta? Đặng Hoa cho Phượng Tím hai cây. Phượng Tím hai cây đỏ lưng vàng này chị Phượng Tím ơi, lên số điện thoại giùm em nha chị Phượng Tím. Một cặp có 200 ngàn thôi, Phượng Tím nè. Phượng Tím, Phượng Tím, Phượng Tím. À, cho Thảo Lu một cây gập đơn. Đây nè chị Thảo Lu, cây cao luôn nha. Thảo Lu nè, Thảo Lu một cây gập đơn. Cho Tâm Nguyễn một cây đỏ lưng vàng cho Tâm Nguyễn. Tâm Nguyễn một cây. Thảo Lu, Tâm Nguyễn nhớ thêm đơn giùm em nha. À, cho chị Dung Nguyễn một cây. Dung Nguyễn có đơn chưa? Dung Nguyễn. Cái cây là nó rễ nó bị tróc thôi chứ không phải là bị gãy nha mấy chị. Vậy mấy chị cắm cái ti đi, cắm cái ti do cái rễ, bộ rễ nó cao hơn cái giá thể nên là nó ấy nè. Nè chị cho chị Dung Nguyễn cái cây này, chị Dung Nguyễn nha, về chị cắm cái ti không ảnh hưởng gì hết cho chị Dung Nguyễn. Dung Nguyễn một cây nè. Dung Nguyễn một cây. À, cho chị Trăng Trăng một cây nè. Trăng Trăng một cây đỏ lưng vàng chị Trăng Trăng nè. 100 ngàn thôi. Cái dòng này khoảng tầm mấy chị chăm khoảng 1 tháng rưỡi nữa là có bông. Khoảng tháng rưỡi nữa nha, khoảng tháng rưỡi nữa. Đây cái này cho chị Trân Trân nhớ chốt thêm đơn giùm em nha. Phượng Tiến có số điện thoại, cảm ơn tình yêu. Một cặp có 200 ngàn thôi, 100 ngàn một cây đỏ lưng vàng nè. Để về sổ chớp nha. Cái giống này hả, mấy chị chơi giống như thằng đen đô nắng mình vậy. Cái độ bền bông y chang như thằng đen đô nắng luôn. Nó bền bông 2 tháng hơn, 2 tháng hơn mấy chị ơi, 2 tháng hơn y chang như đen đô nắng mình vậy đó. Dễ chơi, chủ yếu là cái mặt bông nó đẹp. Nhiều khi nó có sản xuất sổ chớp trong đây nữa, nên là mấy chị hay săn. Ít có nhà vườn nào họ bán đỏ lưng vàng lắm nha. Ít lắm, hiếm hiếm, lâu lâu mới có được một lô đỏ lưng vàng thôi à. Lâu lâu mà có lô đồng vàng. Em dám chắc có mấy chị về mấy chị nhìn thử cái cây đỏ lưng vàng ở nhà mình nha. So với cái đỏ lưng vàng mấy chị mua của em thử xem. Tại cái lô này á, cái sọc văn đường chỉ lá của nó, đường chỉ thiên của nó chạy, nó chạy đậm sọc đậm cho mình nè. Ba cây cho Nguyễn Tiến Phát nha. Ba cây một cặp, ba cây đỏ lưng vàng. Em đổi cái cây Nguyễn Tiến Phát, đổi cây này cho chị Dung Nguyễn nha. Dung Nguyễn đổi cây đỏ lưng vàng lại Dung Nguyễn nè. Cây này đổi nè. À, cho Dũng Thái Ngọc một cặp đỏ lưng vàng cho Dũng Thái Ngọc ạ. À. Dũng Thái Ngọc một cặp đỏ lưng vàng Dũng Thái Ngọc nha. Em còn được vài cây nữa là hết nha mấy chị. Khoảng 10 cây đỏ lưng vàng nữa. Em khoảng 10 cây nữa nha. Hết luôn hả? 5 số cây. Đây cho chị Thảo Nguyễn một cây gập đơn cho Thảo Nguyễn nè. Nói chung là đừng có ham lùm của mấy chị, nó tương đối thôi. Tại biết sao không, cái dòng này mà mấy chị muốn lùm nó không có lùm đâu nè. Em chủ yếu lựa cho mấy chị cái vân đỏ đậm như thế này cho mấy chị về coi nó sắc sức sổ như thế nào nha. Cho chị Thảo Nguyễn, Minh Tân Nguyễn một cây gập đơn. Trời ơi cái cây đỏ lưng vàng, Minh Tân Nguyễn một cây đỏ lưng vàng nha.
cẩm lý nhìn bông mê lắm. Nó còn được có mấy cây không? Còn được mấy cây nữa? 4 cây. Nè, bông của nó bông chuẩn là như thế này nha. Đẹp lắm mấy chị. Thật sự mà bây giờ nó có cây bông nở ở đây em dơ mới chắc hẳn mấy chị sẽ chốt liền luôn á. Cái bông nở ở đây nó sẽ bắt mắt hơn, nó gấp 20 lần so với cái cây hình em cho mấy chị coi. Ngoài nó bông to cánh tròn mà cái màu nó đậm mà đỏ là đỏ tươi rực nha, chứ không phải là đỏ tím bầm hoặc là đỏ thẫm hoặc là đỏ ánh tím gì đâu mấy chị nè. Mà bông chuẩn của nó nè. Nếu mà nó không sổ chớp nha, nếu không sổ chớp, cả luôn vàng nó hay sổ chớp lắm. Mấy chị sẽ thấy nó cái cánh bông này là cái cây để nở tại vườn em nè, nó hơi sạc sạc không mấy chị không? Nó sạc sạc nè. Nó. À, cát thì đủ giá hết trơn á. 170, 180, 200, 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
2 3 4 5 7 cây nữa, 7 cây đỡ lưng vàng nữa nha. Mai Thảo hai cây đỡ lưng vàng, chị Mai Thảo nè. Mai Thảo hai cây. Một cặp đỡ lưng vàng có 200.000 thôi. Cho chị Tiết Nguyễn một cây đỡ lưng vàng. 100.000 chị Tiết Nguyễn chưa có đơn lấy thêm đơn giùm em nha. Chưa có đơn lấy thêm đơn giùm em chị Tiết Nguyễn nha. Cho chị cho chú này cho Tiết Nguyễn, cho Sang Phan nha. Sang Phan hai cây Sang Phan nè, Tiết Nguyễn. Tiết Nguyễn, nhớ chốt thêm đơn giùm em nha, chứ một cây không có đi đơn đâu nha. Sang Phan một cây. Đổi cây này với Thảo Nguyễn đi, Thảo Nguyễn đổi nè. Thảo Nguyễn xuống ấy. Đợi một xíu. Cái này Sang Phan, đợi xíu. Coi Thảo Nguyễn số mấy, Thảo Nguyễn số mấy lấy cây lên. Thức đi chị Ngọc Bích ơi. Bà ngủ rồi ngày mai bà thức sớm và báo con kêu đúng không? Thảo Nguyễn 52. Lấy số 52 kia lại. Em hết rồi đó nha, em hết đổi lưng vàng rồi. Em lên chua chua Sang Phan hai cây, em lên cái này cho Huỳnh Đức Thi hai cây nè. Huỳnh Đức Thi hai cây cho Huỳnh Đức Thi nha. Huỳnh Đức Thi hai cây đỏ lưng vàng. Coi còn đỏ lưng vàng hết. Coi trong có rổ ở dưới còn cái nào. Có đỏ lưng vàng nữa nha. Em hết đỏ lưng vàng rồi nha khách ơi. Em hết đỏ lưng vàng rồi. Em có một cây đỏ lưng vàng nè mấy chị, nhưng mà cái cây đỏ lưng vàng đắt hơn, nó to hơn, nó lùm hơn. Nói chung là cây đỏ lưng vàng là nó gấp đôi cái cây đỏ lưng vàng kia. Cây này 150, có một cây nhất thôi, chị nào chốt cây này chốt 150 giùm em nha. 150.000 cây đỏ lưng vàng này. Cây cát trắng lưỡi tím này là cái chậu này, là cái chậu này là nó thuộc dòng Anna, nhưng mà Anna Lai là cái cây này 250 nè, anh Đức Trung. Anh có ok thì ok nha. Đây. Đây nè. Cây này là 250, anh Đức Chu có ok cây nha. Tâm Nguyễn chốt cây 150 gặp đơn. 61. Còn được 2 cây nè. Cây này 150. 250. 250. 150. 150. Chị Khánh Chi ơi. Chị Khánh Chi ơi, em cho chị Khánh Chi cái cây anh Đức Chu chu cây cát 250. Khánh Chi cái cặp này cho chị Khánh Chi nha. Khánh Chi cặp này là 200.000, Khánh Chi lên số thoại giùm em nha. Khánh Chi cặp này là 200.000, Khánh Chi. Khánh Chi rồi. Em bây giờ em như hôm qua em có, lần trước em có bán cho khách, em có nói là hôm cái này nhà vườn em khoảng có được 250 cây thôi. Và hôm bữa em bán cho mấy chị được khoảng 50 cây, bây giờ lên khoảng được mấy chục cây nữa đó mấy chị. Đây nè, cái cây này cây tú cầu đi 200.000 nha. Anh chị nào có lấy tú cầu đỏ lấy giùm em. Tú cầu đỏ 200.000. Huỳnh Đức Thi ở địa chỉ inbox cảm ơn anh nha. Chị Khánh Chi ok cái đó, lên số điện thoại giùm em nha chị Khánh Chi ơi. Em còn được hai cây đỏ lưng vàng cuối cùng, cao đẹp chị luôn. Cái là cái tú cầu đỏ, cây này giá là 200.000 nha. Giá thể trồng bằng tha vỏ thông. Anh chị nào chốt tú cầu đỏ chốt của em 200. Tú cầu đỏ là cánh cứng dày bền và hoa thơm, cánh bông nó sắc sảo, và cái tú cầu đỏ này nó sẽ đổi màu, lúc đầu nó nở ra màu đỏ đó mấy chị. Hiện tại đang chuẩn bị nó chuyển sang tông cam mấy chị, đây đang chuẩn bị chuyển sang tông cam mấy chị nha. Nhưng mà cái lưỡi nó vẫn giữ nguyên nguyên thủy cho mấy chị về cái màu, về cái màu lưỡi, mà nó chỉ đổi cái màu cánh thôi. Đây cây này 200. Ê sorry, à cây này 200.000 đúng rồi. 200 vậy? À em lên cái này cho mấy chị và đảm bảo. Hôm bữa em cũng có nói cho mấy chị là cái gì ta,
khoảng 1/100 khách hàng sẽ có cây này thôi. Chứ còn thật sự ra mấy chị sẽ, một số khách sẽ chưa có cái cây này trên thị trường. Đó là cái dòng rau que mà em hay đặt tên tiếng Anh mà mấy chị nói là rau quế á. Rau quế á là cái cây này nè, rất là đẹp, cây nó khoảng gang tay thôi. Thật sự cho mấy chị, bây giờ mấy chị có thể search chữ rau que thị trường. Hiện tại chỉ có duy nhất, em thấy một cái nhà vườn nào đó họ bán cây giống thôi mấy chị. Kể cả Lazada, Shopee hoặc là một số trang họ bán hoa lan, họ cũng không có giống này để bán luôn. Một số hiện tại là trên thị trường, gần em đoán không làm, hiện tại thị trường bây giờ, thời điểm bây giờ chưa có một nhà vườn nào bán cái dòng rau que này bung ra thị trường cho mấy chị luôn. Cái giá của nó vẫn như hôm qua em báo cho mấy chị là một cặp là 201 rau que nha. Kể cả một số anh chị còn cáp trong dịch, còn kim hoàng ơi, anh chị nào có chốt cái này chốt giúp em nha. Cái chậu này là 200.000, túi cầu đỏ, hoa thơm. Đây, em cho mấy chị coi cái mặt hoa của nó nha. Rồi mấy chị đi so sánh nha mấy chị. Đây, cái thằng này là thằng rau que. Mấy chị có thể search tên trên mạng, mấy chị biết. Bông của nó đỏ tươi mà dạng như em không biết phải diễn tả thế nào cho mấy chị, nói là cánh dài. Và gần như 80% mặt bông trước, mặt bông sau đều là màu tông đỏ hết cho mấy chị. Chỉ có một khung nhỏ, khung giữa nhỏ xíu khoảng 20% là tông vàng mấy chị thôi. Còn lại mặt trước mặt sau đa phần là đỏ hết, full đỏ hết cho mấy chị luôn. Và thằng này rất là bền, bông nó thơm nhẹ nha mấy chị, thơm nhẹ nha, thơm ngọt nhẹ. Chỉ là cái này mùi thơm là mấy chị cây mũi vô mấy chị hửi mới được thấy, mới thấy phát thấy được cái mùi của nó, hửi được cái mùi của nó thôi. Chứ còn phát nồng như cái những cái dòng kia thì không có, nhưng không phải nha mấy chị. Đây, cây là cây rau que. Ba bữa em bán hết rồi, cây cả hôm qua, hôm bữa trước là khoảng bữa 19 tay á. Em có chốt khách chút dư cũng không, em cũng không có thời gian chút dư cho khách luôn, không có thọn sờn được, tại đóng hàng không kịp, không có chút dư, nên là có gì chị mua lại giùm em. Nó rau que này là tông đỏ nên nó cũng giống như thằng đỏ lông vàng kia, nó là lằn chỉ thiên chạy đỏ sọc xung quanh cánh xung quanh lá luôn. Nó cỡ một gang tay thôi, không quá to mấy chị nha, không quá to. Sau này nó cái cây này, cái cây không quá một gang tay nhưng mà cây bắt đầu thắt ngọn. Mấy chị sẽ thấy một điều lạ, sao cái cây này nó lùn mà nó lại thắt ngọn nè. Thì mấy chị thấy không, nó cả chưa không quá cao mà nó thắt ngọn nha mấy chị. Rồi một cặp là 201 nha. Combo nhiều màu hả? Không có anh Tướng Vũ ơi, có gì anh lựa rồi lựa thêm giúp em nha, chứ em không có, chưa có lên combo nhiều màu được, không có lựa được luôn á anh ơi. Đây là mặt bông của nó nha mấy chị, đây là mặt hoa của rau que, chuẩn mặt hoa 100% cho mấy chị, cho mấy chị coi mặt hoa của nó nè. Tông đỏ full, nói chung là full gần như 80% hết cái màu tông của nó. Thằng này cánh cứng chạy vào bền nha, có rất cánh dài, tông dài đỏ hết luôn mấy chị, màu nó lạ lắm. Và cam kết với mấy chị là mấy chị sẽ thấy lên lướt rất hộ hoa lan. Hiện tại thời điểm bây giờ chưa có một nhà vườn nào bán cái dòng rau que này, kể cả 1.5 năm 2 năm nay. Vậy nếu mà thấy mấy chị search lên Google thì mình, nếu mình gõ tên rau que thì có một cái nhà vườn bán cây giống thôi. Chị Liên Trần không nhớ, chị Liên Trần em nhớ cho chị Dung Nguyễn một cây nè. Dung Nguyễn một cây nha, Dung Nguyễn một cây rau que 105.000 gập đơn. Cho Nguyễn Tiến Phát ba cây rau que cho mình. Nguyễn Tiến Phát ba cây nha, một cặp là 201 nha mấy chị, một cặp là 201 nha, có 100 nó đắt hơn thằng đỏ luôn, qua 100.000 cây. Đây Nguyễn Tiến Phát nha, cho chị Nguyễn Thanh Thủy hai cây rau que. Cái này em mới trở lên chứ hôm bữa em bán hết, hôm qua em bán hết sạch luôn rồi. Khách nhiều khi khách kỹ ơi, thêm cho chị cây, thêm chị cây em cũng từ chối luôn, tại không có lên hàng này, mới lên chiều nè. Chị Thanh Thủy hai cây nha, rau que một cặp là 201 thôi mấy chị, có 105.000 mua. Mấy chị coi sưu tầm giống, cái bông nó đẹp hơn ở ngoài rất là nhiều. Cho chị anh Phượng Thân một cây nè, Phượng Thân một cây nha, nhớ trước thêm đơn giùm em nha. Phượng Thân một cây nè, lan thắt ngọn nên cho phân nào. Hiện tại lan thắt ngọn mình xịt thêm hỗ trợ 10-50-60-30-30 với lại Rotlet là ba cái dòng đó. Ít bữa em sẽ dành một like bán phân thuốc cho mấy chị, dành một like bán phân thuốc. Em lên cái cặp này cho anh Tăng Cường Hình nha, cặp rau que này 201 Tăng Cường Hình. Tăng Cường Hình luôn nha. Nó là có đường chỉ thiên đỏ chạy sọc chung quanh thân với lại lá, nó nên là cái bông nó tông đỏ đậm nha mấy chị. Em lên tiếp cho cái chị Mai Thảo một cặp, chị Mai Thảo nè. Mai Thảo một cặp rau que, chị Mai Thảo nha. Mai Thảo một cặp rau que cho mình, một cặp là 201 nha khách. Rau que hay còn khiêu khách, đùa khách này nói là giống rau quế. Cho Thịnh Đậm hai cặp, một cặp rau que chị Thịnh Đậm. Nè, cây nào cũng có đường chỉ thiên sọc đậm đỏ đậm chạy xung quanh lá với thân hết nha mấy chị. Thịnh Đậm, cho Thiệp Nguyễn hai cây rau que cho Thiệp Nguyễn. Thiệp Nguyễn hai cây rau que, một cặp á là 201 nha. Thiệp Nguyễn. Em lên cảm ơn chị Đặng Hoa, một cây rau que chị Đặng Hoa. Đặng Hoa một cây rau que. Số 7. Đặng Hoa một cây rau que nè, Đặng Hoa một cây. Em lên cho chị Tiết Nguyễn một cây rau que. Đặng đây. Một cây rau que nhiều khi em cũng mấy chị nói rau quế em cũng tên tiếng Anh nó nè.
tay nữa chứ. Tên tiếng Anh của nó nha, Broe. Trời ơi, khiêu hết chuyện kia Broe. Em có nhiều khi em lộn lưỡi, em đọc cũng Broe luôn. Tiếng Nguyễn đó đúng không? Cho chị Hạnh Nguyễn 4 cây Broe. Chị Hạnh Nguyễn nè, đều đều chị về chị ghép chậu. Đây Hạnh Nguyễn 4 cây chị Hạnh Nguyễn nha. Hạnh Nguyễn 4 cây Broe chị Hạnh Nguyễn. Thằng này đẹp lắm á chị Hạnh Nguyễn ơi, giống lăng mới. Giống lăng mới đó. Mấy cỡ 3-4 năm nay em bán lan này, vô bán này. Đây là lần đầu tiên em cầm cái cây này lên bán cho mấy chị đó. Đây chị Hạnh Nguyễn 4 cây nha. Hạnh Nguyễn 4 cây Broe chị Hạnh Nguyễn có 105.000đ. Mấy chị chưa có đơn cố gắng đi giùm em một cặp giùm em nha. Cho chị Ngọc Trâm một cây Broe. Ngọc Trâm có đơn chưa? Ngọc Trâm một cây Broe, nhớ chốt theo đơn em chị Trâm. Cho em xin cái địa chỉ nữa nha. Em đi đơn từ 200 cố gắng giúp em nha. Cho chị Thảo Lu một cây Broe, chị Thảo Lu nè. 25. Thảo Lu một cây Broe hôm nay mới có, là mới hồi sáng khách ghé cũng không có. 25. Cho Niken một cây Broe, chị Niken nè, một cây Broe gặp đơn. Cái dòng này là dòng nắng nha. Anh Tấn Tấn Cương Hình ơi, dòng này là dòng nắng nha. Rồi đảm bảo một số anh chị lâu năm hoặc là những anh chị đã từng chơi lan lâu năm trong nghề, mấy chị sẽ thấy cái mặt bông này là một bông mới. Tại khi em nói là mấy chị để ý, mấy chị biết liền. Đây là cái mặt bông mới thị trường Broe đó, một cặp của nó là 201. Em mới lên hàng hôm nay cho khách luôn. Đây Broe, hôm qua có bán, hôm trước có bán rồi, hôm nay về khoảng được còn được, nó còn hùng được mấy cây nữa đó. Là em hết rồi đó. Đây Broe nha, có 105.000 một cây, cặp của nó là 201 nha khách ơi. Cho chị Thanh Thảo một cây Broe. Nhớ giùm em dòng này là dòng thân đỏ. Thân đỏ với lại đường chỉ thiên sọc đỏ chạy đậm đậm trên lá nha. À, Thanh Thảo, cho chị Thảo Nguyễn một cây Broe. Chị Thảo Nguyễn. Thảo Nguyễn một cây Broe. 52. Xíu lên cáp cho mấy chị, đang còn cáp luôn. Một cặp là 201. Một cặp là 201 nha. Anh chị nào chốt Broe thì chốt giúp em một cặp là 201 giùm em. Một cặp là 201. 201 105.000 cây. Bây giờ em sẽ dành thời gian 5 phút để em like cast cho mấy chị, thì cast ít lắm, ngắn lắm, tại vì có một số anh chị đợi rất là lâu rồi. Em cũng hứa với mấy chị em lên cast luôn. Em sẽ lên cast luôn mấy chị, cho em 5 phút nghe, tại cast không có nhiều. À, lên rất nhanh cho khách thôi. Rồi cách đẹp lắm nha mấy chị ơi, 5 phút thôi nha, 5 phút. Em muốn miếng nước em lên cá. Anh chị nào lấy Broe nữa lấy. Hôm nay có Dũng nữ nha, đặc biệt anh chị đừng có bỏ qua Dũng nữ. Đơn Nguyễn Sơn Thiết Hồng, nhớ nhắc chị mai cho đi luôn nha. Cách ok. Gì? Hay là Vũ nữ hả? À, cho em một xíu đi, em xin 5 phút đi. Em xin 5 phút đi. Xin 5 phút lại qua xin giùm rút lại cát cho mấy chị cái đã lấy cho mấy cái cát luôn. Đây 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 đây. Đây em có được một cây cắt tem, một cây thôi nha. Một cây mà em để lấy cái mặt bông cho mấy chị coi nha. Một cây thôi. Một cây duy nhất và một cây duy nhất. Đây, đây là dòng cát chăm thông fancy. Đẹp lắm, có 280 một cây thôi. Thân tóm. Đây là cát chăm thông fancy, nó là dòng cát tem. Bông bự và bá lửa bằng một bàn tay nha. Đơn anh Tấn Cường Hình đi chưa Yến? Anh ơi báo phí chưa? Báo phí là đi rồi. Hoài Thương gặp cây hả? Ok. Hoài Thương một cây Broe. Hoài Thương một cây Broe trời ơi 105 nghe. Thanh Kiều, Thanh Kiều. Đây, đây là cát dòng chăm thông Bixi 280.000, có đăng nụ. Chị Ngọc Nguyễn Thị một cây nè, Ngọc Nguyễn Thị có một cây một hà. Rồi, lên cái này cho. Này em cũng có được một cây duy nhất luôn. Em lấy mặt bông cho mấy chị coi. Mà cái này là cây đổi màu nha. Đổi màu khách yêu ơi. Đây là cây đại hống xoái. Nghe cái tên là thấy là mấy chị thấy là cái gì nó hùng mảnh dữ lắm rồi. Biết sao không? Cái giống này nguồn gốc của nó là cái cây của nó rất là khỏe, nó giống như nó thuộc họ EB gì đó, nhưng mà nó rất là khỏe mấy chị. Những cái dòng kia mấy chị sợ bệnh, chứ riêng cái dòng đại thống sói hoặc là cái dòng EB là mấy chị thấy ít có khi nào thân nó bị lá vàng hoặc là nó bị đốm đốm lá hoặc là nó bị thối nhũng thân. Ít, hiếm lắm luôn, hiếm lắm luôn mấy chị. Đây nè, đây là cái dòng đại thống sói, em có mặt hoa cho mấy chị, nó là tông đổi màu vàng, cam và đỏ. À, mấy chị sẽ thấy là nó đổi màu tinh từng bông luôn á. Nó là dòng đổi màu nha. Về mấy chị để ý là em nói. Và dòng này là dòng hoa thơm. Tại hống sói này em còn được một cây cho mấy chị. Em để giá cho mấy chị là 220 nha. Hống sói này đắt lắm mấy chị ơi. Đại thống sói
Đây, cái lưỡi, cái cánh của nó là cánh dài và cái đẹp nhất là ở cái lưỡi. Mấy chị thấy không, cánh của nó là nó chạy lằn, nói chung là nó có một cái lằn chạy ngang. Tông là tông đỏ màu nha, nó đỏ màu á, mấy chị chơi được ba màu á. Về đấy là em nói nha. Cây đại tống xới này là 220, có một cây duy nhất cho mấy chị thôi. Có thể trồng bằng bổ thông nha. Có chậu nào đang có hoa xài luôn không? Có chị. Có. Em thì nói chung là bán cáp thì chỉ mong bán hơi nụ to cho mấy chị, thứ bán được không cũng không muốn bán nở đâu mấy chị. Thành thư hay đâu ai biết sao không? Tại cáp một số nhà bung lớn nó sẽ thành thư. Nè như cây tú cầu nè mấy chị. Tú cầu đỏ này là 200.000. Thì coi cây nhiều thân chứ còn nếu mà cây ít thân nó có 180 mấy chị. Đây nè, cây này là 200 nha, chốt đỏ, chốt 200, cánh sáp bền bông và nó có xu hướng đổi màu luôn. Đó, đây 200. Rồi, em sẽ lên cho mấy chị một cái loại cách này. Có được là chuẩn dòng cáp Đài Loan. Chục chậu không? Tha hồ mấy chị lựa chọn. 10 chậu. Có được 10 chậu thôi. Anh Phúc ơi, anh chốt sau chị Thành Thư rồi anh Phúc ơi. Đây, em lên cho mấy chị coi. Hồi chị em có đăng mặt bông lên cho mấy chị, đó là cái dòng Anna. Đây. Nó to giống như Anna nha tình yêu ơi. Tối về mẹ ngủ mất tiêu rồi con ơi. Có lên nào đẹp mấy chị. Có lên nào đẹp, tối về 11 12 giờ gọi gì nữa cho bà ngủ đi. Cái gì đó. Em đây cái này là em lên cho mấy chị, nó là cái dòng cách Anna. Nó đây cái dòng cách Anna này bông to cực kỳ to và rất là bền bông cho mấy chị hoa thơm mặt ha. Rẻ thôi. Có giá đây không ta? Cách Đài Loan nha. Mấy chị sẽ thấy em không có ít, có khi nào em bán cách Anna hàng Thái lắm mấy chị. Em cứ bán hàng Đài cho mấy chị, lâu lâu vườn nó gửi về thì em mới bán cho mấy chị thôi. Chứ đa phần gần như là bán chủ đạo là hàng Đài Loan hết. Thì mấy chị biết sao không? Hàng Đài Loan á, hàng Thái á, nó không có đặt bông. Sau này mấy chị trồng mấy chị sẽ thấy không có đặt bông. Với lại bông nó nhỏ hơn hàng Đài Loan nhiều. Hoa nó không có thơm bằng. Em cho mấy chị coi cái giá thể của nó luôn. Đây, giá thể của nó là trồng bằng thang, đa phần bằng thang, 59.000 một cây à. Dạ, em bán cho mấy chị, không nhớ nữa. Giá của nó giờ mua mất tiêu, bán 200.000 cây. Tại vì thường cái cây một nụ á, cây của nó là cây một nụ á thì nó là 200.000, còn cây hai nụ là 220. Em bán đồng giá cho mấy chị là 200.000 hết nha, tại vì có 10 chậu thôi. Anh có 10 chanh Đức Chu một cây nè, anh Đức Chu một cây đang nụ hết cho mấy chị, đang nụ về chơi bông to nha. Anh Đức cắt Anna đang làm nụ cho mấy chị có 10 cây thôi và em bán hàng Đài mấy chị. Anh chị nào chơi bông này sướng lắm. Anh chị này chơi bông sướng lắm, chơi và thưởng ngàn hoa mấy chị biết được khác nhau. Nếu mà có cơ hội mấy chị mua thử một cây cách Anna hàng Thái, mấy chị so sánh về cái mức độ bền bông, kích thước hoa với lại hương thơm của nó, mấy chị sẽ thấy là khác nhau nó xa xa lắm luôn á nha. Cây này 200.000 một cây cách Anna. Chốt Anna thì chốt giúp em là 200.000 cây, nó khỏe lắm nghe khách ơi. Thơm à Bùi. Chốt cảm ơn chị Nga Bùi cho Thanh Vũ cách Anna lên số điện thoại để chỉ giùm em nha. Anh ơi cảm ơn mình nhiều. Hỏi giùm em 10 cây. Chốt cho Tâm Bùi cây Anna ha. Trời ơi bán 59.000 cây thì trình luôn chứ mai chắc em phá sản luôn á. Đây 200.000 một cây Anna. Đang nụ nha anh Thanh Vũ ơi, lên số điện thoại giùm em, cảm ơn nhiều luôn. Cho anh Nguyễn Phúc một cây Anna gặp đơn. Rồi còn được 5 cây nữa là hết. Nhanh tay thì còn chậm tay là hết. Lâu lâu em mới gì không, lâu lâu mới về một đợt Anna thôi mà có mấy cây à. Cho chị Yến Ngô một cây Anna, cảm ơn tình yêu. 200. Yến Ngô một cây Anna 200. Anh chị là chốt Anna thì chốt giúp em là 200.000. 200.000. 5 cây thôi. Nè bông to lắm, em sẽ cho mấy chị coi là cái người ta. Thanh cảm ơn Thanh Vũ. Em hãy cho mấy chị coi, đợi em một xíu nha. Mấy chị biết không, Anna này á, em sưu tầm cái hình hoa cái Anna này. Mấy chị sẽ thấy em đăng cái hình Anna sau mấy chị thấy rất là đẹp. Là mấy chị biết sao không, cho anh Nga Ngô Nga Mai. Em sưu tầm trên cái anh người Đài Loan có kết bạn Facebook, em có kết bạn Facebook anh người. Ảnh chuyên về tất cả các dòng cát, dòng rap mà thị trên thị trường, kể cả nhiều khi Việt Nam mình không có những cái giống đó.
cái này cho chị anh Nga Mai. Ok, Ngọc Nguyễn Thị lấy cây damori, Ngọc Nguyễn Thị ra kìa. Cây damori Ngọc Nguyễn Thị đẹp lắm. Chứ em để nó đăng lót. Đăng lót sẽ cho mấy chị coi. Trời ơi mấy chị ơi. Em nếu mà em như sáu thẻ damori. Mấy chị nhìn vô, nếu mà kết bạn mấy chị đó là mấy chị, nếu mà mấy chị kết bạn với cái anh đó mấy chị sẽ thấy là mấy cảm giác là tự nhiên trước giờ tôi chưa có thích lan về dòng cát một cách, là tự nhiên mấy chị kết bạn với cái anh đó là mấy chị cảm giác lên là bây giờ là mình có xu hướng chuyển sang thích cát chú rap luôn rồi đó, thiệt luôn. Em nhìn em còn mê lắm mấy chị, mê luôn á. Tại trước em nó thật sự mấy chị em ít có bán cát với rap lắm, khi á phải nói thật sự một cái điều luôn á, cát rap nó rất là đẹp, thật sự đẹp lắm, đẹp luôn. Nhưng mà có một điều, nó có một cái nhược điểm lớn nhất là mấy chị biết sao, nó rất là nhanh tàn. Mấy chị chơi nhiều khi có những bông mấy chị chơi khoảng 5-10 ngày, có những cây mấy chị chơi lâu lắm thì cỡ 10-15 ngày nửa tháng, dữ lắm mà mấy chị. Ít có khi nào, trừ khi anh chị nào cáp nhà mấy chị tự thuần, tự thần, tự ra bông đợt 2, đợt 3, đợt 4 thì nó sẽ kéo dài cho mấy chị khoảng 1 tháng thôi. Chứ trung bình cáp ráp mấy chị chơi khoảng 7-8-9-10-15 ngày, là 10 ngày, 15 ngày dữ lắm rồi. Nó nhược điểm lớn nhất của dòng cáp la da mà em rất là ghét luôn. Nó lâu tàn, tuy nó đẹp thật sự mấy chị, mà nó nhanh tàn quá. Nó nhanh tàn cực kỳ, mấy chị có cảm giác một điều đó không? Nhưng mà được cái thôi, cứ mấy chị hưởng ngoạn cái đẹp, dù nó nở bông mình ngắm nó một lần cũng được mấy chị nè. Em cho mấy chị coi thử cái cát nó ra, đẹp lắm. Đây là chụp ở tông tối. Đâu rồi? Ôi, tông tối lên cam sao không thấy được. Đẹp lắm nha mấy chị. Đâu rồi? Nhìn nó đẹp lắm mấy chị, nếu mà chụp hình nghệ thuật mấy chị sẽ thấy là cho nó full đen phía sau và lên lên nền trắng là rất là nổi luôn. Do ở đây do ánh đèn mấy chị chiếu vô, em cho mấy chị coi là nó chiếu vô nó không có nổi nhưng rất là đẹp mấy chị. Ngoài nó đẹp hơn những gì mấy chị nghĩ, đẹp hơn suy nghĩ của mấy chị nhiều. Để em có em rảnh rảnh em có động lực em đăng những hình cáp đẹp đẹp lên cho mấy chị đó, có mấy chị từ không thích cáp mấy chị sẽ chuyển qua chơi cáp. Cây này 200.000 nha, còn được 4 cây Anna. Nếu nào có lấy Anna hơi thì lấy ủng hộ em luôn. Còn có 3 cây à. Cái này nhớ hôm em nha. Made in Đài Loan. Nguồn gốc xuất xứ là Đài Loan, cam kết chuẩn hàng Đài Loan 100%. Nếu mà chị nào phát hiện em bán hàng Thái Lan thì em có thể trả thanh toán trả hàng tiền này cho mấy chị gấp 3 lần so với những gì em nói. Chào các sơ lưng yêu hả? Cho chị Thanh Hương một cây cáp nha. Anh Tâm Bùi hỏi em cái chậu cát nào Tâm Bùi? Tâm Bùi ơi, cái phải anh hỏi em phải cái chậu này không? Chậu này thì 200 á. Cho hiệp nguyện một cây cáp, mấy chị chơi thử cáp đi, mấy chị sẽ thấy chị chiên mấy chị cảm thấy yêu thích đó liền. Nó thơm lắm mấy chị, nó nói chung là mỗi dòng hoa lan nó có một cái vẻ đẹp riêng mà mấy chị thưởng ngoạn. Chung là mấy chị tâm hồn mấy chị vui vẻ là mấy chị nhìn cái gì nó cũng đẹp hết, còn mấy chị trong tâm hồn mình bực dọc khó chịu, sáng ra là thấy cái gì nó cũng muốn tối hết rồi. Là nhìn không có đẹp nói đâu. Cây này còn được cây này nữa, tình yêu nào có chốt cái này chốt giúp em là 200.000. Cho chị xem một hoa gấp. Cách 200 còn nụ không em? Dạ nó mới hé nở thôi, anh muốn nụ thì mình muốn nụ thì em có cây nụ em cho mình nha. Đăng lên từ thích em chuyển qua thích lan hả? Tâm Nguyễn thích lan đi, đừng thích em làm gì, tầng em dữ lắm. Đây đâu rồi? Đây mặt hoa của Anna nha mấy chị. Có cách loại tím không chị? Em có. Ủa mấy cái cát rồi bưng qua đây bán hết hả? Đây từ từ nha. Đây Anna nha, còn được cây này anh chị nào ủng hộ em luôn ấy. Mấy chị em đây cho mấy chị có loại cát này nè. Loại cát này rất là to hơn cái này luôn. Loại cát thứ hai em sẽ lên cho mấy chị. Nó to hơn cái đường kính này, bông này khoảng bây giờ ví dụ như cái đường kính này là bông, ví dụ kích thước của nó đang ở trạng thái là 10 cm thì cái đường kính bông kia kích thước của nó khoảng 14-15 cm. Khoảng 10, ví dụ nha. Cái này không tới 10 cm đâu mấy chị, cái này khoảng 8-9 cm gì đó thôi nha. Cái kia nó sẽ to hơn một xí nữa cho mấy chị nha. U Thái hết chị Lương ơi. Em tìm hoài tìm mãi hết U Thái rồi. Chị em nhớ chị Lương, để khi nào mà có về U Thái em sẽ nhắn chị Lương nha. Hết. Không có một khách xả cây U Thái luôn, kể cả cái cây gãy khách cũng lấy luôn. Nên là không còn một cái cây nào sót lại cho chị. Em cũng kiếm mà chị em dọn cây này cũng ráng kiếm với chị mà không có. Đúng rồi gái, lúc trước chị thích dòng retro nắng, bây giờ chị thích cát rát lắm luôn mà nhiều màu đẹp nữa. Chị thấy không, mấy chị sẽ thấy chị từ từ mấy chị sẽ thấy chuyển qua mình sẽ thích nhiều thứ. Chung là kệ mấy chị ơi, mình sưu tầm nhiều cái mình thích. Em có được một cái cây Anna này ba nụ lận,
mấy chị có chốt chốt thì ủng hộ em, cái cây này em chăm, mấy chị chốt cây này chốt giùm em thêm cho 10.000 nha, 201 nha mấy chị, 201 cho cái cây này. Tình yêu đừng có chốt 21 luôn em, còn được hai cây na cuối cùng em sẽ lên cho mấy chị. Cái cây này không đẹp không lấy tiền. Anh chị nào hỏi em cái tú cầu á, nhưng mà cây tú cầu này ít thân hơn. Anh Thắng hỏi em gì? Anh Thắng ơi, anh hỏi comment lại giùm em nha, nhiều khi còn em không thấy em xưa hết rồi. Hết nhiều hết tiện ơi, em nói rồi chị Ngọc Bích rồi. Bà báo, chị báo kêu, chị bán một chục tôi muốn kêu là chị mua được cái lan rồi. Chục tôi mới mua được cái lan rồi. Ngày nào cũng bán kêu bán cỡ 500-600 tô không à. Ngày bán 500-600 tô là giật nhiêu rồi. À em có cây tú cầu đang nụ nè. À, ok Thanh Hương cảm ơn chị, em đổi chị nha. Nhớ cho em cái địa chỉ luôn nha. À, anh Hai Siêu Hoa, chị Jenny Thu, nó là cách là nó dòng cây u nắng nên nó là mấy chị cho nó thích nghi nắng tầm 70-80% nắng. Mấy chị đừng có sợ ngại sợ trái lá lan đâu, tại vì mấy chị về cho nó thích nghi với môi trường. Vì tuy nó lỡ, ví dụ như nó lỡ nó có trái lá, em không nói riêng dòng cát hoặc là những dòng đeo nắng gì mấy chị chăm á, mấy chị về cho nó thích nghi giùm em đi. Nhiều khi mấy chị thấy nó cháy lá lan, mấy chị cảm thấy là mấy chị xót ruột, hơi đau đau lòng xíu, nhưng mà mấy chị cứ kệ đi, cho giống như là mấy chị cho thích nghi ngoài môi trường gì đó, để cho cái cây của mấy chị từ thích nghi nó ít có bị sâu bệnh, rất là khỏe. Cây đó em đổi rồi, em chỉ còn cây hai nụ thôi mấy chị ơi. Cây này mấy chị chốt giùm em 200.000 đi, còn được có hai cây hà. Hết rồi 200. Còn cái cây tú cầu 180, anh chị đợt chốt tú cầu chốt 180 đang hé nở nha. Có lấy. Rồi em lấy cái cây này cho. Còn được hai cây na. Sao em bán cát em nói nhiều quá, mà bán nắng em không nói gì hết trơn trời. Có Phượng Hằng Lửa không hề? Em còn được chậu Phượng Hằng Lửa. Cây này hiện tại đang có một chùm bông này. Chị Phượng Hằng, chị Hồng Hải có lấy em để chị Hồng Hải 230, tại giá chuẩn của nó là 250. Phượng Hằng Lửa đang nụ, đang nụ luôn. Cái này chị có lấy em để vô nha. Phượng Hằng Lửa, Brad Phượng Hằng Lửa là nó lai giữa người đẹp châu Phi với lại một cái dòng cách gì đó em không biết tên, tại vì nó tính tiếng Đài Loan. Nhưng mà có một dòng thì dịch ra đó là người đẹp châu Phi với cái dòng gì đó đó. Hai dòng lặn. Thơm rất là bền bông, phải công nhận một điều trong tất cả các dòng Brad thì này mấy chị chơi rất là sướng. 230. Rồi, em đưa cái này cho em lấy một bông lên cho. Có được 12. Hồi chiều cái cây à. Cái cây Anna hồi chiều xả ra để đâu rồi? 80. Cái cây tướng quân á Hương. Đổi cái cây tú cầu á. Rồi lên cái này nè, chốt đi. Này lạ lắm, tướng quân. Cách tướng quân. Không có phu nhân thôi nhưng mà có tướng quân nha mấy chị. Những chị nào cô đơn lẻ bóng thì mấy chị chốt tướng quân thì ăn ủi lòng mình nha. Mật khẩu mở giùm điện thoại giùm. Đây em lên tướng quân cho mấy chị nha. Cảm ơn chị Huệ nhiều. Đây là cách tướng quân bông to hơn Anna rất là nhiều mấy chị. Cách tướng quân nó sẽ đắt hơn thằng Anna 20.000. Đó là 220.000 cây cách tướng quân. Bông nó to cam. Nói chung là tông của nó là tông cam hồng. Và lưỡi của nó là lưỡi màu vàng cam. Hơi bị to nha. Cánh nó dúng rất đẹp mấy chị. Tướng quân mấy chị thấy không? Cái chậu nhỏ xíu rồi. Cái bông nó bự hơn cái chậu luôn á. Bông nó bự hơn cái chậu á. Mấy cây nè, em lên luôn cho nha. Anh Hai. Anh là anh kiếm tự cũng ra. Đây là cái cách tuấn quân, nó đang lưỡi mèo đậu. Mèo đậu không rồi nha. Không có đủ lớn nhưng mà nó đang mèo đậu. Em ăn gì á? Của nó là trồng bằng vỏ thông, vỏ thông với lại than đá nha mấy chị. Này là chuẩn cây cùng gốc của nó là cây hàng Đài Loan luôn. Em cùng thường Anna với Tuấn Quân là em về cùng một chỗ nhà vườn đài hết cho mấy chị. Có được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chậu thôi. Anna giá là 220.000 một chậu nha. Thường nó làm bông của nó khoảng tầm 2-3 nụ là dữ lắm rồi, nó không có nhiều hơn. Không có nhiều hơn nha mấy chị ơi. Nhưng mà tại vì nó bông quá to, nếu mà nó cho nhiều bông đi, nhiều bông thì cái kích thước bông nó sẽ nhỏ lại. Nếu mà nó cho mấy chị một nụ bông thì cái bông của nó rất là đạt chất lượng về kích thước hoa. Anh chị nào để ý là mấy chị biết liền. Cây này giá là 220 một cái cây cách tướng quân nha, 220.000. Cây này là lưỡi mèo đậu hết rồi nha mấy chị, lưỡi mèo đậu. Có được em chỉ có được 8 cây Anna về cho mấy chị thôi.
Ê cái to tướng quân, sorry mấy chị. À, nè mấy chị thấy không? Em cái lưỡi mèo đậu nè, khi tháo tét cái lưỡi mèo ra thì mấy chị sẽ thấy nụ 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 to nó đang lên trong đây. Cái chị Dương Phạm nha, chị Dương Phạm xích nụ to, hồi em lấy cái cây này chị Dương Phạm nha. 220 cho chị Hồng Hệ luôn nha. Rồi còn được mấy cây hả? Các tướng quân có nụ nha. Đậu bông á anh Phúc ơi. Nè em tét thử cho nha. Nè tét ra là có đô đây nè, cây này đang hai nụ luôn nè. Tét ra là sẽ thấy hai nụ hoa nè. Tại vì nó chưa có kịp. Thôi thì mình hỗ trợ về mặt cơ học cho nó đi nha. Đây cho anh Nguyễn Phúc, cái cây này cho Nguyễn Phúc 220. Nói chung là cái này là đậu bông thì em mới bán mấy chị nghe. Nên nếu mà đậu bông mới bán, nếu mà có rủi ro 2% không có bông thì mấy chị cứ phản hồi về em và em sẽ hỗ trợ cho mấy chị hết mình nha. Đây em kêu em test thử hỗ trợ nó về mặt cơ học nha mấy chị. Nó không ôi nó đậu hết rồi, thật sự mấy chị là đậu hết rồi nè. Test cái lưỡi mèo ra thì cái cây này hiện tại em đang điếm là hai nụ bông á, nó đang có hai nụ bông hôm nay nè đó. Nên là mấy chị cứ yên tâm nha, yên tâm nha mấy chị, có bán mấy cây thôi à, không có nhiều. Cây đây mặt hoa của Cát Tướng Quân nha mấy chị. Cát Tướng Quân sao người ta hồi nhà không đặt ra cái Cát Phu Nhân hết mấy chị ha. Em một số khá thắc mắc em cũng suy nghĩ vậy đó. Dạ có cho chị Hồng Hệ, sao giờ vừa không có đặt ra cây Phu Nhân hết mấy chị ha. Anh chị nào mà cao siêu mấy chị like ra thử có một giống lăng mới không, mấy chị đặt tên cho nó mấy chị. Em cũng không hiểu lý do tại sao người ta đặt cái này là cái cây Tướng Quân nữa mấy chị. Em cũng không hiểu sao nguồn gốc, lý do tại sao em cũng không hiểu luôn. Nó thường người ta đặt một cái tên hoa nó sẽ gắn với nguồn gốc cây hoặc là cái hình bông kích thước cây nó như thế nào. Còn như cây này thì em cũng không hiểu sao, em không biết binh đường nào cho mấy chị vì cái tên của nó luôn nha. Nhưng mà cái này thì cái mặt hoa của nó là tên Tướng Quân từ đó tới giờ. Thường một số cây giống như là mặt trời đỏ hay cái này thì em còn binh được cho mấy chị nha. Thì cái bông của nó giống như mặt trời đó này kia còn binh con được, con này là thua không biết binh luôn. Cái này chị Kỷ Lê 220 lên hồi đẹp không ngủ gục luôn à. Cho hồi đẹp có mà đầy để mai em like luôn cho, chứ giờ mà like hồi đẹp làm tắt xỉu luôn á. Hồi đẹp nhiều lắm, hồi đẹp nhiều lắm chị đất ơi. Ôi chị Bích ơi. Xíu sẽ lên phụ nữ cho từ từ, lên phụ nữ cho. À, lên khác đi không chơi cát hả? Ok. Anh chị nào chốt giùm em, chốt giùm em nha. Còn được có mấy cây Tướng Quân à, có chốt Tướng Quân chốt giùm em. Em có còn được 2 cây Brock Tem. À 2 chốt cho đủ đơn ok chị. Em còn được 2 cây Brock Tem này nè, rồi em lên luôn, rồi em xuống em lên cho mấy chị cái vũ nữ với lại cái tờ le học be hết nha. Brock Tem mày đắt tiền lắm. Còn sót được 2 cây nè, cho em dọn chiều em dọn kho em thấy còn sót được 2 cây. Mà có khó chị nào kiếm được cái mặt bông này lắm nha. Nó tên là cái dòng mà hay em hay kêu cho mấy chị là Kahuyaka Yara đó. Em đọc không có được. Em đọc không có được. Đây đó cái tên của nó nha. Nó là dòng Brock Tem đắt nhất hiện tại đó, so với cái dòng Brock em biết cho đến thời điểm bây giờ. Nó giống như hay thay vì mấy chị sẽ kêu cách mật mụn thì cái này giống như là mấy chị sẽ kêu nó là Brock mật mụn, mang tiếp cái mật mụn cho dễ kêu, chứ thật sự ra nó có đốm điểm nhấn đẹp cho mấy chị. Tông của nó là tông vàng cam và nó thơm lắm nghe. Hãy nói một điều là mấy chị ơi, nó thơm ngọt hơn cả thằng Bensuda của mấy mình rất là nhiều. Mấy chị về mấy chị ngửi hoa và mấy chị thưởng thức giống như là cái lời cảm nhận giống như là em nói nha. Nó tới 280 một chậu lận, em có 2 chậu à. 280. Đây. Cây này là 280.000 nha. 280.000. Ở đây đang có chùm bông cho mấy chị Brock Tem. Ghi là Brock Tem nhưng còn tên tiếng Anh thì không có nhớ nổi, nó dài giống như là mấy chị đi sang cái cầu Minh Thận vậy đó. Không nhớ nổi đâu. Cây này 280.000. Cái chậu này là 280 nha, đang có chùm bông đây Brock Tem. Brock Tem, em đây chủ nữ cho. Brock Tem. Rồi. Cây này thì nó ít bông hơn, cây này ít bông hơn nhiều thân. Chốt Brock Tem tâm bùi nè. Cây này nhìn nó ít bông hơn nhưng mà nó nhiều thân. Nó bù qua sức lại cho mấy chị, cây này nó đang hiện tượng tại ba nụ. Cái cây này thì nhiều nụ nhưng mà ít thân, nhiều nụ nhưng mà ít thân nha. Còn cây này nhiều thân nè mấy chị thấy không? Cây nó hai hướng nè. Thôi cái cây này do nó ít nụ nhiều khách, do cái ít nụ em bán cho mấy chị 250 nha. 250 thôi nha, nó hai nụ cho nó đắng là chùm nụ đó mà nó bớt rồi đó mấy chị, có bớt rồi đó. Rồi kiện đâm luôn. Bù lại cho mấy chị là hai hướng lầm. Thấy gì cái tết ngày xưa cái giống này nó đắt dữ lắm, đắt kỳ toàn mua tiền triệu không đúng mấy chị, nhưng mà giờ nó nhân ra nhiều nên nó ấy đó. Chứ xưa mình tao mua kỳ không à, 250 chị lít thêm hoàng. Rồi em lên cái kem lửa, màu kem lửa hoa thơm hết rồi.
Hello chị Vana, trời ơi hôm nay mới thấy chị Vana xuất hiện. Em cho mấy chị coi nha, phụ nữ. Em có cái dáng không mấy chị, em quên mất tiêu. Em có cái dáng nha, sorry mấy chị, nó hơi lâu nha. Đây, phụ nữ mèo cam lửa, hoa thơm. Cho coi mấy chị à. Ôi chết bà rồi luôn, cái hình hoa kia. Hôm nay em có đồng tiền nữa kìa. Hello chị Vana, trời bây giờ hai cái bàn tay hai. Chúc chị Vana, Vana mới phát tài nghe. Đây em lên cái vụ nữ mèo cam lửa hoa thơm, giống như cái lời em nói. Cam lửa món quà không mãi mấy chị mà mấy chị vẫn rất là thích. Không biết lý do là sao, nói chung là mấy chị nghiện cái dòng vụ nữ này rồi. Mấy chị chơi là nghiện, tại vì biết sao không? Nó bền bông, mấy chị cánh nó cứng dày so với tất cả các dòng vụ nữ khác so với em bán. Cái dòng vụ nữ cánh cứng dày nha, bền, bền hoa. Với lại được cái là nó mùi thơm, hoa quanh năm nó phù thuộc khí hậu mộng viền của mấy chị. Mấy chị thấy nó thích nghi dễ lắm mấy chị. Nếu mà mấy chị một ở anh chị nào ở vùng lạnh nó cũng phát hoa bông. Anh chị nào ở vùng khí hậu trung bình nó cũng phát hoa bông cho mấy chị. Khí hậu nóng nó cũng phát hoa bông. Nên là cái này dù Bắc Trung Nam, mấy chị chơi bông này vẫn có hoa phát triển rất là tốt cho mấy chị. Nó dễ bắt nhịp với khí hậu mộng viền cho mấy chị luôn nha. Cánh cứng dày của hoa thơm. Đây. Lên cho cây bự bự cho bá ơi, bán giá rẻ cho nha. 220.000 đồng giá rồi vậy thôi. Đây cây hiện tại là đang có vò hoa cho mấy chị. Cái vò vũ nữ là nó sẽ vươn dài ra như thế này, nó vươn dài ra cho mấy chị. Khoảng cái độ bao bông của nó tùy theo chế độ chăm sóc của mấy chị kéo dài từ 1 gang đến 2 gang tay, 1 gang đến 2 gang tay cho mấy chị, giống như cái hình mẫu em có up lên Facebook và cái gửi cho mấy chị xem mặt hoa trên đó đó. Là nó kéo dài từ 1 đến 2 gang tay tùy theo cái chế độ chăm sóc của mấy chị. Với lại tùy theo cái cây đó già cây hay là nó là cây trung bình hoặc là cây mới cây tơ. Đây nó nặng lắm, nói chung là mỗi một chậu nó nặng lắm nha. 230 kỷ lê. Nhanh đi mấy chị, ô có mấy cây hả? Nè cho mấy chị coi nè, thơm lắm nghe. Đây là mặt qua vụ nữ cam lửa, đúng chắc cam lửa nè. Cái này bồ bông bói nè. Đây nó khoác đi một vòi nữa cho mấy chị nữa nè. Đang vòi nha, 220.000. 22 Diễm Phạm, một cây 220 nè. Mấy cây hả? Cây có vò hoa đẹp đâu rồi, em phải có cái vò mới bán mấy chị được. Tâm vò một cây 220.000, mấy chị chơi đi nghiện đó, mấy chị chơi vô nữ đi nghiện. Đảm bảo mấy chị nghiện hơn tới những cái dòng vô nữ khác, nó mềm lắm. Giá mềm lắm nha. Em đây cho chị Diệp Nhơn một cây vũ nữ đẹp, chị Diệp Nhơn nè. Cây này em thật sự với mấy chị, nếu mà thật lòng nói thật sự mấy chị, toàn là giá 250.000 một cây. Anh chị nào để ý là em nói bây giờ biết nha. Thì thường mấy chị em sẽ lựa ra cái ít thân. Lúc hổm lúc trước em đã bán mấy chị cái thân khoảng nửa này đã là 200.000 rồi. 200.000 cây này nó gấp đôi lần mà có thêm có 20.000 thôi. Nha, để mấy chị em bán nói chung là bán số lượng nhiều là ít xíu mà cho mấy chị mua nhiều ủng hộ em nha. Chỗ tại ta Diệp Nhơn đúng không? Cho chị Diệp Nhơn cái này nha. Cho chị Vana một cây mũ nữ nè. Ôi ôi chị Vana ơi. Trời chúc bà năm mới phát tài, cầm cái cây của bà đẹp hết sự khủng khiếp luôn. Vana một cây, nhớ là nhắn lại số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Cho Sang Nguyễn một cây vũ nữ cho mình nè. Ôi Sang Nguyễn ơi. Đây có nhú thêm một ngồng nữa nha. Em không có cướp thêm 10.000 20.000 nha, em bóc lộn xộn mấy chị nha. Nên là mấy chị nói Yến ơi được lùi chị hai ba vội nha, đừng tội nghiệp em mấy chị. Tội nghiệp em lắm nha. Nha. Không có nở liêu mà có một cây đó có nở hơi hé hé hả. Cái này cho chị Sang Nguyễn nha, cho chị Mỹ Duyên một cây gặp đơn Mỹ Duyên. Mỹ Duyên một cây gặp đơn 220.000, Mỹ Duyên một cây 220. Mỹ Duyên một cây 220, cho anh Chí Thanh một cây 220 lên số điện thoại địa chỉ giùm em nha. 87. Chí Thanh một cây 220.000, Chí Thanh cho em xin thông tin luôn, cảm ơn mình nhiều luôn. Cho chị Lâm Ngân một cây vũ nữ 220.000. Nè Lâm Ngân ơi, một lầm bự cho bá chịu không? Có vô hai chị nè. Mấy chị ơi cái này nó dễ lắm mấy chị, vô bông nó mọc theo nếp lá liên tục. Có nghe mấy chị làm bông quanh năm. Em nói rồi, mấy chị dù ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam mấy chị vẫn chơi được cái dòng vũ nữ này, tại vì khi mấy chị về trồng á, khoảng nửa tháng là bắt đầu cây của mấy chị nó thích nghi với cái thời tiết của mình rồi nha. Cái dòng này em bán cũng nhiều lắm mấy chị, mà khách thích mua rồi vẫn thích luôn á. Và Hải Phòng thì em gửi nhanh nha, chắc khoảng tầm cây này khoảng gửi nhanh, tại vì Hải Phòng là nói chung là từ Hà Nội trở ra em đều vận chuyển máy bay hết cho mấy chị. Hà Nội ra thì nó sẽ vận chuyển nhanh thì nó cộng thêm 10.000 nữa, còn lại là bình thường, giá cũng như bình thường em gửi hàng mấy chị.
5 ngân là đúng không? Cho Loan Nguyễn một cây vũ nữ cho mình 220. Loan Nguyễn một cây 220. Cho chị Dung Nguyễn một cây vũ nữ 220. Chị Dung Nguyễn nè, chị Dung ơi, nè đây có vòi nè, nó vẫn nhảy thêm vòi. Mấy chị về chăm từ từ, nó có vòi hoa chơi nha. Cam lửa, hoa thơm, bền, xoay hoa, hoa quanh năm. Nguyễn Thị Lệ, cho chị Nguyễn Thị Lệ một cây vũ nữ. Chị Lệ nha, chị Lệ một cây vũ nữ nè. Lệ, chị Nguyễn Thị Lệ một cây vũ nữ. Cho chị Mai Thảo một cây vũ nữ. Chị Mai Thảo nha, chị Mai Thảo một cây vũ nữ. Chị Mai Thảo nè, đây đang răng nụ cho chị Mai Thảo nghe. Ở đây đang vẫn làm nụ cho mấy chị nè. Mai Thảo, Mai Thảo một cây vũ nữ. Cho Duyên Trần Mỹ một cây vũ nữ. Cho Duyên Trần Mỹ, Duyên Trần Mỹ một cây vũ nữ cho mình, vòi cao luôn nha. Nó mấy chị không, cái vòi bông nó sẽ kéo dài giống như cái cây thế này, nó sẽ kéo dài xíu này, vòi bông nó sẽ phát trên đây, trên đây hoặc là trên đây cho mấy chị nha. Nó sẽ kéo dài một khúc xong rồi nó phát vòi bông mấy chị khoảng một hoặc hai găng tay nha. Duyên Trần Mỹ. Sơn Hùng, Sơn Hùng ơi, lên số điện thoại đi, khách mới đúng không? Lên số điện thoại giùm em đi, cho em xin số điện thoại đi. À có Sơn Hùng có số điện thoại, có số điện thoại em chốt đơn nghe, lên địa chỉ giùm em nha. Có bộ hoa hết, có hai em bán có 220 cây à, 220. Cho chị Ngọc Tuyết một cây 220, chị Ngọc Tuyết nè, Ngọc Tuyết một cây 220 ngàn, chị Ngọc Tuyết nha, 220. Cho Thiệp Nguyễn một cây, Thiệp Nguyễn một cây cho Thiệp Nguyễn luôn nè. Ô cái cây nó nhảy thêm vòi nữa nè. Thiệp Nguyễn một cây 220 nha. Thiệp Nguyễn, Vana có rồi. Trung Mỹ Văn một cây, Trung Mỹ Văn một cây, Trung Mỹ Văn một cây nè, Trung Mỹ Văn một cây 220. Cho Thịnh Đậm một cây. Ô Thịnh Đậm ơi, Thịnh Đậm 58-92, Thịnh Đậm 220 một cây thôi, chứ Thanh có không tin. Ngọc Tuyết có rồi, cho chị Đặng Hoa một cây à, vũ nữ cam lửa nha, 220 một cây. Em bán nhiều lắm nhưng mà khách vẫn có rồi, vẫn mua nữa là mấy chị biết rồi đó. 220 nha. Trần Tiêu Hòa một cây vũ nữ. Trần Thịnh Đậm, Thịnh Đậm rồi, Thịnh Đậm là cây, cây này có Thịnh Đậm nè, Đặng Hoa. Trần Tiêu Hà một cây nha, cân ký tính phí ship. Đúng rồi mấy chị, hàng của bên em là cân ký tính phí ship không à. Vòng nó sẽ mọc theo nách lá thế này nha mấy chị, giá thể trồng bằng thang, đá hoặc là sỏi, mấy chị trộn đều với nhau nha. Trần Tiêu Hà có rồi. Cho Hồng Anh Dũng hai cây. Hello lên Hồng Anh Dũng. Dạ anh Dũng nha, chúc anh Dũng năm mới sức khỏe và làm ăn phát tài nha. Đây cho anh Dũng hai cây. Đây cây bên đây nó có hồng nữa nè anh Dũng ơi. Anh Dũng nè, Hồng Anh Dũng hai cây bốc ráp. Cho chị Ni Ken một cây nè. Ni Ken một cây, chị Ni Ken nha. 220 thôi hà. Đây Hồng Anh Dũng hai cây. Đây cho chị Ni Ken một cây nha. Cảm ơn chị. Minh Tân Lê một cây gập đơn. Minh Tân Lê một cây gập đơn nè. Minh Tân Lê, Minh Tân Lê một cây gập đơn nha. Minh Tân Lê một cây gập đơn. Chị Mỹ không thích cây đó nữa, chị Mỹ cái này nha. 53. Cái gì đó, cái này là Duyên Trần Mỹ không thích cái đó nữa, chị Duyên Trần Mỹ cái này nha. Duyên Trần Mỹ em đổi nha. 89 đổi. À cây nào cũng có vòi hết. Khi mà em bán cho khách là em sẽ bán cho mấy chị là em nó có vòi. Trừ khi cây nào không có vòi thì em sẽ báo mấy chị là cây em bán không vòi, bán hàng lá nha. Anh Nga Mai sao bỏ qua tôi hả? Đây em lên cho chị Anh Nga Mai một cây vũ nữ. Anh Nga Mai nè. Nè giống như cái cây này vừa gãy nè, em kiểm tra rồi em gãy em sẽ để riêng. Đây cho anh Nga Mai một cây vũ nữ cho anh Nga Mai nha. Anh Nga Mai một cây vũ nữ cho mình 220 chị Anh Nga Mai. Cho chị Lân Quả Hồng một cây nè. 95. Ôi chị Lân Quả Hồng ơi. Lân Quả Hồng một cây cho chị Lân Quả Hồng 220 nha, Lân Quả Hồng. Dạ shop hiện tại em đang live chi nhánh Sài Gòn nha mấy chị ơi. Địa chỉ 226/3/21 đường Trọng Tấn Long Phú. Trang Lâm cho chị một cây vòi cao. Ok chị Trang Lâm, Trang Lâm ơi. Trang Lâm lấy cái này giùm em nha, cao ngút luôn nè chị Trang Lâm. Ok không? Cây này nó sẽ kéo nó làm bông ở từ đây trên vậy lên cho chị Trang Lâm nha. Trang Lâm nha mấy chị. Rồi mắc quá bà con hả? Trời ơi, mấy chị có thể đổi giá chờ vườn. Thật khổ tâm quá à. Không phải là cái ít có khi nào, không phải là riêng á nha. Em nói là ít có nhà vườn nào bán vũ nữ cam lửa này, gần như là em cũng lâu lâu cũng rảnh em đi coi một số nhà vườn khác bán lan mấy chị. Để mình học hỏi kinh nghiệm. Ít có nhà vườn nào bán cái vũ nữ cam lửa hàng đài lắm. Tại vì phải mấy chị phải quen biết nhà vườn, với lại phải mấy chị phải biết được nguồn gốc chính xác. Đó là chuẩn hàng gốc như thế nào mới bán được. Còn không không là nhiều khi anh chị tay ngang, mà nhiều khi nhập vô, nhiều khi họ sẽ pha hàng, nhiều khi pha hàng Hà Nội, hoặc là kể cả gốc Hồ Đẹp, hàng Hồ Đẹp cũng vậy. Nhiều khi mấy chị không biết, nhiều khi nói Đài Loan rồi, nhiều khi mấy chị nhập trúng hàng Hà Nội mấy chị cũng không biết. Mấy chị nhập về vô mà mấy chị cũng không biết cây đó là cây hàng Hà Nội nữa, là mấy chị biết rồi đó.
không phải vì một mình nhà vườn em bán cái giống này mà em đẩy giá vườn lên cao. Thật sự em cho mấy chị nào muốn địa chỉ em chỉ cho mấy chị địa chỉ. Hàng Đài Loan này tất cả các cây này em nhập ở Lâm Đồng hết, có sao nói vậy mấy chị. Và lâu lâu thì khoảng tầm nửa tháng hoặc là tháng thì nếu nhà vườn đó nó có cây có vòi thì họ báo em nhập cây có bao nhiêu cây là họ đang phần ở bóc cho em hết. Chỉ có đi lên trển mấy chị có thể đi tham quan cả chục vườn, nhiều khi có ít lắm mấy chị ơi. Nếu mà mấy chị lâu lâu mấy chị sẽ thấy em bán cho mấy chị những mặt bông phụ nữ là lạ. Nó khó có trên thị trường, kể cả thằng Thái Lan mấy chị nhập nhiều mấy chị cũng không thấy nữa. Là em nhập từ vườn Đài Loan hết, lâu lâu họ có thì họ hú mình tiếng rồi mình nếu mà giá ok mình nhập về em bán mấy chị. Khi mà em đẩy ra cho mấy chị giá phải chăng cho mấy chị, chứ không phải em hét giá lên cho mấy chị đến vài trăm vài triệu đâu mấy chị ơi. Vài trăm ngàn nó thực sự cầm cho mấy chị cây phụ nữ bán 220, thật sự mấy chị chi phí người ta trồng nó bao lâu. Trồng cây phụ nữ này khoảng, em mới thật sự mấy chị để lực làm bông khoảng hơn 2 năm đó mấy chị. Nó phụ nữ nó làm bông lâu hơn thằng Dero rất là nhiều. Trừ khi mấy chị trồng phụ nữ vàng, phụ nữ màu vàng á nha, hoặc là phụ nữ chung là đặc thù phụ nữ vàng thôi. Phụ nữ vàng mấy chị hay bán phụ, hay mấy chị hay thấy là người ta cắt cành để người ta cắm trong lãng hoa. Đó là cái dòng phụ nữ cho nhanh mà bông nhất trong tất cả các dòng phụ nữ. Còn nếu mà những cái dòng phụ nữ này để trồng được cái cây mà làm mà bông mất khoảng hơn 2 năm đó mấy chị. Nó lâu hơn Dendro nắng mình rất là nhiều. Lâu hơn rất là nhiều. Bà tính nói gì nữa ta? Mấy chị mắc rẻ hơn mấy chị có thể tham khảo giá thị trường mấy chị biết à? Tham khảo giá thị trường mấy chị biết. Em nói gì em quên mất tiêu rồi. Chặn ngang cái suy nghĩ của em rồi. Em giải thích cho mấy chị thật sự em cũng nói là ít có nhà vườn nào bán cái dòng phụ nữ này, nhưng mà không phải vì nhà vườn em độc quyền bán mà em bán đắt cho mấy chị đâu nha, không có nha mấy chị. Đây em có được 1, 2, 3, 4, 5, 6 chậu mà nó hơi bíp bíp xíu, nó to bự hơn một xíu xíu. Cây này nó là giá là 250 nha, 5 chậu rồi mấy chị. Đây nó cây nó như thế này, cây nó như thế này nè, mấy chị cho em thêm 30 ngàn nha. Tại vì nó khác thì nó bự hơn so với bình thường thì cho em thêm 30 ngàn nha. Chứ thôi mà cái này em bán đồng giá với mấy chị thì nó tận nghiệp dữ lắm nha mấy chị. Có phụ nữ khác nha, chị Trung Mỹ Văn ơi, 250 ngàn. Chị Trang Lâm hả? Chị Trang Lâm ơi, lên số điện thoại địa chỉ giùm em Trang Lâm. Ai biết đâu. Ai biết, giờ nhiều khi khách trùng tên Facebook quá trời quá đất chứ biết đâu. Chị Trang Lâm lên số điện thoại địa chỉ nghe, giờ nó chưa lên 2:30, đổi 2:30 tôi nghẹp em dữ lắm luôn. Chốt thêm đi. Chốt thêm đi. Bà Vana là tôi bắt vào chốt thêm chứ một đổi không cho đổi đâu. Tiết trần 2:30, chốt thêm mấy chị. Chú Hiêm đi bán mệnh chết luôn mấy chị. 220 chứ không có 220 chứ không 200 ngàn đâu cô Loan. Em không đổi đó, không cho đổi. Có 5 chậu mà, không cho đổi. Trời ơi cẩm chứ. Không cho đổi đâu, không cho đổi đâu. Trời hôm nay em cũng giới tính nhưng mà bữa em cũng cho mấy chị đó. Không cho đổi đâu mấy chị. Không cho đổi đâu. Nó sang Nguyễn gặp 2:30 nha. Gặp đi, ăn nỉ luôn á. Đang nỉ gộp đi. Em này 86. Chân này sao Nguyễn đang nỉ luôn á. Đẹp mà ha. Đẹp mà mấy chị. Nỉ luôn á trời. Trời đây em ít bán lan, bán ít có vụ mà đang nỉ khách lắm. Ồ hơi đừng có xả em tôi nghèo em. Biết sao không? Mọi bữa thì đính nhiều, mọi bữa thì nhân viên nghèo lắm. Thoải mái mấy chị. Còn giờ có một người chạy cây rồi. Đổi chút hồi nó khùng nó té nó xỉu mất công đi, mất công đi bệnh viện rồi mai không hay không ai làm đâu mấy chị ơi. Chốt gặp em nha, gặp em đi. Nè cho coi cái cây chậu 2:30 thì đẹp đẹp. 2:30 cũng được. Trời ơi chị Long ơi Long. Rồi vô cô Loan này nè, con cô Loan đẩy cô Loan nè, cô Loan đóng cửa mẹ con nghe con đuổi cô Loan nè. Cô Loan là cô nhìn hình avatar là thấy là cô Loan giống cỡ ngang ngửa tuổi mẹ con. Con đẩy cô Loan đó. Châu Dung cây 2:30 Âu Dung nha. Đây, bự bá bự luôn Dung, Âu Dung ơi. Âu Dung nha 2:30. Đây thêm một cây 2:30 mấy chị, chị nhưng mệt ghê luôn mấy chị. Ở đây chứ chậu em có bông không thích lắm. À, cây cam lửa, phụ nữ cam lửa hoa thơm á chị Tư cô ơi. Ngủ đi, sáng giờ thức dậy ha, 3 giờ thức dậy đó cũng yêu bác.
Mai em bán cho, mai em bán, mai em bán hồ đẹp cho, hồ đẹp bầu ha, đủ màu hết. Ngủ đi, ngủ đi, sáng thức 3 giờ thức dậy đó cũng kêu bán. Chốt 2 cây 250 luôn hả? Sang Nguyễn thêm 1 cây 250 nữa nè. Đây nè, cái mặt hoa của nó nè. Ủa cây này của ai mà ta? Cây này giới chốt của ai mà? Tên gì? Với chị Diễm Nguyễn là cây bồ hoa đó nha, chứ không phải là cây nở đâu nha. Diễm Nguyễn, nè em đổi cho anh Hồng Anh Dũng nè. Hồng Anh Dũng 94 đổi. Thì đổi anh một cây nha. Ruột dữ lắm mới trời ơi, thương dữ lắm mới đổi trời. Thương dữ lắm mới đổi. Để một cây thôi. Để một cây thôi, dành đôi cây thôi. Thương dữ lắm, khách thương, thương khách dữ lắm em mới đổi đó. Chúc bà Na với bà giận bà khóc ra làng lên, không đổi bà khóc ra làng lên. Hết rồi đó, hết 250 đó nghe. Hết 250 rồi. Em còn 220 thôi. Cái có một cái cây này có mật bông mà chị nào thích. Thích hai mật bông hô mà còn đó. Trẻ tuổi còn xinh đẹp mà nó nhường cho người cao cao tuổi xíu đi. À đây nè. Em lúc nãy có hoa đó là Diễm Phạm nè, chị nhớ cái cây này chị bán rồi. Diễm Phạm 220. Đây cái này cho Diễm Phạm nè. Diễm Phạm đổi cây này là chỉ thích cái cây có hoa. 22. 84 đổi. Thế còn được cây 250 nữa mấy chị ơi. Rồi em lên thằng nắng khác coi nè. Em lên cây có bông này cho mấy chị đi. Trời ơi cái cây này nha. Cái em sẽ cho mấy chị coi hai mặt bông và mấy chị sẽ nhận định nó khác nhau, hai cái mặt bông nó khác. Mấy chị bằng thơm với lại bằng mai. Nó sẽ khác nhau như thế nào cho mấy chị. Em có chầu 250 nè nha mấy chị ơi. Chầu 250. Bằng thơm với bằng mai nó sẽ khác nhau đi nè. Đổi cho chị anh Mai Nga. Anh Mai Nga ơi. Em đổi cho chị chầu này 250 cho chị anh Mai Nga nha. Đổi. Anh Mai Nga nha 250. Em còn phụ nữ nhưng mà còn phụ nữ khác, đó là giống phụ nữ hàng hậu. Mấy chị tại biết sao em bán phụ nữ cho mấy thời điểm này không? Tại vì phụ nữ hàng hậu á là nó tháng 4 nó cho bông. Tháng 4 nó cho bông mấy chị, tháng 4 kéo dài từ đầu tháng 4 cho đến qua tháng 5. Mùa bông của phụ nữ hàng hậu là cái mùa bông rộ nhất trong năm. Còn được chào 250 chị nào có chốt chốt nghe. Còn được cây nữa nè. Tôi biết sao không? Nhiều lắm em không có phân được cây chị Duyên Trần Trần Mỹ ơi. Thật sự chị nhiều khi cái cây nó còn nằm trong nguyên thùng, bóc ra cây gì là bán cái đó cho mấy chị thôi. Bóc ra cái cây gì là bán cái đó cho mấy chị thôi đó. Đó. Tại vì nó quá khác so với cái cây kia đi nên hỏi nhất cho mấy chị, chứ còn một cây này bán cho mấy chị 220 tội nghiệp dữ lắm, tội nghiệp dữ lắm luôn. Nó ơi, nó. À cái này chị đã có chốt này chốt nghe. Chốt này chốt nghe, 250. Quá đẹp luôn. 250 thiếu hình. Hơn tình yêu. Rồi lên cái này cho. Em lên mấy cây này đi chị Kiều Trang ơi. Rồi mở lên mật khẩu. Rồi cái dàn em đưa cho mấy chị cái dàn thơm mà em sẽ bán cho mấy chị rất là rẻ. Dàn mai khác, dàn thơm khác nha. Em sẽ lên trước dàn thơm cho mấy chị. Bông đậm hơn, lưỡi nâu, đẹp cho mấy chị, thơm ngọt lắm nha. Nó chỉ đứng xíu sau phần Basuda mình thôi mấy chị ơi. Cây nụ nhiều, bông đông bông chưa bông nha. Về chưa bông luôn nha. Vì chưa bông nha. Đây, đây là dàn thơm. Cái mùi nó, cái màu nó ngọt ngào, dễ chịu. Đây, đây là dàn mai nè mấy chị. Nè, mấy chị nhìn lưu ý giúp em cho mấy chị coi rõ luôn nha. Đây là dàn mai nha. Nói chung là giữa lưỡi dàn tiền hết. Nó có một cái nhị trắng điểm giữa. Còn cái này là dàn thơm. Mấy chị sẽ thấy dàn thơm nó khác dàn mai không? Nó, kể cả cái lưỡi cấu trúc bông, cái màu sắc của nó luôn nha mấy chị. Đây là dàn mai hoa thơm. Dàn thơm nha, sorry mấy chị, dàn thơm một lần nữa em nhắc mạnh lại. Đây là cây dàn thơm, em đưa cho mấy chị coi nha. Tết, sau Tết rồi, hết Tết thì vẫn, hết xuân thì vẫn còn còn không khí của nó nha. Mấy chị chơi bông vàng đi chân nhà. Rồi, đây cho mấy chị coi nè. Cây như thế này. Trời ơi, bán, giờ bán có 180 ngàn hà, nó lầm vào hoa đang, nó thật sự mấy chị, cái dòng này em thật sự mấy chị không phải là mình tăng bốc nó đâu mấy chị. Cứ cắt vào bông rồi nó nhảy ra nè, mấy chị thấy không? Cắt vào bông rồi nó nhảy ra cái bông khác, cắt vào bông rồi nhảy ra bông khác nè. Giống như cái cây đang cắt bông nó đảm bảo mấy chị thân bên đây nó sẽ nhiều bông nữa. Chứ không phải là nhiều khách nói ủa,
mua cây này cắt vào rồi sau về nở bông nữa, không có mấy chị. Cái dòng này là vào bông nó nhảy liên tục nha, nên là nhiều khi mấy chị cắt vào trên đây rồi nó sẽ nhảy tiếp vào bông theo nách lá, làm bông theo nách lá cho mấy chị nữa nghe. Cây này 180 ngàn. Vàng thơm, tình yêu nào chốt cây vàng thơm dù lớn thì chốt 180 mà em cây đẹp nha. Cái này như bao vòi mấy chị, em bán không có tính vội nhưng mà em bán lòng giá nên là chốt lòng giá giúp em nha. 180 ngàn. Vàng thơm cây lớn nha, chơi cây lớn đi mấy chị. Chiếu là cho chị Ni Kim ba cây Niken, ba cây vàng thơm. Niken khách mới của ta, khách mới cho em xin luôn địa chỉ luôn nha. Niken nè, đẹp không? Cho địa chỉ luôn nha chị Niken ơi. Niken lên địa chỉ giùm em, khách mới nếu mà chốt đơn hàng trên 1 triệu thì nhớ chuyển khoản cọc giúp em nha. Cho chị Na Nguyễn hai cây. Hello chị Na. Chị Na là nhớ chị Na là Bình Định đúng không chị Na? Chị Na ở Bình Định đúng không? Gửi bưu điện gì đúng không? Gần là chị nhận tại bưu điện đúng không? Em cho chị Na Nguyễn hai cây nè. Nếu đó không nhầm đúng không chị Na, phải không? Nè chị Na Nguyễn hai cây đẹp, chị Na Nguyễn nha. Na Nguyễn hai cây có 180 ngàn một cây nha. Cô bé này nói với Kim hả, cũng mệt lắm á. Em cũng mệt lắm mấy chị, ở ngoài em muốn nói chuyện được như thế này đâu, ngoài em như thế câm như hến rồi đó mấy chị ơi. 180. Chị Trang ơi, chị hỏi em là vòi ngắn về có thêm hay không? Dạ, tùy theo cái chế độ chăm sóc của mấy chị nha. Tại vì ví dụ như cái cây nó sẽ có vòi bông dài, tùy theo chế độ chăm sóc của mấy chị. Thật sự cái dòng này là cái dòng cây nó ưa nắng nhiều, nên là về mấy chị đủ hướng nắng, đủ gió, đủ phân thuốc thì cái chế độ làm bông của nó sẽ dài theo tự nhiên. Còn nếu mà mấy chị nhiều khi mình đóng thùng, nhiều khi nó sẽ có một vài trường hợp nó sốc nhiệt thì nó cây của nó sẽ chậm dừng cái độ phát triển của nó lại. Tại chỉ sao nó đang phát triển tốt thì nhiên mình di chuyển sang nơi có nhiệt độ khác thì cái cây của mấy chị giống như là mấy chị từ đây mà mấy chị đi ra Sapa vậy đó. Mấy chị cảm giác là mấy chị thay đổi thời tiết đột ngột, nhiều khi mấy chị sẽ thấy cảm giác mệt trong người. Cây nó cũng giống như vậy á mấy chị, nếu mà thuận lợi về khí hậu, thời tiết, môi trường thì cây của mấy chị rất là tốt. Nhiều khi về thay đổi thì nó sẽ có thời gian sốc nhiệt, thì khi nó làm bông nó không đẹp bằng so với lúc đầu. Thì nếu mà mấy chị cho đợt bông này xong đi, sau cắt bông đợt bông sau nó sẽ, khi mà nó thích nghi khí hậu của mình thì đợt bông sau cây nó sẽ dài bông hơn. Rồi chốt tới ai đây? Cảm ơn chị Niken. Hồng Anh Nguyễn hai cây. Hồng Anh Dũng, quên cái tên của ảnh luôn. Trời ơi mệt chết luôn, mấy chị nói nhiều mệt chết luôn á. Đây có lên hàng hậu nè giống không? Đây ví dụ như đây nó đang cắt bông rồi. Trời ơi em không giữ, cũng giữ lắm mấy chị ơi, không giữ lắm mấy chị, em không giữ đúng chuyện thôi nha. Đây cái này nó vẫn chạy dò cho mấy chị 180 nha, mấy chị chốt là 180 ngàn. Giờ mệt quá giờ hết chứ thiệu nói rồi. Hồng Anh Dũng, ôi anh Dũng ơi, anh Dũng đẹp rồi, nhớ ủng hộ em nữa nha. Nói chung là mấy dù khách mới hay cũ, mấy chị mua quen bên em, mấy chị cảm thấy như khi mấy chị nhận hàng cây đẹp, những chị nhớ ủng hộ em nữa nha. Đó Hồng Anh Dũng hai cây 180 ngàn cây. Cho chị Anh Nga Mai một cây vàng thơm gặp đơn. Thì chị Anh Nga Mai ơi, chấp nhận không? Đẹp không? Chấp nhận nhớ. Như hình như chị Anh Nga Mai khách mới đúng không? Mua đẹp ủng hộ em nữa nha chị Anh Nga Mai ơi. Tối thứ sáu comment mua kia cô không trả lời luôn rồi. Hồi ôi ra chú khách tôi bán hàng thì Sơn ơi, Sơn mày ám tôi hoài Sơn. Mai chị ghé lấy vụ nữ trước khi qua chị nhắn ok, cảm ơn chị Banana nhiều. Cho chị Lê Hiền một cây bằng thơm đẹp, chị Lê Hiền nè. Chị Hiền ơi đẹp không chị Hiền, xuất sắc không? Cái bản chất thằng này mấy chị nó làm bông xuyên suốt quanh năm. Nói chung là ví dụ hiện tại em đang bán ở trong Nam thì cái thời tiết trong em hiện tại đang mát mẻ. Nếu mà anh chị nào ở ngoài miền Bắc có mua những cây này thì lúc đầu về nó có thể là nó hơi sốc nhiệt một xí là do nó thay đổi môi trường thời tiết đột ngột. Thì mấy chị chăm khoảng tầm nửa tháng, một tháng là cây của mấy chị bắt đầu thích nghi và nó bắt đầu làm bông tốt, nhiều khi nó mấy chị chăm đẹp hơn cả trong Nam tụi em nữa nha. Đó. Nhưng mà cái này khí hậu Bắc Trung Nam gì mấy chị cũng trồng đều được hết cho mấy chị cái vàng thơm này nè. Cho chị Lê Hiền một cây. Ok cảm ơn chị Niken. Địa chỉ em mua ở đâu vậy? Hiện tại em đang live chi nhánh Sài Gòn nha mấy chị. Địa chỉ cửa hàng chính ở 215 Lê Trọng Tấn. Còn hiện tại em đang live ở trong cái kho mà ít người qua lại, đó là 226/3/21 Lê Trọng Tấn nha. Nó cũng sát bên thôi, sát bên cái cửa hàng chính thôi. Cho chị Tu Cô cây vàng thơm nè. Tu Cô, Tu Cô, Tu Cô một cây vàng thơm. Đẹp không Tu Cô?
180 ngàn. Em bán giá rẻ cho mấy chị luôn á. Bán cho em bán lại cho mấy chị quay lại em mua nữa mà. Cho chị chậu vàng thơm là Hằng My ơi, em cho chị Hằng My cái vàng thơm đẹp, chị Hằng My lầm nha. Tất nhiên là sẽ cho mấy chị cái cây khỏe nhất có thể, nói chung là đẹp. Tại vì khi cái em bán cái này là em đã lựa cho mấy chị rồi đó, đã lựa qua nói chung là dòng sơ tuyển rồi đó mấy chị. Giống như là chung là mấy chị cho đó banh gì đó mấy chị. Đã lựa rồi đó, đã lựa rồi giờ vô lại cho mấy chị nữa lần nữa đó mấy chị, lựa lại lần nữa mấy chị nữa đó chứ không ít hơn đâu. Chứ bản thân em cũng như mấy chị, khi mà mấy chị bản thân em cũng không bán cho mấy chị cây lan xấu. Còn mấy chị mua lan, mấy chị cũng muốn là mình nhận được cái cây lan đẹp. Nó là ai cũng có nhu cầu gì hết mà, nên là khi cầm cái cây lan nó như thế nào thì em mới dám bán mấy chị. Đồ Tết hả? Trời, cái này em mặc trước Tết đó chị Lan Chiêu ơi. Cái này cái bộ đồ này em mặc bữa em đi Lâm Đồng em mua, em đặt hồ điệp cho mấy chị về bán Tết đó. Cho chị Dung Phạm một cây hồ điệp, cây đẹp chị Dung Phạm nha. Dung Phạm một cây nè. Ông điếu em hết luôn chị Thư ơi. Hết luôn rồi. Không có khách xả luôn á. Còn cây này nữa nè khách ơi. Chị chốt hộ em luôn nha, em còn được cây thôi, còn được cây nè. Cây này đẹp nhất, em cảm giác giác đẹp. Ôi ui. Cây này bán 200 cũng được, 220, 300 cũng được mấy chị. Nhìn cầm cây lên mấy chị có thể định giá được cái cây của nó thôi. Em vẫn bán mấy chị là 180 ngàn nha. 180 ngàn, uống miếng nước á. À, cảm ơn chị Hằng My. Nhớ chị Hằng My cho em xin cái địa chỉ rồi em mai em đi hàng sớm mấy chị nha. Mấy chị khách cũ nhớ mai cố gắng chấm cho em một cái cho chị Sơn Linh Huỳnh nè. Chấm cho em một chấm trong tin nhắn Messenger nha mấy chị. À, để em chốt đơn cho mấy chị nó nhanh nghe. Cảm ơn mấy chị nhiều. Ủa ngày sau qua mình bán nhiêu cây ta? Cho chị Cúc Nguyễn. Chị Cúc Nguyễn ơi, em để chị Cúc Nguyễn cái cây vàng thơm bự 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 rồi thì cao bự nghe chị Cúc Nguyễn. Cái cây này á là tuy nó không có nhiều vòi bằng cây kia, nhưng mà cái cây là thân cao lớn hơn những cây thân khác. Còn lại là đây nó đang làm vòi bông, ở đây nó đang làm vòi bông cho mình nụ lớn nha chị Cúc Nguyễn. Em để chị Cúc Nguyễn cái này nha. Nhiêu? 200 ngàn đúng không? Em còn sót được 3 chậu củ nữ ngàn sâu hoa thơm. Em vẫn nói chung là em qua em cũng vẫn nhắc lại câu nói cũ này là do mấy chị biết sao không? Khách chốt, gọi điện thoại không nghe máy. Em hết Tamori chị Huệ không giống. Chị Huệ hỏi chú Dường giúp em, chị Huệ hỏi chú Dường á, em bán hết rồi. Chị Huệ hỏi anh Thiều bé Hương ở dưới Dường á, chị Hương ở dưới Dường, anh Thiều chị Hương. Tại em nhỏ tuổi hơn chú bé Hương kỳ quá. Anh Thiều chị Hương dưới Dường. Có vàng không trai hết chị ra tiền ơi. Có vàng thơm ơi. Em là không. À, em hỏi bản lan là sao không biết. À cái lan này là cái gì ta? À Sơn Thủy Tiên á. À, Sơn Thủy Tiên á, Sơn Thủy Tiên. Cúc Nguyễn chị lấy cây lùng thôi hả? Vậy thôi em để cái cây đó cho chị nhà Mai Thuận nha, em chuyển qua nhà Mai Thuận nha chị Cúc Nguyễn, có gì chị lời lại cây khác không em nha. Chuyển qua chị nhà Mai Thuận ơi. Cái này em bán cho mấy khách chỉ có 200 ngàn thôi. À, em bán là giống như lời hôm qua em nói mấy chị, em chỉ bán số lượng nhiều, lợi nhuận ít nhưng mà em được bù cái em bán số lượng nhiều cho mấy chị nha. Thật sự giá của nữa hà hằng này ngàn sau thì giờ hiện tại 2.5 ra chậu cái là bán 3.5 liền. Em có 3 chậu thôi, cái này là bán hết rồi do gọi khách không nghe máy thôi đó mấy chị. Thơm nghe, thơm ngọt, tại vì sao mà người ta đặt cho nó là vũ nữ ngàn sau. Mấy chị biết sao không, bông nó quá trời nhiều, không thể nào đếm được trên cái bông. Có khách hỏi em có em cũng sẵn em nói luôn nè. Hồi trưa em có đọc được một cái khách phản hồi, Yến chị nói là ủa Yến sao em lên em like em nói bán cây vũ nữ là và 7-9 vò bông mà sao gửi chị có 5-6 vò bông thôi. Hôm qua em có anh chị nào hôm bữa trước em có like em có nói là cái cây em bán cho khách đó, em đếm thực tế từng cây luôn, có cây 5-6 vò, có cây 7-8-9 vò luôn. Em cũng nói khách là khách ơi em bán đồng giá, là em chỉ bán đồng giá cho mấy chị là chỉ có 200 ngàn thôi. Em không có đếm vòi, tại vì nếu mà một khi giờ đếm vòi ra thì nó sẽ nhích lên 10 ngàn, 20 ngàn, nó lâu lắm mấy chị. Như tại vì khách mấy chị biết rồi. Em không có bán chậm được, cái gu của em lại bán nhanh. Em không có bán chậm được, bán chậm em đếm vòi cho mấy chị đợi chứ tới ngày mai mấy chị đi ngủ luôn á. Nên nó là em bán đồng giá. Có hôm qua em có chính xác, em nhắc lại luôn. Chính xác là em đếm có những cây là 5-6-7 vòi, có những cây 7-8-9 vòi luôn, giống như cái cây này nè. Em còn được có ba cây hơn nè, giống như cây này nha, 1 2 3 4 5 6 7 8 vòi. Đó. 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8 vòi. Có những cây 5, 6, 7, 8, 9 vòi em cũng nói khách thực tế luôn. Em nói là em bán đồng giá nên em không có điếm vòi. Nếu mà lỡ bóc trúng mấy chị nào ít vòi thì mấy chị cũng thông cảm giúp em nha. Chứ giờ em không có lựa. Nhưng mà cái cây bắt buộc mấy chị là phải từ, em muốn đảm bảo mấy chị nó 6, 7, 8, 9 vòi trở lên. Nhưng mà nói chị đừng có buồn em nha mấy chị. Tại vì em bán là bán đi lấy số lượng là ít xíu, nhưng mà mấy chị mua nhiều. Đó vậy thôi à. Em cũng có thể đẩy giá lên cao xíu mấy chị cũng được, nhưng mà không bán được vậy. Tại cái tính em bán nhanh nè. À, mệt quá. Ai chốt vậy ta? À, cho chị Vanna một cây ngàn sao nè. Vanna thơm nha mấy chị thơm. Em có 3 cây thôi, xin phép mấy chị là nào có về nữa em, mấy chị đợi em đi. Để nào đợi em đi đẹp cái em lên bán mấy chị, mà em bán rẻ. Em hứa với lương tâm của mình nha. Thì khi bán cho mấy chị em muốn mấy chị, em thật sự nhiều khi em muốn bán thật là rẻ cho mấy chị kìa, cho mấy chị mua. Chứ mấy em biết của mình nói chung là tùy khách có kinh tế nhiều kinh tế ít mấy chị. Em muốn mấy chị có hết á, nhưng mà giờ không có hàng hết rồi. Cho chị Trung Mỹ Văn cây nha. Chị thích mua bên Yến thì cảm ơn Hồng Hải. Hồng Hải ơi, để bữa nào về cái Damory đẹp em chừa cho chị Huệ nha. Tại em không có chép, hình như em nhớ bữa đó em thấy chị Huệ nhắn tin bên Facebook Trần Thị Phượng á, nhưng mà em không có chép tin nhắn trong tin nhắn Trần Thị Phượng. Em muốn thật sự em xin lỗi chị luôn á, em không có thời gian luôn á. Đấy nào mà có cái thằng Damory đẹp em chừa cho chị một cây cho chị Huệ nha. Thế ai ta, cho chị Liên Nguyễn một cây rồi em hết cho mấy chị. Cho chị Liên Nguyễn một cây nha. Liên Nguyễn một cây nha. Mấy chị đợi em đi mấy chị. Đợi em đi, khi nào mà có em bán cho mấy chị nha. Hết rồi. Này là do gọi khách không nghe máy mấy chị. Mấy chị nào không có mua được mấy chị đợi em đi. Đợi em khoảng nửa tháng á. Không tới nửa tháng chắc cỡ nửa tháng. Thì cho phải coi cái bông nó đẹp, nó lên to mấy chị. Tại em bây giờ em rút kinh nghiệm rồi. Cái sợi dây kinh nghiệm rút hoài rút không hết mấy chị. Là lúc trước bán cho mấy chị cái tược thôi, nó không có bông nụ. Mấy chị về không biết cách chăm á. À, ok, nhà bà Thượng xả cây vào bằng mai chị nhà bà Thượng. Là mấy chị không biết dưỡng để cho nó lên bông. Rồi mấy chị nói Yến ơi sao chị chăm cái phụ nữ xong mà nó lâu lên bông quá vậy. Nên bây giờ em rút kinh nghiệm em để cho nhà vườn nó làm bông luôn. Cho nó nụ, nó lên nụ luôn cho mấy chị rồi em mới rút ra em bán mấy chị. Nói chung là cái sợi dây kinh nghiệm rút hoài rút hết, phải có kinh nghiệm, phải có bán cho mấy chị có này có kia rồi mới có kinh nghiệm bán cho mấy chị đợt sau cho nó hoàn hảo hơn. Để em bán gì ta? Em lên bán gì cho mấy chị đó? Hàng đi. À, bây giờ lên gì ta? Nhiều quá mấy chị, nào cũng nhiều hết. Ok chị Huệ. Chị Huệ thích ra có bông luôn không? Ok em lên hoàng hậu hả? Ok để lên hoàng hậu cho. Lên hoàng hậu. Trời, mệt lắm. Nay xem nói nhiều cho mấy chị. Chứ mệt, mấy chị nói nhiều mệt lắm. Mấy chị mỗi lần nói lần nói chị nói lúc trước đâu có găng cổ đâu, giờ nói găng cổ giống như đàn ông luôn. Lên hoàng hậu mấy chị. Lên hoàng hậu nha. Hoàng hậu giá nhiêu trời? Bán cây áo đỏ đi hả? Ôi chị Liên thích là mai em tặng luôn, để em giặt sạch, em giặt ủi thơm tho, em tặng cho chị Liên luôn. Tặng chị Liên luôn. Nghe, em hứa em tặng chị Liên cái áo này luôn. Ê chị Liên ơi, chị mặc vừa á, tại vì nó rộng lắm, có sợi dây nó cột kịch lại. Không có bóp eo, eo có bóp eo. Em tặng chị Liên luôn, hứa tặng chị Liên, thích tặng. Hứa tặng chị Liên nha, nhưng mà đợi em, mai em đi giặt ủi thơm rồi các em ship gọn lại cho chị. Tặng chị Liên nha, hứa là tặng. Em lên cái hàng hậu mấy chị, hàng hậu lên hàng hậu đi, em lên hàng hậu đi cho khách chị Trang chứ đợi nãy giờ. Trời, có cây túi cầu đỏ mấy chị chống chốt mấy chị. Đẹp quá nè. Em để đây em thử nào đã đợi em bán mấy chị. Đây túi cầu đỏ thơm, có hai cây túi cầu đỏ này 200.000 cho nó nhiều thân, nó đắt hơn tại nhập vô giá nó cao hơn so với cây túi cầu kia tới 20.000 nên nó phải cước hơn 20.000. Đây, hàng hậu nhiêu ta? Cái mật khẩu không có nhớ cái mật khẩu. Để em lấy có hàng ở cái này cái nha. Không. Để em hỏi bà chủ cái giá hàng hậu mấy chị. Tại hàng hậu này á nó rơi vào cái đợt tháng 4 làm bông Tết nên là bây giờ mấy chị mua hàng hậu là vừa rồi đó.
Rồi mấy chị nào mua hàng hậu xong mà cái mai cái là cái khi mà em chốt đơn cái nói là Yến ơi gửi cho chị thêm cái bản kích hoa hàng hậu là em gửi luôn cho. À, em có cái bản kích hoa hàng hậu. Em hỏi bao nhiêu? Hàng hậu bán nhiêu chị? Hàng hậu bán nhiêu vậy? Chị Khương Linh ơi, cái bản sơn thủy tiên này nó là tết 650 lần đó nha, em còn được cái hai bản nha. Hai bản. Chị có lấy thì lấy, nó to thế này nè. Nó 650, 650 nha. 650 bản, có lấy thì lấy. À, em hết rồi chị Cúc ơi, hết thật sự em hết chân mai rồi có em lựa cho mấy chị nữa. Thật sự hết. Mấy chị thương em, mấy chị bấm nút theo dõi like đi. Tại em không có like thường xuyên mấy chị, rảnh thì ngày cách ngày em like cho mấy chị. Thì em đóng hàng không có giống như ở dưới vườn mấy anh chị like xuyên suốt được. Tại em không có đủ sức khỏe để like xuyên suốt chứ không vậy. Em like cách ngày like, nên là mấy chị cũng có rảnh thời gian. Em còn được cái cây vàng mai này nữa nè. Cái vàng thơm chú quên, cái cây này nó không có lầm bằng cây kia. Anh chị nào có lấy thôi để cho 160 á, 160 nha, nó không có lầm bằng cây kia. Nhưng mà nó cũng có 2.000 bông cho mấy chị đẹp mà. Em bán mấy chị 160 luôn nha. Em lên có hàng hậu mấy chị cái đó. Lấy hoàng hậu cái nha. Giờ mà lấy hạt bông hoàng hậu cho mấy chị tất mấy chị đi ngủ luôn nè. Em bán cho mấy chị một cái giá rẻ 160 chị Hiền Nguyễn. Chị Hiền nhớ cho lấy lan nha, chị em sọng đóng lan đó chị Hiền. Hiền ơi. Hiền. Em còn được cây vàng mai là chị Hiền. Vàng mai này 180 chị Hiền lấy luôn chị Hiền, ghép hai cây vô chậu chị Hiền. Nó mình dụ dỗ quả nữa. Hiền ghé, Hiền cây xanh là Hiền ghé. Nhớ cái sớm nghe. Nhớ cái sớm nghe, em để riêng cho chị rồi đó. Trời ơi, kích ra cái chậu 5 cây của người ta, cái size 5 cây của người ta bỏ phải vô cái size 8 cây mới chịu á. Đây em lên có hoàng hậu nè. Lên hoàng hậu. Hoàng hậu hoa thơm. À, em hồi không có anh chị nào muốn chưa biết bông hay sao? Đẹp lắm, vàng thơm đẹp lắm. À, và chị Trăng ơi, chị Trăng hầu đẹp chắc cắt mai mốt em mới like được gốc. Hiện tại gốc vòi nha, gốc 3.5 chuẩn Hà Nội Loan là 3 gốc là 250 chị Đà. Chị Trăng nếu mà chị có lấy thì chị chúc dư đi, ngày mai em chụp hình cho chị Trăng coi nha. Chứ giờ em không, thật sự em không có thời gian lên gốc hầu đẹp, tại vì nó nhiều quá. Gốc đẹp em phải lên đầu like em mới lên được gốc hầu đẹp, tại vì em đẩy đi hết, chứ còn giữa like thì không có đi hết. Khả năng của em không có đi hết gốc hồ đẹp, nên là nhiều khi nó còn tồn lại thì nó sẽ giống như hàng nguội vậy đó mấy chị. Nên là em sẽ để đầu like mới đợi. Cái vũ nữ hàng hậu này hoa rơi vào tháng 4 và tháng 5 nha. Em sẽ bán cho mấy chị cái giá này cho mấy chị bao, em bao nhất tất cả giá trên thị trường cho mấy chị. Và cái giá này hứa với lòng luôn á, là cái giá nhà vườn mà thật sự không có một nhà vườn nào bán cái cây vàng hàng hậu bán giá thấp bằng em, với điều kiện bán là cây đẹp cho mấy chị nha. Em bán hàng lá mấy chị mà, em bán về cho mấy chị làm bông mà. Em bán về cho mấy chị làm bông. Cây như thế này nha. Em bán sao cho mấy chị là 140 một cây thôi. Thay vì em bán cho mấy chị 150, 180, 200 ngàn, em sẽ bán cho mấy chị giá là 140 ngàn một cây đối với chân giá chân thành nhà vườn. Và giá là giá không sang tay ở bất kỳ một nhà vườn nào hết. Nhập từ cái cây bớt có chút xíu như thế này từ bên Thái Lan về và trồng dưỡng khoảng 1 năm mấy đến 2 năm. Năm cái cây này cũng khoảng 2 năm rồi đó mấy chị. Được cũ như thế này nè. Em bán cho 140 nha. Rồi cái giá này là cái giá chân thành. Em cho có thể cho mấy chị coi tất cả nhà vườn. Mấy chị mua cây chút xíu à, 150, 180, 200 mấy rồi là mấy chị biết rồi. Giá chân thành 140 ngàn. Cho mấy chị yêu. Chung là em chỉ bán cho mấy chị số lượng nhiều, là ít xíu bán số lượng nhiều thôi. 140 ngàn. Và giới thiệu thêm đặc tính của cái vũ nữ hàng hậu nha. Cái vũ nữ hàng hậu xanh này á, là cái dòng hoa thơm. Vò bông nó dài, đa phần là trên 1 mét hết luôn cho khách luôn. Dài trên 1 mét hết nha. Nhưng mà cố gắng là gộp thêm cái gì đó cho đủ đơn 200 ngàn mới đi được cho mấy chị nha. Rồi mấy chị comment đi xíu một chút. Giới thiệu thêm luôn. Cho mấy chị coi thêm nữa. Cái cánh bông của nó dài, nó không to, nó nhưng mà nó là dạng bông khít với nhau, nó làm bông nó khít tên cái cành của nó, và nó phát mùi thơm rất là ngọt. Độ bền bông của vũ nữ hoàng hậu, nếu mà anh chị nào đã từng nhìn thấy hoa vũ nữ hoàng hậu hoặc là nhà mình đã từng cây chăm cây hoàng hậu có bông, thì mấy chị thấy độ bền bông của nó kéo dài từ 2 tháng rưỡi cho đến 3 tháng. Thơm là một điều em phải nói với mấy chị, là nó ngọt, không gắt, mùi thơm ngọt không gắt và rất là bền. Em trước giờ em chỉ ngưỡng mộ một cái điều là
trong tất cả phụ nữ em chỉ ngưỡng mộ phụ nữ hoàng hậu thôi. Thật sự có một số anh chị nói là sao cái giống này nó khó làm bông, nhà mình, nhà anh, nhà chị chăm cái bộ phụ nữ mà sao nó to quá mà nó không có bông. Còn sao thấy người ta chăm hoàng hậu sao có bông, nhìn mình mê. Có một điều khi mấy chị chăm phụ nữ hoàng hậu có một cái sai lầm mà nhiều anh chị mắc phải, đó là khi là bông của phụ nữ, thường khách nói là tưới nước rồi xịt kích hoa thì nó sẽ ra vào bông thôi, nhưng mà có một điều sai lầm khi mấy chị trồng lan phụ nữ hoàng hậu là trước khi kích hoa lan phụ nữ hoàng hậu mấy chị phải ngưng nước nó giùm em nha. Ngưng không tưới nước nó trung bình khoảng tầm nửa tháng, là tức là khoảng 15 ngày là mấy chị ngưng nước nó hoàn toàn luôn, là không có tưới một miếng nước nào luôn. Xong rồi mấy chị bắt đầu mới xịt sơ nước, sơ xịt xương rồi xong mới xịt kích hoa. Chỉ xịt 3 lần một ngày, xịt một ngày ngưng. Rồi trộn có bạn kích hoa quên mất tiêu rồi. Rất lép 630-30 với cái gì đó. Em có trong cái điện thoại em mà giờ nhớ hết nhớ rồi. Là chỉ xịt 3 lần thôi rồi mấy chị ngưng luôn thôi, là nó tự động nó nhú vào bông. Thời điểm vàng để phụ nữ hoàng hậu ra bông là thời điểm vào tháng 4 và tháng 5 của mình, trễ lắm là cuối tháng 5. Và thường trung bình em thấy phụ nữ hoàng hậu mỗi năm thì nhìn thấy là phụ nữ hoàng hậu nó ra vào cuối tháng 4 nha. Mấy chị đừng nghĩ tưới nước liên hiên là phụ nữ hoàng hậu cho bông không, không phải ngưng nước nữa nha. Dù mấy chị kích cỡ nào kích phải ngưng nước nó mới ra bông nha. Nhớ mấy chị đừng có nhắc mắc sai lầm đó, rồi nó sẽ ra cái củ bự cho mấy chị thôi, chứ nó không chịu thèm, không thèm ra bông nha. Cái lan phụ nữ hoàng hậu á là nó sẽ ra theo nách lá như này. Nhiều khi mấy chị sẽ thấy là tưởng cái này là cái vò hoa, nhưng mà nó là cái mầm lá, nó sẽ ra cái chồi nó tựa giống như thế này, nó mọc theo nách lá cho mấy chị nha. Đây, cây như thế này em chỉ bán cho mấy chị là giá chỉ có 140.000 và giá thật tâm nhà vườn bán, và không, cái giá này không nhập sang tay từ bất kỳ một cái nhà vườn nào hết. Chung là bán cho mấy chị chỉ lấy là nói chung là lấy thương hiệu luôn á, lấy thương hiệu luôn thôi nha. Bán 140 nha, chị nào chốt 140 nha, có ít thôi tại vì nó nhà vườn em cũng để làm bông á. 140 nha mấy chị, bắt đầu chốt nè. 140 một cây. Khách chốt hàng để tự nhiên cũng ra bông nữa chị Trung Nguyễn ơi, để tự nhiên thì nó chậm hơn một xíu. Mấy chị để tự nhiên cũng ra bông, tới mùa nó cũng ra bông cho mình, nhưng mà bông nó cũng nói chung là nó sẽ không có đạt mấy, xong nó đạt mấy, hoặc là nếu mà cây tơ quá thì sợ nhiều khi mấy chị tưới nước nhiều nó không làm bông kẹp cho mấy chị, nó chậm á. Em chốt ai ta? Tường Vi Vũ một cây hoàng hậu em bán có 140.000 nha. Nhớ mấy chị chốt gộp đâu hay mấy kia, em bán rẻ lắm mấy chị, em cho bao giá tất cả thị trường từ bắc đến nam luôn. Anh chị nào nhìn thấy cây hoàng hậu như thế này, cây như thế này nha, em phải đo cái chiều cao nha. Đó, em không tính từ cái chậu, em tính từ cái gốc lên cho mấy chị này khoảng hơn 2 găng tay hết rồi. Em bán có 140.000 cho mấy chị, bán là giá thật tâm, là bán giá nhà vườn, giá rẻ nhất có thể cho mấy chị. Mà cây là cây chất lượng nha, nói trước là cây là cây chất lượng. Cây chất lượng nha. 140. Rồi. Tường Vi Vũ cho chị Trân Trân một cây, chị Trân Trân nè. Đây kéo cục sạc iPhone hết pin. Hết pin. Cho anh coi bông được không hả? Ok anh. Đợi một xíu nha. Để một xíu. Mở giùm điện thoại lấy giùm một bông chốt khách trước rồi đó. Để một xíu nha. Hết bên này, điện thoại hết bên này. Nói nhiều quá nè mấy chị. Em nói nhiều quá nè. Rồi vô bên này. 140 cây thôi. Cái đem chốt cho chị Trân Trân nha. Cho chị Kiều Trang cây đẹp nha. Chụp Kiều Trang. Trang lấy thêm cây Kiều Trang. Ôi thêm đơn mới ghi hàng được đó nha. Kiều Trang một cây, chị Kiều Trang này bán 140 nè. Chị, anh chị nào từng mua với nữ mấy chị thấy chỉ nói một câu là sao rẻ vậy. Nhiều khách nói là em bán sao rẻ vậy, có bán nhầm giá không? Mấy chị treo lên cũng được, mấy chị nếu mà mấy chị trồng chậu sứ cũng được nha. Trồng chậu sứ thì mấy chị kê gạch lên giùm em khoảng cách mặt đất khoảng nhiêu đây cũng được, kê gạch lên nha, tại vì cái dòng này nó sẽ bung rễ rất là nhiều, đừng có để rễ chạm dưới đất. Mấy chị treo lên hoặc là mấy chị để trên giàn cũng được, hoặc là mấy chị kê gạch, mấy chị ra chậu sứ, mấy chị để trước nhà cũng được, nó vừa làm kiểng và vừa làm bông hoa thơm, mấy chị chơi luôn. Cho chị Vana một cây hoàng hậu, chị Vana. Vana một cây hoàng hậu, chị Vana này nha. Vana một cây có 140.000 hà. Em bán 140.000 một cây phụ nữ hoàng hậu thế này à. 140 cũng to hết rồi đó mấy chị. 140 nó đang nhảy nhiều lắm. Cho chị Yến Trần một cây, chị Yến Trần nha. 18. Yến Trần, bò xuất sắc không? Yến Trần một cây. Một cây này là cây hàng lá. Em bán cây hàng lá nha mấy chị, 140.000 thôi. Cho chị Dung Nguyễn một cây phụ nữ, chị Dung Nguyễn cũng to, chị Dung Nguyễn nha. Dung Nguyễn 140 thôi. Này rễ nó mọc dựng đứng lên, nó đúng rồi đó, mà rễ nó mọc dựng đứng lên luôn á. Cho Sơn Hùng một cây vũ nữ bán có 140 thôi nha. Rồi mấy chị nói đi nhà vườn khác mấy chị so sánh, em dám mà miệng mấy chị đi nhà vườn khác so sánh thôi, kỳ lắm mấy chị. Tại mỗi một nhà vườn, nói chung là
nhà vườn nào cũng cũng kiếm ăn manh áo hết mà, nên là mấy chị muốn ủng hộ được chỗ nào ủng hộ nha. Cho Giang Nguyễn một cây vũ nữ, chị Giang Nguyễn nè, 140.000. Giang Nguyễn một cây 140. Cho Lam Lan Mon một cây vũ nữ, cho em số điện thoại luôn giùm em nha chị Lan Mon ơi, có 140 hà. Lan Mon lên số điện thoại giùm em anh Nga Mai, mấy chị cố gắng cho em số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Đây 140. Anh Nga Mai, Nguyễn Thị Thanh Thủy một cây. Nguyễn Thị Thanh Thủy một cây 140.000. Cho hàng anh Dũng, anh Hàng Dũng anh sợ mình không thấy tên của anh hay sao? Ảnh comment mấy lần. Cảm ơn Hoàng Dũng nhiều, cảm ơn mấy chị rất là nhiều. Giờ này trễ rồi mấy chị cô Lan, em cũng đuối người lắm luôn nè. Đây, cố gắng là bán hàng cho mấy chị. Lan Mon gọi cho em thông tin nha chị Lan Mon ơi. Cho chị Thịnh Thư một cây vũ nữ cho mình, 140 nè Thịnh Thư. Học anh Hồng anh Dũng, Thịnh Thư một cây. Và em có gửi ra miền Bắc, Bắc Trung Nam em có gửi được hết cho mấy chị nha. Giá em bán cho vũ nữ hàng hậu như thế này cho mấy chị là 140. Nhớ giùm em vũ nữ sau này nha mấy chị, cái rễ nó một đứng như thế này. Nó trẻ xuống dưới rồi mọc đứng lên nữa cho mấy chị. Hai vũ nữ hàng hậu đây ạ. Đây nè. Đây đây là cái chậu vũ nữ. Mấy chị có thể ra chậu trồng chậu sứ cũng được, trồng chậu nhựa cũng được, trồng trong chậu cổ cũng được, cổ cơm xe, chậu chậu đất nung cũng được, tùy thích mấy chị yêu cầu có lỗ thoáng là được. Giá thể dễ lắm. Than cũng được, quả thông cũng được, sơ dừa cũng được. Dễ nha, nó không có khó mấy chị. Nó làm bông dữ lắm nè. Đây là lan vũ nữ hàng hậu nha. Hoa của nó thuộc cái chỗ anh chị nó thật sự mấy chị nào không biết chăm, tại cái đặc tính của nó trước giờ vậy rồi. Anh chị dù cho nó một bông, một bò bông, hai bò bông gì chăng nữa thì nó vẫn kéo dài, cái nó độ dài bông nó vẫn y chang nhau mấy chị, cỡ một mét hơn. Và thường trên một vòi nó có cỡ 100 bông mấy chị, thì bông nó khiếp khiếp khích với nhau vào hoa thơm. Mấy chị nhìn xa xa thấy gì bông xanh nhưng mà thật sự trong sát trong cái lưỡi của nó có nhị vàng nha, nó nhị vàng trong đó. 140.000. Tới ai nữa ta? Ngọc Long Huỳnh. Anh Ngọc Long Huỳnh cái cây vũ nữ cho mình 140.000. Vũ to nha. Tại mùa bông của vũ nữ hàng hậu. À Diễm Trần. Tới Diễm Trần mới tiếng mai vũ. Diễm Trần một cây gì Diễm Trần nè, 140 nữa cái cũ nè. Chiều hôm có bán có 140 mấy chị cây này. Nhà vườn em có trồng có 2 năm á, không quá ít hơn đâu. 140 một cây nha. Ngày mai xem mua thêm nha. Trời duyên nguyện nha. Cảm ơn duyên duyên nhiều. À cho Tiết Mai Vũ 2 cây. Chỉ có 140.000 một cây vũ nữ thôi. Và hiện vũ nữ hàng hậu trên thị trường thì nó có hai màu nha anh Diệp Nguyễn Xuân ơi. Nó có màu vàng xanh giống như em đang like, với lại có một cái màu là màu vàng đốm, là nó trên cái bông nó sẽ có màu xanh nhưng mà nó đốm giống như mà cái dập da beo của mình vậy đó. Đây, hai cây nha. 140.000 mấy chị một cây, mấy chị có cố gắng chốt một cặp mem đi cho mấy chị. Cặp đi cái gì cũng có đôi có cặp đi, một bình lẻ bóng lắm. Dây trần cây nè. Dây trần cây cho MB tóc Hoàng Vũ một cây với cây hồ điệp vòi. Ok, chốt dư đi. MB tóc Hoàng Vũ ơi, mai ghé lấy lựa hồ điệp vòi chị MB tóc Hoàng Vũ nha. MB tóc Hoàng Vũ. Chị ghé. Cho Chí Thanh một cây hả? Có 140 thôi. Bán ơi 140 cây không mấy chị? 140 cây thôi nha. Cây xanh mướt. Nó xanh, nói chung là thanh xuân của nó rất là xanh mướt mấy chị. Thằng này ít có bị vàng lá lắm. Ít lắm mấy chị. Thanh xuân nó xanh dữ lắm. Bán mà nói như em mà sao like mỗi ngày. Ồ em không like được. Chị hệ đấy là cái gân cổ em như gân cổ đàn ông vậy đó. Nó gồng lên nói cho mấy chị. Cho chị Quân thì Thu Hằng cây vũ nữ hàng hậu. Quân thì Thu Hằng cây vũ nữ hàng hậu nha. Cảm ơn chị, cảm ơn hết tất cả anh chị nha. Có 140 cây à. Cho chị Mỹ Duyên cây. À cái cách đỏ phía sau 200.000 á chị Giang ơi, tại cái cây tú cầu đó nó nhiều thân hơn, em nhặt giá cho nó đắt hơn 20.000. Bữa dạ nay lại trễ chị Thơ, do chị Thơ biết sao trễ quá đi hàng mấy chị không kịp luôn á, đóng hàng không kịp. Chị Mỹ Duyên. À cho chị Yến Trần cây phụ nữ to đúng không? Có rồi đúng không? Cho chị Tư Cô Cô một cây nè. Tư Cô Cô nè, Tư Cô Cô cây nghe cái tên là lạ, nhớ ấn tượng hoài luôn. Tư Cô Cô cây 140. Kiều Trang có rồi, Hồng Anh Dũng có rồi. À, cho chị Su Lâm một cây, mai chị sẽ lấy nè. Ok chị Su Lâm. Su Lâm một cây nha. Có 140.000. Em tính là thật sự mấy chị là tính bán 150, 160, 78 kìa. À, thôi bán 140 cho mấy chị. Tại giá 150 của em là giá thấp nhất rồi mấy chị đi. Em hay bán chỗ nữ là lúc nào cũng nói em quán 150 hết đó. Mấy chỗ khác thì có thể là 180, 200, 200 mấy tùy thích. Cứ bán mấy chị 140, bán rẻ cho mấy chị bán là ít mà số lượng nó nhiều. Và
bà bán một ngày và người ta bán hai ngày. Em thật sự em mà có sức em cũng like giống như ở dưới vườn gì đó mấy chị, mà không có thể không có sức đổi luôn. Em mà like hai ngày liên tiếp cho em đi nhập viện á, nên ngày like ngày nghỉ, em ngày like ngày like ngày nghỉ. Chứ Âu Dung đúng chưa? Âu Dung chưa có đúng không? Chứ Âu Dung cây trồ nó đẹp quá Âu Dung ơi. Chị Âu Dung ơi chết chút đẹp mua đan em nữa nha. Cho chị kim cơ lê một cây vũ nữ hoàng hậu 140.000. Kim cơ lê một cây vũ nữ hoàng hậu của phường Chà Bá nữa. Tại đây là cái thời điểm em hay bán hoàng hậu mấy chị, chứ em không có lựa, ít có khi nào lựa thời điểm bán hoàng hậu cuối năm. Tại tháng 4, tháng 5 là mùa hoàng hậu nên là về mấy chị chăm bông dần dần là được rồi. Yến mà nó like là thấy nó tốn tiền rồi. Trời ơi, bà đại gia mà bà thiệt tình và than hoài luôn á bà Hiền ơi. Chị hành em hoài chị Hiền. Đây chị Nga Bùi, cây chị ghé nè. Nga Bùi, đẹp không chị Nga Bùi? Anh Thúy lựa hai cây đẹp nha. Ok cho anh Thúy. Anh Thúy ơi, em lựa chị hai cây bự cho bán lựa cũng lớn chị anh Thúy. 140 một cây thôi. Anh Thúy cho em thông tin nha chị anh Thúy, cảm ơn anh Thúy nhiều. Cho chị Hạnh Nguyễn hai cây cho chị Hạnh Nguyễn nè. Có bà hậu dưới không vậy? Hạnh Nguyễn hai cây. Rồi còn được năm mấy cây nữa hết rồi. Hạnh Nguyễn hai cây. Hạnh Nguyễn hai cây gặp đơn. À, dạ chưa có nụ nha chị Thanh Hương ơi. Phan Tiến một cây vũ nữ. Cho chị Phan Tiến một cây vũ nữ hoàng hậu cho mình 140.000 cũng lớn nha. Phan Tiến một cây 140 người ơi. 140 nha, 140 đẹp một xíu. Tiết Mai Vũ hai cây. Tiết Mai Vũ hai chậu hoàng hậu. Hai cây của ai nhỉ? Chị Hạnh Nguyễn. Hạnh Nguyễn hai cây nè. Cây này là của chị Phạm Tuyến. Dưới Su Lâm á, dưới Phạm Thanh Hương hả, có nụ chưa, để Su Lâm là 140 ghế lấy đó. Còn được mấy cây nữa nha, khoảng được chục cây nữa đó mấy chị, chục cây nữa đó. Cây nữa. Được chưa? Tiết Mai Vũ 2 cây. Tiết Mai Vũ 2 cây nha. Tiết Mai Vũ có 140.000, Chiếp Vũ một cây mai ghế lấy. Tiết Mai Vũ có rồi hả, vậy cho Chiếp Vũ 1 cây. Chiếp Vũ. Hiền Nguyễn 2 cây. Hiền Nguyễn hai cây là trời là đất, mình cầm cái lan đẹp muốn chết luôn. Trời ơi mấy cái báo lựa cái lan đẹp chết đúng không? Nó trời ơi, em lựa cho khách cái lan đẹp, số lựa kỳ xấu quá à, mà cây 66 gì chê bóc liền à vậy đó không à. Đây chị Hiền Nguyễn nè, cầm cái tay cũng chặt luôn á chị Hiền. Chị Nguyễn hai cây em lựa cây thường, anh chị nào lấy một cặp á em sẽ lựa cây nó đều cho mấy chị về cho mấy chị ghét nha, để cho mấy chị ghét nha. Hồi nhớ khách chứ mấy chị không nhớ khách là mấy chị bỏ em hết trơn à. Ok chị Diễm Trần. À rồi em chốt tiếp cho nha. Chị Quân Thị Thu Hằng chốt chưa, đúng rồi đúng không? Nguyên Trần. Chị Nguyên Trần một cây vũ nữ hoàng hậu nha. Dạ vũ nữ hoàng hậu á nó sẽ ra bông vào thời điểm vàng, để ra bông vũ nữ hoàng hậu vào tháng 4 và tháng 5 của mình. Trễ lắm là cuối tháng 5. À, và nó sẽ ra dịp Tết, nhưng mà dịp Tết thì cũng ít lắm mấy chị, đa phần là giữa năm là nhiều. Trung Mỹ Vân có rồi đúng không? Còn mấy cây nữa, 140. Trung Mỹ Vân cây vũ nữ hoàng hậu. Trung Mỹ Vân một cây nha. Trung Mỹ Vân cho Thịnh Đậm một cây củ to. Ok, củ to đẹp một xíu một kiếm. Có thiệt to nha, to thật là to luôn. Đây ui, cây Thịnh Đậm một cây. Thịnh Đậm một cây nha. Ren Ren em có giá chị, để em hỏi, em không nhớ, không biết giá luôn á, em để hỏi bà chủ cái đó. Cho chị Hàng Hạt hai cây mới được. Hàng thì hàng về nhiều á, Hàng Hạt hai cây cho em thông tin nha. Nguyễn Duyên có chút chưa? Hàng Hạt em để em chốt cho anh rồi đó, em chốt cho anh Thịnh Đậm rồi đó. Hàng Hạt ý cái chủ Duyên chứ quên. Nguyễn Duyên chưa? Nguyễn Duyên một cây chị Nguyễn Duyên nha. Nguyễn Duyên cây vũ nữ hoàng hậu chị Nguyễn Duyên nè. Nguyễn Duyên một cây. Nguyên Trần có chưa? Âu Dung có rồi đúng không? Cúc Nguyễn. Cúc Nguyễn một cây vũ nữ hoàng hậu chị Cúc Nguyễn nè. Cúc Nguyễn một cây vũ nữ hoàng hậu lên số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Cúc Nguyễn ơi. À, anh Thúy hai cây đẹp, anh Thúy có rồi. Nấu. Chột. Giá Sài Gòn đâu dám uống đâu chị Bana ơi, uống mà giá Sài Gòn chắc tắt tiếng luôn á, không nói chuyện được luôn á. Giá Sài Gòn nó ngâm thuốc không à. Chị Bana này chỉ số độc em không. Còn nếu mà giá nhà mình làm thì mình uống được, giá Sài Gòn là em không dám uống đâu mấy chị ơi. À, Hạnh Nguyễn bữa nay Hạnh Nguyễn rồi. Hiền Nguyễn rồi.
Trung Nguyễn bán ba rồi, Minh Tiến, Phạm Tuyến có rồi, Trung Mỹ Vân rồi, Thịnh Đặng rồi, Cúc Nguyễn rồi. À, Chí Thanh đổi cho anh củ to đúng không? Chí Thanh ơi, em đổi cho anh Chí Thanh cái cây này nha Chí Thanh. Chí Thanh nha, từ từ tới comment mấy chị em đọc dần dần mấy chị. Có lỡ không thấy được thì mấy chị cũng thông cảm bỏ qua cho em nha. Nguyễn Văn Nam một bụi lớn, anh Nam này chính. Anh Nam cho anh Nam một bụi cho anh Nam nha. Anh Nguyễn Văn Nam nè. 140. Ok Cúc Nguyễn, cho nhớ cho em cái địa chỉ nha. Giang Nguyễn cho chị một cây một kích kiwi xanh 60.000 gặp đơn. Giang Nguyễn. Hello, cảm ơn chị Thơ đã chị đã tăng bốc em là trí nhớ thông minh, trí nhớ nội thấy gì chứ em cũng quên đi lắm, mấy chị không nhớ gì hết trơn. Đâu có giỏi gì đâu. Thì khách mình phải nhớ. Tuổi ngơi em có chồng chưa vậy? Câu nói là em chưa có chồng. Chưa có chồng. À chị nè, em còn được mấy cây ta? 5 cây nữa tình yêu ơi. Cơ trời, bà Nguyễn chị nha. Bà Kiều Trang có con luôn rồi nữa. Ghê thì. Chị Nguyễn Trần hồi đó cho em cái thác hả? Chị Trần ơi, chị Nguyễn Trần ơi, em đổi cho chị cái này được không? Chị Nguyễn Trần ok thì em đổi cho nha. Ok thì em đổi cho. Tính bán cái gì cho mấy chị đây? Ok thì em đổi cho nha. Em tính lên bán gì cho mấy chị? Ghi chú Giang Nguyễn cái chi xanh cơ, ghi cho thêm cái tờ hướng dẫn. Em đổi với chị luôn rồi đó nha chị Nguyên Trần ơi. Ngô Minh Triết một chậu 70 hà, một cái chậu 150.000 đó nha, 140.000 nha. Em lên cái này cho. Có cây này nè mấy chị. À, dạ có ra hoa giờ Tết nữa nha chị Dung Phạm ơi. Nhưng mà nếu mà ra hoa vào dịp Tết mình phải nhờ hỗ trợ thêm kích hoa thì nó mới ra hoa vào dịp Tết nha. Đây, em có một cái cây này mà em nãy giờ em cũng bán mấy chị thì em giữ lại. Thì nó không phải là chị, nó cũng bằng giá thôi, nhưng mà thầy thấy cái củ nó đẹp quá. Nó cũng bằng giá, thấy cái củ đẹp nó đem cho mấy chị. Sau này mấy chị trồng cái củ nữ hoàng hậu của mình, cái củ nó như thế này, nội mấy chị nhìn cái củ không mấy chị mê. Nó sẽ muốn bằng bằng tay em luôn mấy chị, cái củ của nó nè. Bằng tay em luôn nè. Ai chị nào có chốt cặp đơm tính cho 140. Em cũng không tăng giá gì nó hết nha mấy chị. Như người ta, ta sẽ cước lên 20, 30, 40, 50. Em thôi cứ để vậy cho mấy chị. Cho mấy chị mua ủng hộ em 140 nha. Một bàn tay. Cái củ của nó nè. Nói chung là cái đường kính, cái ly nước nó cũng to là cái đường kính ly nước đó mấy chị. Ít đâu, nó bự lắm á. Cho chị Liên Nguyễn. Dịch Trâm chị nói Trâm ơi, cái cây cái lô phụ nữ đó là biết sao Trâm em mà bán, em bán giá 250.000. Lô phụ nữ đó là lô phụ nữ nhập vườn người ta về bán lại đó tích chị yêu ơi. Còn cái này là để thật sự bán 140 là cái giá thật tâm nhà vườn. Giá bán là nhà vườn tự trồng tự bán, cứ khổ phải là nhà vườn nhập. Nó là chỗ bán cái giá rẻ cho mấy chị cũng rẻ cho mấy chị. Em bán em lời ít nhưng mà được cái số lượng nhiều thôi à. Chị nói vậy cho mấy chị là mấy chị hiểu rồi đó. Cầm mấy cây lên là mấy chị biết giá sao rồi đó. Hết rồi, có cây đó hết rồi. Hello chị Đào. Chị Đào yêu dấu tên lớn chị Đào yêu dấu. Em còn được cái cây này nè, nó khác cây nãy. Chỗ bán mấy chị có 140 mấy chị. 140 đúng đổi tư nghiệp em nha. Còn cái cây này khác thì giải cũng 140. Đi là comment 140 luôn đi. Em lựa cho nhiều thân mà vừa to vừa... Người Việt Nam mình ngộ hết mấy chị. Chị thích to, thích bự, thích lầm. Không có khi nào thích ít, thích nhỏ. Thích ngắn hết trơn, toàn to lầm dài. Không mấy chị. To lầm dài không à. Người Việt Nam mình ngộ đó. Người Việt Nam gì đó, 140 manh phan nè. Gửi ráp hay sao? Manh phan gửi ráp. Bà ơi, manh phan gửi ráp cô đương. Ai cười đó ai thả ha ha đó. Mà đúng không mấy chị? Mà em cũng vậy. Cây thì mình thích lầm. Thích lầm, thích vào bông nhiều, dài. Ít có khi nào thích ngắn mà thích ít thân là kia lắm.
còn cây này nữa, còn cây này nữa, cây này nữa. Cây này thì cũng nó không có to mà giống như cái cây kia, một cái nó bự nhiều. Cái này mà về mấy chị phải ra chậu phi 35 á nha, nó mới ấy nổi chứ. Còn cái chậu này như thế này là nó bít kín hết. Về cắt cái chậu này nhựa ra chậu phi 35, 40 mấy chị, nó sẽ bung ra hết tán luôn cho mấy chị luôn. Cái này là do cái chậu này là ép nè, chậu này là ép này nè mấy chị, ép dầu ép mỡ nè, chứ không thể ai ép cái lan được, ra chậu lớn giùm em nha. À, cho chị Phạm Tiến thêm cây đẹp nữa nha, không phải gì còn được có mấy cây để dành. Rồi đó, bán em cũng có bán nâng giá đâu chứ Thanh, tội nghiệp em. Chứ Thanh thấy không, em bán đâu có nâng giá anh đâu, phải chi ạ, con nhỏ này nó đã bán cái chùa hàng đẹp nó bán nâng giá không, ba đâu có bán nâng giá đâu. Rồi, lên bông, bây giờ lên bông. Ok, anh Nguyễn Minh Hiệp. Em lên bông vô nè. Cho em lên mấy cây vàng lưỡi đỏ, lấy mấy cây vàng lưỡi đỏ trên không. Hết rồi. Hết rồi, em hết rồi nha mấy chị. Em lên cái cây này cho mấy chị nha. Hết chị Liên ơi, em hết chị Liên. Củ lớn mà nó. Để coi mai mà ai không có số điện thoại à, ai mà có cho số điện thoại mà em muốn không gọi không nghe máy á, cái em để riêng cho chị Liên nghe. Nếu mà em thấy củ to cái em để riêng cho chị Liên nghe chị Liên. Em nhớ chị Liên rồi. Em sale lại cô não em nhớ chị Liên. Nếu mà mai em gọi ai không nghe máy á thì nếu mà cái cây đó đẹp củ to thì em sẽ gặp chị Liên nha. Tại mệt. Em mệt, thông cảm mấy chị, em đã thấy bán hàng là không có thời dài nhưng mà thông cảm mấy chị, thông cảm em nha. Đây cái này là em lên cho mấy chị, cái này là vàng lưỡi đỏ châm thông. Ừ, cảm ơn chị Liên nhiều. Cái này là vàng lưỡi đỏ châm thông. Cái dòng này là cánh cứng dày, thuộc họ cánh tròn. Bông của nó hoa thơm, bền bông, mua hoa quanh năm. Mấy chị anh nói thật sự nhiều khi em nói cái này là thuộc giống họ cây miền Nam nhưng thật sự anh chị ở miền Bắc miền Trung vẫn chăm đến, thật sự mấy chị đẹp hơn. Đẹp hơn trong Nam trồng nữa là mấy chị biết rồi. Nó dễ thích nghi lắm nha. Em cũng nói là cái cây dòng này nó dễ thích nghi, cực kỳ dễ thích nghi cho mấy chị. Cây nó đang làm bông nha. Nè, em nhớ có nó một cái 180 ngàn một cây thôi, cây nó như thế này nè. Nó bằng giấy vàng thơm. Cái mùi bông này nó không có thơm nồng bằng cái thằng vàng thơm hồi nãy em cầm like cho mấy chị, nhưng mà nó thơm đủ ngọt mà nó bền bông cực kỳ. Nè, cây của nó như thế này đang làm nụ nha, có được 5-6-7-8 cây gì đó mấy chị. 5-6-7-8 cây gì đó nha. Anh chị nào có lấy thì lấy chốt giúp em là 180. Vàng châm thông nha mấy chị, vàng lưỡi đỏ châm thông nha. Nhiều khi em chốt bill ghi vàng lưỡi đỏ hoặc là chốt bill ghi vàng châm thông cũng là nói nha mấy chị. 180 ngàn một cây. 180 nha. 180 một cây vàng châm thông. Ủa. Mấy chị em vô em coi thấy lượt chia sẻ của mấy chị 999 lượt chia sẻ. Số đẹp, số đẹp. Số đẹp, số đẹp. Cảm ơn mấy chị nhiều. Dạ đúng rồi, đơn chị Trang, cây Trang ơi. Đây chị nào có lấy cái vàng châm thông mà lấy nha, cây lầm cho anh Trung Hậu Lê 2 cây. Trung Hậu Lê đẹp nha, em lựa cho anh một cặp xứng đôi chùa lưới cho anh Trung Hậu Lê nha. Đang vào hoa thế này nè. Cây khỏe mập quá quỳ nha. Lá to lắm, thằng này lá to đẹp lắm nha. Trung Hậu Lê 2 cây. 180 ngàn một cây nha mấy chị. Mấy cây rồi, em còn được có mấy cây à. Nè mấy chị coi nè, cái cây nó rất là khỏe, nó chịu làm bông nha mấy chị. Thường cái giống này cũng vậy, mà bông nó sẽ nhảy theo nó lá cho mấy chị, làm bông dài nha. Tại vì nếu mà mới cho đợt bông đầu tiên, rồi bông thứ hai thì còn bông ngắn thôi. Chứ mà về mình khí hậu nó thích nghi, nó thuần rồi, mấy chị cắt được bông đầu, được bông hai, mấy chị thấy chủ bông nó dài hơn những gì mấy chị nghĩ nha. Giá thể này hiện tại trồng bằng giá thể sơ dừa nhuyễn. Mấy chị về, mấy chị có thể thay giá thể tùy thích mấy chị, hai cây mà dài đúng không? Ok tình yêu. Nè em cho cái hai cây này cho chị Hạnh Nguyễn nè, hai cây này là ân liền á, về là thấy là mát ruột trong lòng luôn á. Danh ghét em dạy không biết giá luôn, thật sự là em không biết giá luôn á chị. Để em hỏi là bà chủ nghe, chưa biết giá nữa. Cái này em đưa cho chị Xuân Ninh Huỳnh, cái chậu này chị Xuân Ninh Huỳnh nha. Xuân Ninh Huỳnh ơi, đây nè, ở đây nó có, ở đây nó nhảy thêm cái ngồng nhỏ nhỏ xíu xíu xinh xinh cho chị nữa nè. Đây Xuân Ninh Huỳnh một cây nha, 180. Anh Thí hai chậu nè. Dài hả? Chị anh Thúy ơi, đồ dài hả? Hết dài chị anh Thúy ơi. Em hết dài rồi. Chị anh Thúy lấy cái này chứ, cây này trước giúp em nha.
Với lại cái cây này nha chị Anh Thúy ơi, cái cây này thấy gì chứ ít ngắn nhưng mà bu cái gì mới giờ đây 1 2 3 4 giờ luôn chị Anh Thúy. Chị Anh Thúy ơi. Ấy chị luôn nghe. Đó, ngắn ngắn nhưng mà bù lại nè. Nó em bán em có tính rồi mấy chị em là biến tính rồi em cứ giá lên lắm, là biến lắm thiệt cái thật sự. Thôi cứ bán rẻ cho mấy chị mua. Cho chị Nguyên Trần cây này cho chị Nguyên Trần nha. Không, em không like tới 12 giờ rồi đâu mấy chị. Về tắm rửa ngủ nghe. À, cái này cho ai Nguyễn Trân đúng rồi Nguyễn Trân. Về tắm rửa ngủ ngay nó mấy chị chứ cô em đuối sức chữ lắm rồi. Rồi chiều tôi kêu mua cơm mà không ai trả lời. Trách bản thân mình chứ ai. À tư cu cô cây vàng để đỡ chị tư cu cô cái này tư cu cô. Tư cô nha, thân có thân tư, tư cô cô nữa nha. Chẳng lấy 180 à. 103. Còn mấy cây mắm rẻ mấy chị luôn. 180 ngàn nha. Tình yêu nè, ô đây có thêm vòi nữa nè mấy chị. Nó lùng, nhưng mà lùng lùng là nó bù qua cho mấy chị là nó nhiều vòi nè mấy chị không. Mấy để vậy người ta nói là đừng có chê những người lùng. Đừng có chê những người lùng. Thấy không mấy chị không, nó lùng mà nó có vỏ ghê không mấy chị. Nó phát vào bông nhiều cho mấy chị nè. 180 180 người anh xinh trai gì đẹp gái ơi 180 chốt em nghe. Hai cây thôi. 180 cây này. 180. 180 180 180. Mà chưa? Còn ngủ hả? Ta tập dần đi cưng ơi. Ba quỷ yêu đời giờ còn ngủ. Để lấy cho chị Diễm Trần ông cái kia đó. Bữa nữa bắt ngọt em chú có hè. Trời ơi 11 giờ coi live mà em kẹo cười như điên. Tỉnh ngủ không anh Chíp Vũ? Chị Chíp Vũ tỉnh ngủ không? Tỉnh ngủ em đâu em thì em không nói chuyện không có khiếu tấu hài thiệt mấy chị thiệt luôn á. Bản thân em không nói chuyện hài kể cả ngày thường cũng không có tấu hài được á. Cười chị cười là chị hai á chứ em nói chuyện đâu có tấu hài đâu. Để cho mấy chị em cố gắng nói là giờ này cũng 11 giờ cố gắng nói này kia cho mấy chị tỉnh ngủ á chứ hơi mấy chị còn ngủ. Mấy chị cũng mua lan em mà. Rồi cố gắng nói cho mấy chị mua lan nè. Anh chị nào hỏi em có bà liễu không hả? Có rồi. À, còn chị Trang ơi từ từ. Chị Trang từ từ chị Trang. Có gì mua thêm sao cũng được, không sao hết. Em tươi mới bán hàng được mấy chị nè. Chứ nói chung là nó sầu trong lòng một ít. À, thôi nghe, như đây thôi. Bán mấy chị như đây thôi. Cho mấy chị đi ngủ. Em là em rất là có tâm huyết cho mấy chị. Em là em cho mấy chị ngủ sớm, da đẹp. Cho mấy anh, mấy chú ngủ sớm để có sức khỏe đi làm việc. Vậy nghe, cho mọi người ngủ sớm mấy chị khỏi thức coi em live stream. Nghe, cho mọi người. Người ta khuyến cáo, thường bác sĩ khuyến cáo là ngủ sớm trước 11 giờ. Giờ mấy chị đi ngủ được rồi đó. Chúc mấy chị ngủ ngon nha, hẹn gặp mấy chị vào đây sau. Vẫn còn rất là nhiều hàng nhưng mà thôi. Từ từ hôm nay mấy chị cũng được nha. Từ từ, cứ từ từ mấy chị có đã dành tiền rồi mấy chị mua lao ủng hộ em là được. À, chúc mấy chị, anh chị ngủ ngon nha, hẹn gặp mấy chị vào đây sau. Bye bye. Có đồng tiền dạ, có đồng tiền Nam ơi, nhưng mà để lại sao online đi nha, có đồng tiền kìa, đẹp lắm luôn á. Chưa có bung hàng luôn, chưa còn nằm trong nguyên kiện trong phòng, hàng tươi mới xanh mướt. Thì cảm ơn Diệp Nguyên Sơn. Mấy chị ngủ ngon nha. Ê, mấy chị đi ngủ đi, đừng thức nữa nghe, đừng thức đi dạo lúc quay nha, mấy chị đi ngủ đi. Mấy chị đi ngủ nha, bye bye mấy chị.